kỷ nguyên, tháng 6 năm 32, sau khi Thiên Khải chiến tranh kết thúc một năm, bầu trời bình tĩnh đột nhiên mãnh liệt cuồn cuộn, như giang hà triều dâng, giống như mây mù chập trùng, thanh âm ù ù chấn thiên động địa, vang vọng mênh mông trung vực. Phạm vi dung chuyển nhanh chóng mở rộng, cuồn cuộn mấy ngàn dặm, cơ hồ bao phủ trên không thượng thương đế thành. Trong ngoài đế thành nhanh chóng an tĩnh, tất cả mọi người ngừng chân ngẩng đầu, ngước nhìn mây mù như đại dương mênh mông. Mây mù từ cuồn cuộn đến bạo động, vần quanh thành vòng xoáy bàng bạc, quấy năng lượng thiên địa, tản mát thiên uy kinh khủng. Cường quang dày đặc hiện lên sâu trong mây mù, nhanh chóng xen lẫn, hội tụ thành cột sáng như cơn lốc, nương theo tiếng vang kinh thiên động địa, cột sáng từ trên trời giáng xuống, đánh tới sâu trong đế cung. Bầu không khí đế thành đang an tĩnh, không biết là ai hô câu Thái Hoàng Thiên, trong trong ngoài ngoài đế thành liên tiếp nhấc lên liên miên tiếng la, cuối cùng quét sạch đế thành. Thiên trở về rồi. Là Thiên trở về rồi sao? Một năm, hắn không có chết. Hắn chẳng lẽ là đang khôi phục ở Thiên Khải chiến trường? Thiên Khải chiến trường, chúng ta lại thắng. Bên trong reo hò tràn ngập chấn kinh cùng cuồng nhiệt, bên trong tiếng la hỗn tạp gào thét cùng thét lên, bầu không khí đế thành nhanh chóng sôi trào. Bất luận ngoài thành hay ngoại thành đều chen chúc về phía trước, chạy tới tường thành chỗ nội thành. Khương Phàm ôm Dạ An Nhiên, mang theo Khương Thương, Hắc Ma Đế Quân, Thôn Thiên Ma Đế, Ngưu Chính Uyên, Vạn Độc Huyết Long, Bát Hoang Tuyệt Diễm, còn có Hồn Nguyên Tinh Linh Đế Quân cùng Thiên Hậu, Linh Hồn Thái Hư Cổ Long, về tới Chu Tước Cung xa cách đã lâu. Tu La, Đan Hoàng, Khương Diễm, Hướng Vãn Tình mấy người, toàn bộ vào tới Chu Tước Cung. Bọn hắn sợ hãi, bọn hắn chấn kinh. Bọn hắn cuồng nhiệt, bọn hắn càng kích động, nhưng khi sau khi nhìn đến Khương Phàm cùng người đứng bên cạnh hắn, thể hiện trên mặt đều cứng đờ. Vô Hối đâu? Lý Dần đâu? Như Ảnh mấy người đâu? Thiên Long đâu? Đại Vương đâu? Long Đế đâu? Hồng Võ Đế Quân đâu? Hai mắt Kiều Hinh tối sầm lại, suýt chút nữa ngồi dưới đất. Nam tử của nàng trở về, con của nàng đâu? Hốc mắt bọn người Chu Thanh Thọ mông lung, từ trong lòng tuôn ra nồng đậm bi thương. Lý Dần, không có trở về sao? Hắn là đế quân mà. Tặc Điểu hoảng hốt một lát, quay người đi ra Chu Tước Cung, cô đơn ngồi ở nơi hẻo lánh. Hai hỗn đản kia, cứ đi như thế. Bạch Tai, Lý Dần, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Hồng Võ Đế Quân, hy sinh tại Thiên Khải chiến trường. Vô Hối, Thiên Long, Đại Vương, Như Ảnh, Tiểu Kim Hầu, bị sát thiên chiến đội mang đi. Khương Phàm đơn giản thông báo tình huống chiến trường. Còn sống. Kiều Hinh, Tặc Điểu liên tiếp đứng dậy, nhìn về hướng Khương Phàm trong điện. Còn sống, đang đuổi theo. Tốc độ bọn họ rất nhanh, tốc độ của ta càng nhanh, hẳn có thể ngăn chặn bọn hắn. Sau khi Khương Phàm dung hợp thiên đạo, đã hóa thân thế giới, cho nên đã không tồn tại vấn đề thương thế, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, giống như viên thiên thạch hướng về thâm không nhanh chóng di chuyển. Mặc dù chậm trễ hơn một năm, nhưng từ nơi này đến Thương Thiên Tinh Vực, sát thiên chiến đội trước đó đi ước chừng 30 năm, lấy tình huống cùng tốc độ của hắn bây giờ, hẳn là có thể chặn đứng ở nửa đường. Đám người thoáng thở phào, nhưng nghĩ đến bọn người Bạch Tai tử vong, trong lòng vẫn khó chịu. Sát thiên chiến đội chỉ bị đánh lui, bọn hắn sẽ còn lại đến, lúc nào? Trên gương mặt non nớt của Tu La hiện ra sát cơ. Nếu như sát thiên chiến đội lui, trở lại, trước sau chỉ sợ cần 30-50 năm, hắn có hy vọng trở lại đỉnh phong. Thậm chí bước lên đế cảnh. Cuộc chiến sát thiên lần này, hắn chỉ là quần chúng, lần cuộc chiến sát thiên tiếp theo, hắn thân phó chiến trường. Bọn hắn chạy, chúng ta đang đuổi, nhưng tình huống còn phức tạp hơn so với chúng ta mong muốn. Thương Thiên, không còn chỉ là pháp tắc trưởng khống giả, mà là rời khỏi phạm trù pháp tắc, sáng lập thế giới thuộc về mình. Chương 3238 Viễn Phó Thâm Không. Khương Phàm giới thiệu cho bọn hắn vũ trụ thế giới hoàn toàn mới. Cùng tình huống đặc biệt bây giờ của Thương Thiên. Tất cả mọi người còn không có khôi phục lại từ trong bi thống, lại bị tin tức này rung động kích thích đến hoảng hốt. Trong vũ trụ mênh mông lại còn có sinh mệnh tinh cầu khác. Mặc dù mỗi viên sinh mệnh tinh cầu đều là kỳ tích của vũ trụ, sinh ra cực kỳ khó khăn, mấy triệu tinh cầu đều khó mà thành một cái, nhưng phạm vi vũ trụ thật sự quá mênh mông đến không cách nào tưởng tượng. Bên trong vũ trụ phạm vi khổng lồ cùng cơ số tinh cầu như thế, số lượng tinh cầu có sinh mệnh tuyệt đối nhiều hơn so với tưởng tượng. Sinh mệnh tinh cầu lại còn phân đẳng cấp. Thần cấp tinh cầu, đế cấp tinh cầu, đại đế cấp tinh cầu, thiên đế cấp tinh cầu. Quá đáng hơn là, còn có tinh vực cấp chúa tể. Thương Thiên rời khỏi thế giới trăm vạn năm,
không chỉ có hóa thân thành chúa tể tinh vực, lại còn diễn biến ra 9 tinh cầu cấp thiên đế. Không hổ là thiên đời đầu tiên do thập nhị thiên môn cùng nhau tuyển định ở hậu kỳ hồng hoang, xác thực khủng bố. Khương Phàm nói, ta đang truy tung sát thiên chiến đội, mặc kệ có thể ngăn chặn hay không, chiến tranh mới đều đang đợi chúng ta. Từ hôm nay trở đi, các ngươi lại phải bắt đầu tu luyện. Ngô Chính Uyên, bế quan trùng kích đế cảnh, ta giao cho ngươi hỗn độn pháp tắc. Thánh chủ, ngài cũng bế quan, lĩnh hội hư không pháp tắc. Ngài là người Đông Hoàng gia, nên trở về nhà. Chuyện thánh địa giao cho những người khác lo liệu đi. Tu La, đến U Minh địa ngục tiếp nhận, tử vong, chỉ đạo, hắn đã ở nơi đó chờ ngươi. Sau khi Dạ An Nhiên tỉnh dậy, ngươi chuyển tới thế giới của nàng, hiệp trợ chủ hoạch kiến lập U Minh địa ngục. Khương Diễm, chuyển tới thế giới Dạ An Nhiên, chuẩn bị biến đổi chu tước. Nơi đó là thế giới mới, ngươi tương đương với thần hoàng đầu tiên của nơi đó, có tư cách biến thành chu tước. Nếu như không được, hủy đi cơ thể, lấy linh hồn trùng tu. Ngô Thiên Khải, Côn Bằng, Vạn Độc Huyết Long, Thiên Nghi, Hàn Ngạo, còn có Khương Bân, các ngươi đều chuyển rời đến thế giới của Dạ An Nhiên, làm nhóm dân bản địa đầu tiên của thế giới mới. Nơi đó thiên địa sơ khai, vạn vật sơ thành, nương theo rất nhiều cơ duyên. Nhưng phải nhớ kỹ, chủ yếu là tìm kiếm cơ duyên, tuyệt đối không thể quá độ đòi lấy năng lượng nơi đó. Được. Đám người cao giọng la lên. Vốn cho rằng chiến tranh kết thúc, không nghĩ tới là khởi đầu mới. Vốn cho rằng bọn họ không có tác dụng, không nghĩ tới còn có thể lại buông tay đánh cược một lần. Nhất là bọn người Ngô Thiên Khải, càng phấn chấn đến toàn thân run rẩy, thế giới mới, tài nguyên mới, bọn hắn chính là nhóm thần ma đầu tiên nơi đó. Đế quân đời đầu tiên. Hành trình của chúng ta lần này là tinh thần đại hải, là vũ trụ vô hạn, kẻ địch của chúng ta sẽ vô cùng cường đại, nhưng thế giới này tóm lại phải có người bảo vệ, nếu chúng ta gánh vác lên sứ mệnh này, nên ứng phó toàn lực. Sau khi Khương Phàm làm tốt an bài, bắt đầu xử lý mấy người hắc ma chiến đế. Không có trực tiếp chém giết, dù sao người của hắn còn ở trong tay sát thiên chiến đội, thời khắc tất yếu có khả năng tiến hành giao dịch. Nếu như bây giờ trực tiếp xử tử, sợ rằng mấy người như ảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Khương Phàm chỉ hấp thu năng lượng của bọn hắn, bồi dưỡng hắc ma đế quân, thôn thiên ma đế, còn có cho thiên hậu, tái tạo cơ thể cho tinh linh đế quân, thái hư cổ long. Tháng 7 năm 32, Khương Phàm lấy thân phận Thái Hoàng Thiên, tuyên bố cho chúng sinh thiên hạ. Đầu tiên, thế giới nguy cơ triệt để kết thúc, từ nay về sau sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm nào có thể xâm hại thế giới này. Thứ hai, hắn càng sẽ dùng hết khả năng, thủ vệ thế giới an toàn, bảo vệ thế giới bình ổn. Chúng sinh vạn vật, không cần lại để ý tới thế giới bên ngoài, chuyên chú vào trưởng thành cùng phát triển của bản thân. Thứ ba, chế định tiêu chuẩn cơ bản cho cường giả cả thế giới, thần không sát thánh, đế không sát thần. Thần ma, đế quân, cam đoan đạo đức chuẩn tắc cơ bản, làm gương cho thiên hạ chúng sinh. Thứ tư, theo thế giới tiếp tục ổn định, sinh tử pháp tắc bỗng nhiên sinh ra chữa trị luân hồi đại đạo, tương ứng kéo dài tuổi thọ thánh linh, thần ma, cùng đế quân. Thứ năm, thập châu, thập tam hải, toàn bộ trùng kiến hệ thống thánh địa. Lấy bảo vệ chúng sinh là lý niệm, không được nhúng tay chiến tranh thế gian. Mỗi tòa thánh địa cung phụng tượng đá Thái Hoàng Thiên định kỳ giáng lâm ý niệm, thẩm tra thánh địa, thủ vệ thánh địa có thể thông qua tượng đá, thỉnh nguyện Thái Hoàng Thiên. Thứ sáu, kỷ nguyên mới, khởi đầu mới, đặc xá thiên hạ. Chúng sinh gieo hò, hô to tên Thái Hoàng Thiên. Bọn hắn kích động đến phấn khởi, cuồng nhiệt đến sùng bái. Ngắn ngủi trong hơn 10 năm, bọn hắn cơ hồ chứng kiến Thái Hoàng Thiên quật khởi. Từ khu vực đến Thương Huyền, từ Thương Huyền đến thiên hạ, lại đến thiên khải cuộc chiến, hắn dùng truyền kỳ bất bại, đúc thành huy hoàng vô thượng. Có cường giả như vậy bảo vệ thế giới, bọn hắn còn có cái gì lo lắng? Danh uy Khương Phàm không thể nghi ngờ là đạt đến đỉnh phong ở thời đại này, cũng ảnh hưởng đến thế giới pháp tắc bành trướng diễn biến. Duy chỉ có Khương Phàm, bình tĩnh mà cô đơn. Hắn hóa thành thế giới, hoành hành vũ trụ, tìm kiếm sát thiên chiến đội, tìm kiếm người yêu cùng bằng hữu của hắn, nghênh đón khiêu chiến mới. Ngẫu nhiên, hắn ý thức nhìn lại lịch sử, dừng lại tại thời kỳ nào đó, nhìn bằng hữu người thân nơi đó, cảm nhận đoạn thời gian bình tĩnh mà tươi đẹp kia. Hắn dũng cảm không sợ, lại lòng mang áy náy. Hắn một mình đi đến chiến trường tàn khốc, nhưng ý thức lại qua lại, truy tìm lấy tươi đẹp và bình tĩnh lẻ tẻ. Trong đoạn lịch sử nào đó, Khương Phàm nhìn đăng cuộc chiến thiên kiều, chứng kiến mình kết thúc, lắng nghe mình táng ca,
đau lòng nhìn những thuộc cấp dũng cảm không sợ chết. Trong đoạn lịch sử nào đó, Khương Phàm nhìn thấy hình ảnh cả nước tế thiên, thiên hậu chảy nước mắt, Tu La gào thét, Dương Vương xa nhau, chúng tướng quỳ lạy. Trong đoạn lịch sử nào đó, Khương Phàm tung bay ở bên cạnh thiên hậu, bồi bạn nàng hủy xương đốt máu, kêu gọi cửu u. Trong đoạn lịch sử nào đó, hình ảnh Khương Phàm thấy hắn và Lý Dần lần đầu gặp nhau, nghe câu thề, ngươi là đệ tử của ta, không ai có thể khi dễ ngươi, một lần. Một lần. Trong đoạn lịch sử nào đó, Khương Phàm đứng trong đại điện Kiều gia, nhìn hình ảnh Kiều Vô Hối run rẩy quỳ xuống, lắng nghe câu kêu gọi bao hàm thâm tình. Trong đoạn lịch sử nào đó, Khương Phàm yên lặng đi theo bước chân của Bạch Tai, nhìn từng thân ảnh hắn bái phỏng, chứng kiến hắn yên lặng trưởng thành, trung thành. Bên trong một đoạn thời gian nào đó. Bên trong một đoạn thời gian nào đó. Chiến khu Khương Phàm bước lên thâm không, đi hướng không biết, ý thức lại trải qua dòng sông lịch sử, bồi hồi không tiến lên. Chương 3239 bí mật. Chúc mừng, dung hợp thập nhị thiên môn, chân chính tiếp quản thế giới này. Yêu đồng nhìn mê ảnh Khương Phàm đi tới, mang nụ cười theo thói quen trên mặt. Hắn chết, người tự do. Khương Phàm không có cưỡng ép nhìn trộm ý thức yêu đồng, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. 3 vạn năm trước, thời điểm hắn tới, thế giới này còn không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên lưu lại hạt giống tai nạn, để mà kích phát ý thức phòng ngự của thế giới. Lần này tới, hắn là đã làm chuẩn bị vạn toàn. Không nghĩ tới, ngươi lại sáng tạo ra một thế giới mới, đáp lễ hắn một món lễ lớn như thế này. Yêu đồng mỉm cười lắc đầu, cuộc chiến sát thiên lần này đánh chính là thật đặc sắc, liên tiếp biến cố hắn nhìn đều hoa mắt. Không nghĩ tới mất chính là thôn tinh thú bạo tạc, đã trực tiếp dẫn phát tất cả chiến trường sụp đổ, dưới bạo tạc cùng hỗn loạn, chiến đội sát thiên với ưu thế kinh nghiệm vẫn nhận lấy trình độ suy yếu lớn nhất. Để chiến trường mênh mông từ lúc bắt đầu đã lâm vào mất khống chế. Một siêu thần, vậy mà lại ảnh hưởng đến hướng đi chiến cuộc, ngay cả yêu đồng đều muốn nói tiếng khâm phục. Khương Phàm có thể nuôi dưỡng được một bộ hạ trung tâm sáng rõ như thế, thật sự là đáng để kiêu ngạo. Đương nhiên còn có kích thích hơn, Khương Phàm lại để Dạ An Nhiên cùng Thương Lan chắp phá ra thế giới hoàn toàn mới. Thế giới mới. Thế giới hoàn toàn mới hệ thống, pháp tắc hoàn toàn mới diễn biến, hoàn toàn mới vạn vật tân sinh. Chỉ sợ Khương Phàm cũng không biết, sáng tạo thế giới mới gian nan đến mức nào. Tuy nhiên Dạ An Nhiên biến đổi đã là ngoài ý muốn, cũng ít nhiều nằm trong dự liệu. Nàng đã dung nạp ngũ hành tổ thụ, thần thụ thế giới, ngũ hành thần thụ, tương đương với dung hợp 3 tiểu thế giới, lại thêm năng lượng ngũ hành do ngũ hành pháp tắc ngưng tụ, đã có đầy đủ cơ sở. Cuối cùng thành công, không chỉ là cố gắng của nàng, càng giống như là cố gắng dài đến 500.000 năm của tộc đàn ngũ hành thụ này, hậu tích bạc phát, cuối cùng hoàn thành thăng hoa ở trên người nàng. So với Thương Thiên là chúa tể thế giới, ta còn kém rất xa. Xem ra ngươi đã biết nhỉ, ha ha, ta đã nói sớm với ngươi, tất cả tức giận cùng chống lại của ngươi, kỳ thật đều không có ý nghĩa, cuối cùng cũng chỉ là trì hoãn thời gian thất bại. Ta muốn biết chuyện chúa tể Tu La. Chúa tể Tu La. Yêu đồng kinh ngạc nhìn Khương Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Ha ha, bắt được trọng điểm rồi nhỉ. Có thể may mắn hiểu rõ hay không? Ý thức của ta, đến từ phân thân Thương Thiên lần này, đồ ta hiểu rõ, cũng đều cực hạn với hắn. Đối với chúa tể Tu La, từ đầu đến cuối đều là chúa tể Thương Thiên tự mình ứng phó, ngẫu nhiên mang lên 3 bộ phân thân của hắn, cũng chính là phát triển 3 thế giới cấp thiên đế tốt nhất. Cho nên, thật đáng tiếc, ta chỉ biết là Tu La chúa tể rất đặc biệt, cũng là từ tinh cầu cấp 6 phát triển, nhưng hắn không có sáng tạo tinh vực, không có chủ hoạch kiến lập càng nhiều tinh cầu, chỉ là cô độc đi vào sâu trong vũ trụ. Vũ trụ bây giờ, trong phạm vi chúng ta có thể dò xét, tổng cộng có 7 tinh cầu cấp chúa tể, 6 kẻ khác toàn bộ đều là sáng lập tinh vực, duy chỉ có chúa tể Tu La không có. Nhưng đối với uy danh của chúa tể Tu La, 6 kẻ khác đều. Nói như thế nào đây, rất tán thành, cũng rất kiêng kỵ. Làm sao có thể tìm kiếm được hắn? Thương Thiên cũng không tìm được hắn, chỉ có thể là đề phòng khắp nơi. Cũng chính là chúa tể Tu La tồn tại, để chúa tể Thương Thiên từ đầu đến cuối luôn đề phòng cao độ. Mỗi lần đều là bí mật, vượt qua thâm không vô tận không xa, vụng trộm tới đây hái giới nguyên, sáng tạo thế giới mới. Hắn và Thương Thiên có thù gì? Khả năng có liên quan cùng việc Thương Thiên cướp bóc và đổ sát khắp nơi. Cụ thể nói thì không rõ ràng. Ở giữa chúa tể khác, phải chăng đều kiềm chế lẫn nhau? Đều có ân oán, kỳ thật trừ tinh cầu cấp chúa tể, vũ trụ còn có rất nhiều cấm khu,
một ít chủ nhân cấm khu, thực lực có thể so với chúa tể tinh vực. Người đó, nếu đã bắt đầu, vậy thì từ từ hiểu rõ đi. Trước đó ta đã nói qua, vũ trụ thâm không phấn khích xa so với những gì ngươi tưởng tượng, không chỉ có khoảng cách mênh mông, còn tràn đầy các loại đồ mới lạ. Nếu như ngươi tìm Thương Thiên nương tựa, có thể trực tiếp hiểu rõ toàn diện, thậm chí là đối mặt với những cường giả đỉnh cấp kia, nếu như muốn tự mình bắt đầu, vậy thì từ từ sẽ đến. Nếu như ta muốn truy tung chiến đội sát thiên thì sao? Bọn hắn có hỗn độn cự bằng, tốc độ cực nhanh. Từ nơi này về Thương Thiên tinh vực, cần 30 năm trở lên, nếu như là ngươi hóa thân tinh cầu, tự mình di chuyển, vài chục năm hẳn là đủ rồi. 30 năm, vài chục năm, cũng chính là tốc độ gấp 2. Không kém bao nhiêu đâu, bây giờ ngươi bắt đầu đuổi, hẳn là có thể tại trước khi bọn hắn rời khỏi mây thiên thạch, ngăn chặn bọn hắn. Mây thiên thạch, ngươi không hiểu rõ sao, thế giới này có thể ẩn nấp phát triển, là bởi vì bao quanh lấy lít nha lít nhít mây thiên thạch. Thậm chí thế giới này có thể sinh ra, cũng là bởi vì những mây thiên thạch kia tiêu tán khí tức hỗn độn, ở chỗ này tiếp tục dành dụng, cuối cùng rèn đúc ra thế giới truyền kỳ. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, ngược lại đã từng dò xét từ trong ý thức bọn Hắc Ma chiến đế, nhưng không có quá để ý. Hỏi ngươi một vấn đề, tại sao ngươi lại giúp ta? Chính là muốn giúp. Yêu đồng tùy ý nhún nhún vai, trước đó chỉ là xem kịch, dù sao cũng nhận định Khương Phàm sẽ thua, sau đó người giết trời sẽ phát hiện viên thịt thuốc hắn đây, sau đó lại mang đi, cho nên, hắn tương đương với xem kịch lại là đang nhận mệnh. Nhưng bây giờ, người giết trời cứ vậy mà chết rồi. Hắc hắc, hắn, tự do. Cùng với việc ở lại nơi này xem kịch, bây giờ hắn càng còn muốn chạy tới Hạo Hãn vũ trụ hơn. Thời điểm ta có cần, còn có thể tìm tới ngươi. Đương nhiên, chỉ cần ta biết, tuy nhiên ta có một điều kiện. Nói, rộng mở phong bế đối với ta, để cho ta nhìn vũ trụ thâm không phía ngoài. Dạ An Nhiên hôn mê trọn vẹn hơn nửa năm, theo thế giới mới vỡ nát ra vực sâu dần dần được chữa trị, mới chậm rãi tỉnh lại. Lại điều dưỡng hơn nửa năm, thế giới mới khôi phục dáng vẻ ban sơ. Chương 3240 không chút tin tức. Sơn Hà Cẩm Tú, vạn vật khôi phục, vạn đạo pháp tắc bình thường vận chuyển có thứ tự, quan trọng nhất chính là Thương Lan đã tỉnh. Cuộc chiến sát thiên trước đó đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ là một trận khảo nghiệm tàn khốc, bọn hắn căn bản cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ và trưởng khống lấy những gì mình có thể lĩnh, chỉ là nương tựa theo cái ý chí liều chết đang điên cuồng phát tiết này. Không cố kỵ gì mà phóng thích. May mắn chính là, kẻ tới không phải Thương Thiên thật, thậm chí không phải phân thân hoàn chỉnh. Mặc dù, cho dù như thế này đều là thắng thảm, nhưng ít ra bọn hắn cũng đã kiên trì nổi. Sau đó Tu La tiến vào thế giới mới, diễn biến U Minh địa ngục tại thế giới mới, hoàn thiện sinh tử pháp tắc lưu chuyển trong thế giới, làm chuẩn bị cho sinh mệnh thể sinh ra. Sau đó, bọn người Khương Diễm lần lượt tiến vào thế giới mới, dung nhập giữa thế gian. Cảm ngộ ảo diệu thế giới. Thế giới mới của Dạ An Nhiên bây giờ chỉ là tương đương với thế giới đế cấp, tạo không ra càng nhiều đế quân, nhưng tình huống thế giới mới bây giờ tương đương với giai đoạn hồng hoang đặc thù trước đó, quỹ tích pháp tắc vận chuyển có thể thấy rõ ràng, vạn vật diễn biến dung chuyển không ngừng tiếp tục, có thể mang cho bọn hắn cảm ngộ đặc biệt. Nếu như giai đoạn hiện tại bọn hắn liền theo thế giới mới của Dạ An Nhiên cùng nhau trưởng thành, thì tương đương với nhóm dân bản địa đầu tiên của thế giới. Chờ tương lai Dạ An Nhiên tiếp tục mạnh lên, bọn hắn đột phá cũng như nước chảy thành sông. Cơ duyên như vậy để vô số lần kích động, nhưng cũng tiếc thế giới của Dạ An Nhiên dung nạp không được quá nhiều, chỉ có thể tạm thời bảo đảm cường giả vào ở trước. Khương Phàm thì dốc lòng điều trị lấy thế giới của mình, chữa trị tai họa ngầm cho thế giới, cảm ngộ pháp tắc vận chuyển chiều sâu, tiếp tục tăng cường thực lực. Lúc đến tận đây, rốt cuộc Khương Phàm cũng thấy được mây thiên thạch vờn xung quanh thế giới. Khoảng cách vị trí thế giới trước kia trọn vẹn 700 triệu dặm, bao quanh lít nha lít nhít mây thiên thạch. Bên trong không chỉ có tinh cầu cấp 1 cấp 2 bề bộn, còn có tinh cầu cấp 3 hiếm thấy. Số lượng khổng lồ, phạm vi mênh mông, đều là vượt quá tưởng tượng. Khương Phàm nhìn lại nơi rời khỏi, gần như bên trong phạm vi thâm không 1,5 tỷ, hắc ám, hoang vu, tịch liêu, giống như là vực sâu vô tận, như là có thể nuốt hết phương hướng, nuốt hết thời gian, nuốt hết tất cả. Khương Phàm lại nhìn mây thiên thạch mênh mông ở phía trước, có chút cô độc phiêu lưu, có chút dẫn dắt lẫn nhau, có chút hủy diệt trong lúc đụng chạm, có chút thì lại lấy 7, 8 tỷ bán kính xoay tròn vòng quanh thế giới. Khương Phàm nhìn một chút, như là đã hiểu nguyên nhân thế giới sinh ra. Mây thiên thạch tiếp tục va chạm,
trong thời gian vô tận tiếp tục bắn ra từng sợi khí tức hỗn độn, bọn chúng quay quanh tụ tập về nơi cực sâu, lắng đọng diễn biến, cho đến khi tạo thành siêu cấp đại dương hỗn độn kinh khủng, kéo dài mấy trăm vạn dặm, mênh mông ngàn vạn dặm, sau đó, thế giới bắt đầu sinh ra. Sau khi thế giới sinh ra, sở dĩ có thể an toàn diễn biến, không có bị quấy rầy. Một là bên ngoài có mây thiên thạch bảo vệ, hai là hơn 1 tỷ dặm thâm không hắc ám. Mặc cho ai muốn phát hiện nơi này, không chỉ có phải đột phá khu vẫn thạch, còn phải vượt qua hắc ám. Khu vẫn thạch nguy hiểm khủng bố, hắc ám lại vô biên vô hạn, nơi này đơn giản chính là phiến cấp siêu cấp cấm khu sát phách sa mạc do vũ trụ tạo thành. Khương Phàm lần nữa nhìn lại nơi thế giới sinh ra, nói một tiếng gặp lại, dứt khoát xông vào mây thiên thạch nguy hiểm. Mây thiên thạch rộng chừng mấy tỷ dặm, va chạm kịch liệt không chỉ sẽ dẫn phát bạo tạc kinh khủng, cũng tạo thành rất nhiều lỗ đen đáng sợ. Nhưng Khương Phàm không có tâm tình thưởng thức. Trước khi hắn bắt đầu triển khai đuổi bắt, chiến đội sát thiên đã rời khỏi 13 tháng, nhưng thời điểm hắn bắt đầu đuổi bắt đã dung hợp thế giới, tốc độ hẳn là gấp 2 lần chiến đội sát thiên, cho nên dựa theo dự đoán ban sơ, có lẽ hắn sẽ bắt được tung tích chiến đội sát thiên trước khi tiến vào mây thiên thạch, sau đó ngăn chặn bọn hắn ở trong mây thiên thạch. Nhưng bây giờ, từ đầu đến cuối hắn đều không có phát giác được bất kỳ ba động nào. Theo lý thuyết hắn đã tiếp quản thế giới, thậm chí là hóa thân thành thế giới, hẳn là có thể cảm nhận được pháp tắc của bọn người Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Như Ảnh ba động tốt hơn, nhưng từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đều không có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ là chiến đội sát thiên có một loại phương pháp đặc biệt nào đó, có thể cắt đứt liên hệ pháp tắc của bọn hắn cùng thế giới? Nhưng bây giờ phạm vi dò xét của Khương Phàm đã vô cùng mênh mông, coi như không cảm giác đến pháp tắc của bọn người Đông Hoàng Như Ảnh, cũng hẳn là có thể bắt được khí tức của những cường giả chiến đội sát thiên kia. Chẳng lẽ là mây thiên thạch ảnh hưởng đến ta? Khương Phàm hành tại trong mây thiên thạch, định thần dò xét. Rất nhiều thiên thạch nhanh chóng xoay tròn, tạo thành lực kéo, rất nhiều thiên thạch đụng vào nhau, chấn động ra ba động mãnh liệt, còn có thiên thạch vẫn diệt, tạo thành lỗ đen, kéo lấy hết thảy mọi thứ xung quanh. Những thứ này xác thực sinh ra quấy nhiễu mãnh liệt đối với sự dò xét của Khương Phàm. Tốc độ của Khương Phàm càng lúc càng nhanh, không ngừng biến đổi vị trí, nhưng bất luận cảm giác như thế nào cũng đều không có bất cứ phát hiện gì. Cho đến nửa năm sau, Khương Phàm vượt qua mây thiên thạch, xuất hiện ở phía ngoài vũ trụ thâm không. Nhưng, vẫn không có bất cứ phát hiện gì. Thật giống như, chiến đội sát thiên đã biến mất vào hư không. Dạ An Nhiên làm bạn ở bên cạnh, cũng định thần cảm nhận khí tức của Tiểu Kim Hầu. Nàng đưa Tiểu Kim Hầu vào chiến trường, là muốn phối hợp chiến đấu, không nghĩ tới cuối cùng lại ủ thành đại họa. Mặc dù không thể nào hoàn toàn trách Tiểu Kim Hầu, nhưng nàng vẫn rất tự trách. Có phát hiện gì không? Khương Phàm thật sự không nghĩ ra, cứ việc mấy tên kia đều là đại đế chí tôn, lại mang theo vũ khí đặc thù nào đó, nhưng cũng thể không trở thành ẩn nấp đến loại trình độ này, hoàn toàn lẩn tránh hắn dò xét. Rất kỳ quái, không hề phát hiện thứ gì. Dạ An Nhiên cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu Kim Hầu là sinh linh mà thế giới của nàng tự mình thai nghén, liên hệ giữa lẫn nhau hẳn là rất mãnh liệt. Chẳng lẽ bọn hắn còn ở trong mây thiên thạch? Khương Phàm nhìn lại mây thiên thạch mê loạn phức tạp. Chương 3241 Thiên Nguyên Tinh Vực. Coi như ở bên trong, cũng đã nhanh rời khỏi. Dạ An Nhiên nhìn lại, mặc dù thiên thạch quấy nhiễu mãnh liệt, nhưng khoảng cách gần vừa đủ, vẫn có thể dò xét đến. Trừ phi cái gì? Bọn hắn đi những phương hướng khác rồi. Khương Phàm khẽ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Không thể, lúc bắt đầu hẳn là bọn hắn không ngừng thay đổi phương vị, để hất ra khả năng đuổi bắt, nhưng cuối cùng có lẽ còn là trở lại quỹ tích bình thường, lấy khoảng cách thẳng đi đến Thương Thiên Tinh Vực. Tản ra, giữ vững khoảng cách nghìn vạn dặm, tiếp tục điều tra mây thiên thạch. Khương Phàm trở lại trong mây thiên thạch, cẩn thận dò xét, định thần cảm giác. Nhưng trước sau sau tìm tòi 30 ngày, vẫn không có bất cứ ba động khả nghi gì cả. Khương Phàm mang theo Dạ An Nhiên rời khỏi mây thiên thạch, xâm nhập vũ trụ định thần dò xét, kết quả vẫn không có. Rất có thể bọn hắn đã đi những phương hướng khác thật, mà còn là ngược hướng. Thể hiện trên mặt Khương Phàm dần nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ chiến đội sát thiên đoán được hắn sẽ kéo dài truy tung? Không thể nào. Trong tâm lý chiến đội sát thiên, cuối cùng mình cũng chỉ là thiên, ở bên trong phạm vi thế giới không gì làm không được, rời khỏi sẽ lập tức suy yếu. Đuổi theo trong vài tỷ dặm đã là cực hạn, không thể nào kéo dài rời xa, thậm chí rời khỏi mây thiên thạch.
Mặc dù còn có thể bằng vào thiên khí chiến đấu, nhưng rất khó thắng chiến đội sát thiên. Chẳng lẽ chiến đội sát thiên đoán được hắn đã dung hợp thế giới? Cũng không thể nào. Thế giới há có thể dễ dàng đổi chủ như vậy. Huống chi, trong lòng bọn họ, hắn hẳn là thông qua hắc ma chiến đế hiểu rõ sự kinh khủng đến từ thương thiên tinh vực, coi như dung hợp thế giới, cũng không dám chủ động xuất kích, đó không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Chẳng lẽ bọn hắn đang tiềm phục ở gần đó? Khương Phàm đột nhiên lại nghĩ đến khả năng khác. Có ý gì? Chúng ta chuyện nghĩ đến phức tạp, chiến đội sát thiên hoàn toàn không cần thiết phải chạy về thương thiên tinh vực, lại tập kết đội ngũ một lần nữa giết trở lại, tới lui lui như thế chỉ sợ mất 5-60 năm. Lúc trước phân thân thương thiên đột nhiên bạo tạc, hẳn không phải đơn giản là trọng thương chúng ta như vậy, mục đích thực sự là đang tranh thủ thời gian cho chiến đội sát thiên rời khỏi, còn có nguyên nhân quan trọng hơn chính là phóng thích tín hiệu với thương thiên thật, để nơi đó biết. Hành động thất bại. Kể từ đó, thương thiên chúa tể chắc chắn sẽ điều động đội ngũ càng mạnh, ví dụ như 1-2 phân thân cấp thế giới, hoành độ vũ trụ chạy tới. Lấy tốc độ phân thân cấp thế giới, vài chục năm đã đến. Mà chiến đội sát thiên, chỉ cần tiềm phục ở gần đó, chờ đợi chi đội mới tới. Bọn hắn có thể giấu ở đâu? Trong mây thiên thạch không có, bên ngoài thâm không không có, nếu bọn hắn muốn giấu vài chục năm, hẳn là sẽ lựa chọn nơi thích hợp. Khương Phàm ngưng tụ ý thức thể, trở lại đế thành, tìm được yêu đồng. Nếu như chiến đội sát thiên muốn ẩn nấp, có khả năng lựa chọn nơi nào? Yêu đồng nói, lỗ đen, đồ nguy hiểm nhất trong vũ trụ, chính là lỗ đen. Đa số lỗ đen là sau khi thế giới hỗn độn đổ sụp hình thành, sẽ còn thông qua thôn phệ qua lại thiên thạch mà tiếp tục trưởng thành, có chút siêu cấp lỗ đen, thậm chí có thể xoắn nát thôn phệ tinh cầu cấp 6. Nếu như bọn hắn ẩn nấp đến trong lỗ đen nào đó, người thật đúng là tìm không thấy. Giấu đến trong lỗ đen, bọn hắn chẳng lẽ không sợ bị thôn phệ? Lỗ đen xác thực rất nguy hiểm, xem như lỗ đen có thể thôn phệ thần ma, đối với đế cảnh mà nói cũng rất nguy hiểm. Nếu như bọn hắn muốn giấu vài chục năm, khẳng định là phải lựa chọn chỗ đặc thù. Giấu vài chục năm? Yêu đồng xoay động nhãn châu, hỏi ngược lại. Ngươi không có đuổi kịp bọn hắn. Ta hoàn toàn không cảm giác đến bất cứ dấu vết gì của bọn hắn, chỉ có một khả năng, bọn hắn đi hướng khác. Bọn hắn hẳn là không đoán được ta có thể dung hợp thế giới, cũng không đoán được ta dám can đảm chủ động khiêu chiến thương thiên, chuyển rời đến nơi khác chỉ có một khả năng, đó chính là tạm thời nghỉ chân, sau đó chờ đợi thương thiên tới. Không không không. Trên mặt yêu đồng lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Chớ coi thường lãnh tuyển kia, nàng hẳn là đã tổng hợp các loại cân nhắc, đoán được tất cả khả năng, lựa chọn phương án tốt nhất. Cho nên, nơi nàng dừng lại, không chỉ đơn giản là nghỉ chân, mà là có thể che giấu hoàn mỹ. Người có ý thức của thương thiên phân thân, người hiểu rất rõ đối với vũ trụ, cho ta một sự chỉ dẫn, các nàng sẽ trốn ở đâu. Khương Phàm mong đợi nhìn yêu đồng. Chiến đội sát thiên cứ việc tưởng tượng ra tất cả khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ không biết bọn hắn nơi này còn có một phân thân thay thế, để Khương Phàm có nhận biết rõ ràng đối với vũ trụ mịt mờ. Yêu đồng nói, lấy vị trí của ngươi làm cơ chuẩn, đi phía trái hậu phương mây thiên thạch, hơn 5 tỷ dặm, nơi đó có một mảnh tinh vực vô cùng cổ lão, nơi đó cũng là chỗ đặt chân trước hết nhất khi thương thiên lần đầu rời khỏi thế giới này, xuyên qua mây thiên thạch. Không chỉ có như vậy, chiến đội sát thiên đang ở chỗ này nâng đỡ thế lực cường hãn, giám thị lấy mảnh mây thiên thạch này, kiến tạo lấy lời đồn cực kinh khủng trong mây thiên thạch, mục đích đúng là phòng ngừa sinh mệnh, cường giả tinh cầu khác xâm nhập trong đó quá độ, phát hiện trong mây thiên thạch vô tận này lại còn cất giấu một viên tinh cầu cấp thiên đế. Thương thiên hoàn toàn xem nơi này như trại chăn nuôi bí mật của hắn. Mỗi khi cần, liền tránh khỏi tất cả ánh mắt giám sát hắn, vượt qua 100 tỷ dặm thâm không, tới hấp thu giới nguyên. Nếu như chiến đội sát thiên muốn giấu, khẳng định là muốn đi nơi nào. Khương Phàm giật mình, sau khi sinh vật đại bạo phát, thế giới có thể an toàn kéo dài 100 vạn năm truyền thừa, xem ra không chỉ là có mây thiên thạch bảo hộ, còn có công lao kìa thương thiên. Yêu đồng nói, vùng tinh vực kia vô cùng cổ lão, từ lúc giống loài bắt đầu đại bạo phát đến bây giờ, thuận lợi vượt qua 5 triệu năm, so thế giới của ngươi trọn vẹn lớn tuổi hơn gấp 5 lần. Vùng tinh vực kia tên là Thiên Nguyên tinh vực, tổng cộng có 6 viên sinh mệnh tinh cầu. Một viên thiên đế cấp, 5 viên tất cả đều là đại đế cấp. Thiên đế cấp tinh cầu, gọi Thiên Nguyên tinh cầu, 5 viên đại đế cấp tinh cầu, phân biệt gọi Thiên Mạch tinh cầu, Thiên Thanh tinh cầu, Thiên Tổ tinh cầu, Thiên Linh tinh cầu, cùng Thiên Võ tinh cầu.
Chương 3242 hành động mới. Trong đó thiên mạch tinh cầu, thiên tổ tinh cầu, đều có lực lượng thương thiên rất mạnh. Bao gồm cả nội bộ thiên nguyên đại tinh cầu, cũng có bộ phận thế lực bị thương thiên khống chế. Những tinh cầu kia đều là diễn biến tự nhiên sao? Không sai, đều là diễn biến tự nhiên, nhưng ban đầu không phải tập hợp một chỗ, là sau khi thiên đế đã từng của thiên nguyên tinh cầu bắt đầu tìm kiếm vũ trụ, từ trong khu vực khác nhau di chuyển tới, cuối cùng hình thành siêu cấp liên minh tinh vực. Thiên nguyên tinh vực tồn tại trong thời gian rất dài, đối với vũ trụ đều có hiểu rõ tương đối toàn diện, không giống tinh cầu của ngươi phong bế nguyên thủy như thế này. Thiên nguyên tinh cầu mặc dù không phải tinh cầu cấp chúa tể, nhưng bằng mượn cùng năm đại đế cấp tinh cầu khác phối hợp, cùng làm việc chuẩn tắc đặc thù, từ đầu tới cuối duy trì lấy địa vị, cũng đã được 7 đại tinh vực cấp chúa tể khác công nhận. Ý thức thể của Khương Phàm giải ở chỗ này, đồng thời chủ thể đã nhanh chóng di chuyển phương hướng, thẳng đến thiên nguyên tinh vực. Mặc dù thiên nguyên tinh vực cách mảnh mây thiên thạch này là hơn 5 tỷ dặm đường, nhưng từ vị trí hắn bây giờ tiến lên, chỉ sợ là muốn trong khoảng cách 7 tỷ. Cho dù là hắn di chuyển không ngừng nghỉ với tốc độ cao nhất, chỉ sợ đều muốn 3 năm. Khương Phàm ngoại trừ rung động vũ trụ mênh mông ra thì cũng không có cách nào khác. Tốc độ di chuyển của ngươi hẳn là gấp 2 lần chiến đội sát thiên, từ khoảng cách để tính, thời điểm ngươi tới đó, bọn hắn vừa đến. Cũng có thể là trước khi ngươi đến, bọn hắn đã đến. Bởi vì, ha ha, ngươi không biết đường, trong vũ trụ mịt mờ này, nếu như không có chỉ dẫn hợp lý, rất dễ dàng mê thất. Ngươi đừng nhìn ta. Ta chỉ là có ký ức của phân thân kia mà thôi, mà phân thân kia chưa từng đi qua thiên nguyên tinh vực. Ngươi vừa mới nhắc đến thiên nguyên tinh vực làm việc chuẩn tắc. Bao dung, đầu tiên, nơi đó là tinh vực do 6 tinh cầu mở ra, bản thân đã mang theo thuộc tính bao dung làm cơ sở. Thứ hai, cường giả nơi đó đã kéo dài 5 triệu năm, xung quanh không có tầng tầng thiên thạch vây quanh, đối với vũ trụ có nhận biết, cũng đã sớm bắt đầu thăm dò. Cho nên nơi đó đã có ý thức tiếp nhận cường giả trong vũ trụ khác tìm kiếm kiếm đường. Thứ ba, nơi đó tiếp nhận bất cứ cường giả gì ngừng chân cùng tị nạn. Ví dụ như Thiên Võ Tinh Cầu, chính là tinh cầu chuyên tị nạn của Thiên Nguyên Tinh Vực, nơi đó tiếp nạp rất nhiều người lưu vong tinh vực, những người lưu vong kia cũng đều đang ở trong việc kia kéo dài huyết mạch của riêng phần mình. Nơi đó ngư long hỗn tạp, nói không chừng chỗ nào đó còn có siêu cấp sinh linh khủng bố ẩn nấp. Căn cứ phán đoán của ngươi, chiến đội sát thiên sẽ giấu đến hành tinh nào? Khó mà nói được, thiên mạch tinh, thiên tổ tinh, cũng có thể, dù sao nơi đó cũng có thế lực bọn hắn khống chế. Nhưng, suy đoán của ta là, khả năng thiên võ tinh phải lớn một chút. Vì sao? Lãnh tuyền, tinh ma, hắc độc, đều là chí tôn đại đế, cũng chính là vấn đề đế cảnh trọn vẹn. Cường giả như vậy là tuyệt đối không cho phép tới gần tinh cầu đại đế cấp, về phần thiên nguyên tinh cầu, mặc dù nơi đó có thể tiếp nhận. Nhưng năng lượng cao nhất tiếp nhận 1-2 kẻ. Người giống bọn hắn không chỉ có 3 vị trí tôn đại đế, còn cưỡi hỗn độn cự bằng, chấn áp bọn đông hoàng như ảnh, mặc kệ nghĩ chỗ nào, đều sẽ bị đuổi đi cùng cảnh giác. Cho nên, ta phỏng đoán, bọn hắn hẳn là sẽ che giấu khí tức, trà trộn vào thiên võ tinh không có dò xét khắc nghiệt như vậy. Tạ ơn. Chớ nóng vội tạ ơn, ngươi quên tình huống của ngươi. Ngươi là thiên đế tinh hành tẩu, Dạ An Nhiên cũng là đại đế tinh hành tẩu. Các ngươi chỉ cần tới gần nơi đó tỉ giảm thì sẽ bị cưỡng ép khóa chặt, thậm chí là đuổi đi. Ta đưa một đề nghị đơn giản, ngươi có thể an bài cường giả thần cấp, phải lấy cái cớ hợp lý, trà trộn vào thiên võ tinh, bí mật điều tra tình huống nơi đó. Nếu như không có tra được, chúng ta suy nghĩ thêm rốt cuộc lãnh tuyển đi đâu. Nếu như tra được, ngươi lại. Yêu đồng nhún nhún vai. Xem biểu hiện của chính ngươi. Khương Phàm hành tẩu trong thâm không minh mông. Yên lặng tính toán kế hoạch hành động. Nếu như chiến đội sát thiên thật sự là muốn chờ đợi thương thiên tới tại thiên nguyên tinh vực, khoảng cách so với thế giới của hắn càng xa, nhất định phải gần 20 năm, nói cách khác, chờ sau khi hắn đuổi tới thiên nguyên tinh vực, còn phải đợi thêm 15 năm nữa. Cho nên, không thể nào sốt ruột, không thể nào sốt ruột. Khương Phàm yên lặng an ủi mình. Lần này không chỉ có đối mặt với đối thủ khôn khéo cường đại, mà còn đối mặt với tình thế phức tạp hơn. Chu Thanh Thọ, Tặc Điểu, Hàn Ngạo, Hướng Vãn Tình, an bài cho các ngươi một nhiệm vụ. Khương Phàm từ lựa chọn người lý tưởng bên trong chúng thần ma. Chu Thanh Thọ khéo đưa đẩy biến báo, Tặc Điểu khôn khéo xảo trá, Hàn Ngạo trầm ổn cường hoành, Hướng Vãn Tình bày mưu nghĩ kế, 4 người bọn họ phối hợp, hẳn là có thể thích ứng hoàn cảnh phức tạp. Thánh chủ, Khương Qua, Triệu Thời Việt, Thái Hư Cổ Long,
làm tốt chuẩn bị hành động, khả năng ta cần trợ giúp của các ngươi. Khương Phàm khâm điểm người hậu bị, nếu như bọn người Chu Thanh Thọ không có thu hoạch, hắn cần an bài càng nhiều người trà trộn vào những tinh vực khác. Vì nhu cầu đặc thù, Khương Phàm còn kích phát sinh mệnh, ngũ hành cùng thời gian pháp tắc, tạo nên phân thân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai năm sau, Ngô Chính Uyên hoàn thành biến đổi, được Khương Phàm đồng hành lên trời chứng đạo, tiếp quản hỗn độn pháp tắc. Khương Diễm không để cho Khương Phàm thất vọng, cũng tại hoàn thành biến đổi cực hạn trong thế giới của Dạ An Nhiên, từ thần hoàng biến thành chu tước, ngay cả cảnh giới cũng bắt đầu hơi hư hóa, mặc dù muốn xưng đế còn cần các loại thế giới diễn biến phát triển, nhưng đối với hắn mà nói, đã là chuyện trước đó có nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại qua một năm, rốt cuộc Khương Phàm và Dạ An Nhiên cũng phát hiện thiên nguyên tinh vực bên trong tinh không mênh mông. Thiên nguyên tinh vực sôi trào cường quang hỗn độn, chiếu sáng hàng tỷ dặm thâm không, liên tục phóng thích ba động đặc biệt, đánh thẳng vào thâm không, giống như là đang chủ động gọi đám mạo hiểm giả lang thang trong tinh vực về. Sớm tại thời điểm, tận mắt, nhìn thấy nơi đó, Khương Phàm đã nhận ra cỗ ba động thần bí trong thâm không này. Chương 3243 mời vào thiên võ tinh 1. Năm viên tinh cầu to lớn vận chuyển bao quanh xung quanh thiên nguyên tinh cầu, khoảng cách đều tại khoảng mấy triệu dặm, nhưng không phải hoàn toàn cô lập, mà là đều cùng tiếp đỡ lấy con đường năng lượng ở giữa thiên nguyên tinh cầu, giống như là tinh hà. Năm viên đại đế cấp tinh cầu lại hướng mấy trăm vạn dặm đến mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, lại còn phân tán rất nhiều tinh cầu. Có lôi đình tinh cầu, có đại dương tinh cầu, có liệt diễm tinh cầu, có tinh thạch tinh cầu, vân vân. Đường kính lớn có thể tới 10 vạn dặm. Đường kính nhỏ đều muốn hơn vạn dặm, ở trong đó bạo động lấy năng lượng nguyên tố cực kỳ nguyên thủy, lại không ngừng liên tục hấp thu năng lượng tương tự từ thâm không, yên lặng bành trướng mạnh lên. Tại thời điểm Khương Phàm đứng trong thâm không nhìn ra thiên nguyên, lại còn nhìn thấy một con thuyền lớn mới lạ, mở ra vũ trụ mịt mờ, từ thâm không xa xôi lái về phía thiên nguyên tinh vực. Con thuyền lớn dài đến mười mấy vạn mét, hình thái hơi có vẻ thon dài, thoạt nhìn như là thuyền, nhìn gần lại càng giống như là thiên toa. Mặt ngoài lưu động ánh sáng thần bí, tốc độ thật nhanh, giống như là một viên thiên thạch lóe lên một cái rồi biến mất. Còn có dị thú thần bí giống như bạch tuộc, khổng lồ như núi, lóe ra cường quang giống như đường cong, ngao du tại thâm không, tiến về thiên nguyên tinh vực phương xa. Cũng có cường giả đơn độc, thân quấn tinh quang, chân đạp tinh hà, hắn cao trăm trượng, khôi ngô hùng tráng, cưỡi hùng sư hắc ám, từ thâm không băng băng mà tới. Tại lúc Khương Phàm dõi mắt nhìn ra xa, một vòng ánh trăng từ trong vũ trụ phía sau hoành hành tới, giống như là vượt qua không gian, khi thì ẩn nấp, khi thì xuất hiện, đứt quãng ở giữa, đã hoành hành hơn vạn dặm. Ánh trăng hoành hành, toàn thân tỏa sáng, ánh trăng bên trong còn có chút kim quang. Khương Phàm và Dạ An Nhiên trao đổi lấy ánh mắt ngạc nhiên, mặc dù trong đầu đã vẽ phác thảo ra hình ảnh tinh vực, nhưng vẫn không nghĩ tới lại, náo nhiệt, và, đặc thù, như thế. Trong thoáng chốc bọn hắn lại có loại cảm giác rớt lại phía sau. Thật giống như dã nhân đột nhiên đi ra khỏi rừng rậm nguyên thủy, thấy được thế giới mới lạ. Nên xuất phát, Khương Phàm từ trong mê mụ hỗn độn triệu hoán ra phân thân hắn ngưng tụ. Phân thân và hắn hơi có vẻ khác biệt, là bị Khương Phàm cố ý khống chế. Cảnh giới tại thần cấp đỉnh phong, đối với cơ thể thuần túy tạo nên mà nói, đây đã là cực hạn. Nếu như muốn mạnh hơn, cần kéo dài rèn đúc, gây nên năng lượng càng đặc thù. Hướng Vãn Tình, Chu Thanh Thọ, Tặc Điểu, Hàn Ngạo, liên tiếp xuất hiện ở trong vũ trụ. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn thâm không mênh mông xung quanh, ngắm nhìn tinh vực mông lung nơi xa. Mặc dù đã từ trong miệng Khương Phàm hiểu rõ tình huống thần kỳ bên ngoài, nhưng sau khi ra ngoài, vẫn còn có chút khó có thể tin. Cái này không phải mở ra thế giới quan hoàn toàn mới, quả thực là mở ra vũ trụ quan không hề nghĩ ngợi qua. Nơi này chính là vũ trụ sao, trước đó nhìn thấy lại là cái gì? Đó là cái gì? Thuyền trong vũ trụ, lợi hại thật. Con bạch tuộc kia có thể di chuyển trong vũ trụ, sinh vật những tinh cầu khác sao? Sao ta lại đột nhiên có loại cảm giác như ếch ngồi đáy giếng? Đừng làm rộn, chúng ta xem như con cóc, cũng là siêu cấp con cóc. Tinh cầu thiên đế cấp, toàn bộ vũ trụ cũng không tìm tới được bao nhiêu. Hệ thống cảnh giới của những tinh cầu khác cùng thế giới của chúng ta giống nhau không? Hẳn là có chênh lệch. Ta quan tâm là ngôn ngữ bọn hắn dùng có giống chúng ta không? Khẳng định không giống, tiến vào nơi đó giao lưu như thế nào đây? Bọn người Chu Thanh Thọ gãi gãi đầu, hoàn toàn không biết thế giới, thế này thì phải làm sao? Hàn Ngạo ngược lại là rất phấn chấn,
không nghĩ tới hắn còn có thể tái vung nhiệt lượng thừa. Khương Phàm nói, không phải để cho các ngươi du lịch, mục đích là cứu người. Lên đường đi, đều giữ vững tinh thần, tùy cơ ứng biến. Dạ An Nhiên nói, ngàn vạn lần phải chú ý an toàn, thời gian của các ngươi rất sung túc, không nên đánh cỏ động rắn. Xuất phát, Chu Thanh Thọ tế lên tinh thần kiếm, diễn biến ra tinh hà, mang theo bọn người Khương Phàm đi Thiên Nguyên tinh vực. Thân phận của bọn hắn là mạo hiểm giả lang thang tinh không. Khương Phàm tên là Lục Du, là hỗn độn chiến khu. Hướng Vãn Tình là thê tử, Tặc Điểu, Hàn Ngạo cùng Chu Thanh Thọ đều là thị vệ. Thần kiếm mở đường, đánh tan không gian, tinh hà lao nhanh, chấn động thâm không. Chu Thanh Thọ khống chế thần kiếm, phóng thích huy lực tinh vân, tốc độ có thể so với không gian vượt qua trong vũ trụ. Nhưng cho dù như thế này, muốn vượt qua ức vạn dặm thâm không, vẫn cần tầm 5-3 tháng. Sau mười mấy ngày, bọn hắn đuổi kịp vị cô độc hành giả kia. Nam tử khôi ngô cường tráng, thân cao trăm trượng, bên trong da thịt màu xanh mực lóe ra tinh quang. Hắn cưỡi hắc ám hùng sư đạp tan mặt đất, nổ lên cuồn cuộn tinh không chiều dâng, khí thế như hồng. Này, bằng hữu, từ chỗ nào đến đây? Đi nơi nào? Chu Thanh Thọ huy động hai tay, hô to chào hỏi. Nam tử thản nhiên liếc mắt, đối với mấy con khỉ lớn chừng bàn tay không có lông thì rất khinh thường, tuy nhiên ngược lại là nhìn tinh thần kiếm đang ở trước mắt phá không mở đường nhiều hơn. Hắc ám hùng sư thì chú ý tới Tặc Điểu, dương thần uy cương mãnh bá liệt để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Ngu xuẩn, có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Chu Thanh Thọ dùng sức phất tay, mặt mỉm cười. Nam tử không để ý đến, hùng sư dưới thân phát ra tiếng gào thét hùng hồn, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Ngôn ngữ chướng ngại là vấn đề lớn. Chu Thanh Thọ lắc đầu rung động. Hàn Ngạo trợn trắng mắt. Một tháng sau, không gian phía sau bọn họ bạo động, cường quang vạn trượng, một tinh cầu giống như mặt trời chấn động thâm không, xông về Thiên Nguyên tinh vực, tinh cầu tỏa ra ánh sáng huyết sắc, phía sau kéo lấy huyết quang thật dài, nhìn cực kỳ khủng bố. Thời điểm khi tinh cầu xẹt qua từ bọn hắn cách đó không xa, Khương Phàm cũng thay đổi sắc mặt. Đây không phải hành tinh. Xác thực mà nói hẳn là vũ khí do kim loại tinh cầu cấp 3 cải tạo mà thành. Nhìn như tinh cầu, kỳ thực là một thiết lao to lớn, bên trong kim loại cầu nối răng khắp nơi, sắp hàng lít nha lít nhít lồng giam. Trong lồng giam tất cả đều là sinh linh hình người sau lưng mọc lên cánh chim, bộ dáng tuấn mỹ. Trừ cánh chim hoa lệ ra, hình dạng hình thái của bọn hắn không sai biệt nhiều với con người, chỉ là màu sắc lông vũ không giống nhau. Tinh cầu đi qua từ bên cạnh bọn họ. Lưu lại từng tiếng kêu rên thê lương tuyệt vọng. Chương 3244 mời vào Thiên Võ Tinh 2. Đây là nô lệ sao? Trong vũ trụ còn có tinh cầu chinh chiến. Ngươi không phải nói nhảm à, sát thiên chiến đội không phải là chinh chiến vũ trụ, đồ sát khắp nơi sao? Đây nhất định là thần cấp tinh cầu vừa mới bị phá hủy, bắt hết sinh linh nơi đó. T, bên trong chắc có hơn 100 vạn nhân khẩu. Bọn người Chu Thanh Thọ khẽ nhíu mày. Hoàn toàn bại lộ trong vũ trụ tinh cầu cũng không tốt, mặc dù có thể tiếp xúc vũ trụ tốt hơn, nhưng lúc nào cũng có thể đứng trước hủy diệt. Tốc độ tinh cầu rất nhanh, vậy mà vượt qua tinh thần thần kiếm. Đứng trên đài kim loại ở ngoại vi dọc theo người, ở đó có ấy số lượng lớn cường giả mặc áo giáp, rất giống con người bọn hắn, chỉ có hình thể càng lộ vẻ to lớn, phổ biến ở 3-5 mét, đều mang mặt nạ, nhìn không ra bộ dáng cụ thể. Khi đi qua từ bên cạnh bọn họ, mấy cường giả mặc giáp tập trung vào bọn hắn, ánh mắt mang theo tính xâm lược kịch liệt, hiển nhiên coi bọn họ thành mục tiêu. Kim ô lập tức gáy to, từ đầu vai Khương Phàm bạo khởi, liệt diễm nổ tung giống như sôi trào, kịch liệt quay quanh, hóa thành mặt trời kinh khủng, thần uy cuồn cuộn, cường quang đi tới, mấy chục vạn giảm thâm không, lệ khí kinh khủng xâm nhập tinh cầu. Hàn Ngạo đồng thời kích phát linh văn, hóa thân thành 10 hắc ám cự long vạn mét, vảy đen lấp lóe ý lạnh. Ẩn hiện long văn, đầu rồng ngẩng cao phát ra tiếng long ngâm mát lạnh. Tiếng kêu rên trong tinh cầu liên miên ngừng lại, ngay sau đó chính là khàn giọng kêu cứu. Cường giả chấn thủ trong ngoài tinh cầu lập tức đề phòng, từ sâu trong đi ra ba vị cường giả cầm trong tay chiến kích, người khoác kim giáp, tràn ngập ba động hiển nhiên là cường giả thần cấp. Hai bên chỉ là rằng co ngắn ngủi, tinh cầu tiếp tục hoành hành, đi Thiên Nguyên tinh vực. Chu Thanh Thọ thoáng chậm lại tốc độ, không có biểu hiện ra tư thái mãnh liệt khiêu khích. Hai bên dần dần dịch ra, ai cũng không có xúc động. Kim Ô cùng Hàn Ngạo khôi phục dáng dấp ban đầu đến khi bọn hắn rời xa. Một tên biến thành chim nhỏ màu vàng, ngồi ở đầu vai Khương Phàm, một người trở lại hình người,
lưng đeo long đao, khinh thường ẩn núp. Mặc dù là tình huống đột phát, nhưng vẫn làm cho mấy chiếc chiến thuyền gần đó chú ý. Thần cấp cường giả, bất luận là ở đâu đều là tồn tại đỉnh cấp. Dù sao trên một ít tinh cầu thần cấp, kẻ thống trị mạnh nhất chính là thần cấp, cho dù là đế cấp tinh cầu, đế quân chỉ có thể là một người, mà không tùy tiện ra ngoài, cho nên bên trong cường giả hoành hành vũ trụ, mạnh nhất đều là thần cấp. Khương Phàm được nhiều vị thần cấp như vậy quay xung quanh, tự nhiên rất đáng chú ý, cũng không có ai nguyện ý trêu chọc. Số lượng lớn chiến thuyền thoáng chệch hướng quỹ tích. Nhưng, trăng tròn trước đó hiện ra kim quang đi chậm tốc độ, rõ ràng đang chờ bọn hắn. Chu Thanh Thọ khống chế tinh thần kiếm chạy tới, hiếu kỳ nhìn quanh bên trong. Trăng tròn lại có tầng tầng lớp lớp bình chướng, bên trong lơ lửng tiên cung giống như cung điện thần bí. Trong cung điện, một đám nữ tử tóc vàng hất lên áo lông cừu màu vàng, đang đứng phía trước cửa sổ trong điện, xuyên thấu qua bình chướng, quan sát đến bọn người Khương Phàm phía ngoài. Nữ tử cầm đầu đầu đội kim quan, cầm trong tay quyền trượng vàng óng, mạng che mặt màu vàng che lại dung mạo tuyệt thế. Ngu xuẩn, xin chào, các ngươi khỏe chứ? Chu Thanh Thọ đột nhiên ngao cuống họng, chỉ là vẻ mặt tươi cười, kích động khoát tay, nhìn qua rất nhiệt tình. Trong tiên cung, nữ tử đang muốn đi ra cửa điện tiếp xúc cùng bọn thần linh này từ từ dừng bước, các nữ tử hầu hạ sau lưng lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Hồi! Nữ tử cầm đầu thản nhiên khẽ nói, quay người trở lại cung điện, đóng lại cửa điện. Hồi! Cung điện truyền ra thanh âm uy nghiêm, tầng tầng bình chướng ánh sáng bạo động, gia tốc hoành hành, đi tới thiên nguyên tinh vực. À, đây là nghe hiểu, không thể nào. Bọn hắn dừng lại hẳn chỉ là muốn nhìn chúng ta ở khoảng cách gần, không có ý gì khác. Vạn nhất là nghe hiểu thì sao? Người đó sau này kêu đừng loạn. Ai, Khương Phàm, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, có thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử bên dưới, nhìn là ai phát minh cái từ ngu xuẩn này không? Cái từ này vừa xuất thế, đơn giản nhất thống thiên hạ, như cái gì bại hoại, đồ đần, đều nhiều hơn mấy phần mập mờ nhỏ. Cũng không thể nói như vậy, giống như loại hình não tàn tiện hóa, vẫn rất có lực sát thương. Chu Thanh Thọ, tặc điểu, người một câu ta một câu, làm cho Khương Phàm cùng Hướng Vãn Tình to đầu. Hàn Ngạo méo miệng, lắc đầu, lui về phía sau mấy bước, hắn thật không muốn nói chuyện phiếm cùng mấy gia hỏa đầu có hố này. Tuy nhiên, nháo nháo, Chu Thanh Thọ cùng tặc điểu đột nhiên trầm mặc. Bọn hắn, nhớ đại vương, thật rất nhớ đại tặc. Cũng không biết bọn hắn thế nào. Có phải đang chịu khổ hay không? Dùng tinh thần kiếm hơn 100 ngày, vượt qua ức vạn dặm thâm không, rốt cuộc cũng tới gần bên ngoài thiên nguyên tinh vực. Bên ngoài ngàn vạn dặm phạm vi phân tán tính ra hàng trăm tinh cầu cấp 3, chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói tịnh lệ. Mặc dù tinh cầu cấp 3 đều là chút nguyên tố mang năng lượng kinh khủng, nhưng sau khi bọn hắn tới gần vậy mà phát hiện nơi đó có sinh mệnh thể quay quanh. Trong một tinh cầu đầy biển lam sắc, lại có cự thú nhấc lên, trong một tinh cầu lôi điện lại có cự linh ngồi xếp bằng, trong một tinh cầu màu vàng nâu, có con kiến lớn nhỏ như cự long đang sống nhờ. Những thứ hiển nhiên không phải do trong tinh cầu sinh ra, mà là những sinh linh đặc thù trong vũ trụ xông đến nơi đó tu luyện. Thiên nguyên tinh vực lấy thiên nguyên tinh cầu làm chủ, phóng thích ra không gian ba động mênh mông, giống như ức vạn triều dâng lao nhanh, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào thâm không. Sau khi Chu Thanh Thọ đến, tốc độ nhận lấy áp chế cực lớn, không thể không thả chậm. Ở hai bên chùm sao bên ngoài ngàn vạn, bọn hắn dùng hơn 10 ngày thời gian. Tuy nhiên nơi này trở nên náo nhiệt. Càng nhiều sinh linh kỳ quái khống chế những loại vũ khí kỳ quái xen kẽ di động ở giữa tinh cầu khác biệt. Người đến là ai? Một đạo sóng ý thức trầm thấp đột nhiên xông vào trong đầu của bọn người Khương Phàm. Bọn người đầu Khương Phàm tiên là hiếu kỳ, lập tức cảnh giác. Đây là ý thức truyền âm, đề phòng nhìn trộm ý thức chúng ta. Bên trong một vòng xoáy như lỗ đen ẩn nấp ở thâm không phía trước, nơi cực sâu có cường quang bắn ra, hẳn là một người canh giữ. Lang thang thâm không, xin vào thiên võ tinh. Khương Phàm phong bế ý thức, cao giọng trả lời. Chương 3245 tam sinh đế tộc. Thần cấp cường giả, mỗi vị mấy triệu tinh thạch làm tiền thế chấp. Nếu như không gây chuyện, sau khi rời khỏi giữ lại 1/5 làm phí tổn ở lại, nếu như gây sự, khấu trừ tiền thế chấp. Sóng ý thức thần bí vẫn truyền vào ý thức của bọn hắn, nhưng đã mờ ảo đi rất nhiều. Cái gì là tinh thạch? Bọn người Chu Thanh Thọ kỳ quái trao đổi ánh mắt. Hai khối đế cốt. Khương Phàm phản ứng rất nhanh, từ trong nhẫn không gian lật ra hai khối bạch hổ đế cốt. Đây là bọn người Hắc Ma đế quân sưu tập sau khi thiên khải chiến trường kết thúc,
Trước đó, hắn chuẩn bị rất nhiều đế cốt cùng bảo vật loại hình thần cốt, chính là dùng để giao dịch cùng cường giả bên trong thiên võ tinh. Lấy ra, ý thức thần bí truyền đến, đế cốt thế nhưng là bảo vật cực kỳ quý giá, thậm chí là đồ vật cấm kỵ, giá trị một viên có thể đạt tới 3 triệu tinh thạch trở lên, đặc thù có thể tới ngàn vạn giá trên trời. Cường giả nơi này đều dùng ý thức giao lưu à? Cái này nếu là từ trước tới giờ không phải bắt đầu luyện tập từ nhỏ, khống chế không tốt chẳng phải ý tưởng của mình thật sự sẽ bị tiết lộ toàn bộ. Chu Thanh Thọ cảnh giác lùi lại hai bước, đứng ở sau lưng Hàn Ngạo. Hàn Ngạo im lặng lắc đầu, nhưng lặng lẽ kích phát long đao, hình thành long khí phòng ngự ở xung quanh. Khương Phàm hai viên bạch hổ đế cốt đánh vào lỗ đen. Lỗ đen cuồn cuộn, giống như miệng lớn của thâm không cự thú, há miệng nuốt vào. Người canh giữ trong lỗ đen cẩn thận kiểm tra, xác định chính là đế cốt, mà năng lượng rất cường thịnh. Tiện tay lấy ra hai viên đế cốt. Xem ra vốn liếng rất phong phú. Đội ngũ cường giả thần cấp, từ nơi nào được đế cốt? Người canh giữ từ trong bóng tối đánh ra năm thứ giống như chàng hạt. Ngậm vào trong miệng, tuân thủ quy củ, nếu như gây sự, lập tức trục xuất. Bảo vệ tốt đế cốt cho ta, chờ lúc ta rời khỏi, sẽ dùng tinh thạch trao đổi cho ngươi. Khương Phàm tiếp nhận chàng hạt, lật xem quan sát, sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như ngôi sao nhỏ. Ta thử một chút. Chu Thanh Thọ lại gần. Ta thử cho, nếu có vấn đề, ta có thể gánh vác được. Khương Phàm ngậm chàng hạt trong miệng, một cỗ sóng xung kích cường liệt xông vào thức hải, lưu lại vết tích ký ức phức tạp. Đây là vật gì? Bọn người Hàn Ngạo đều hiếu kỳ nhìn Khương Phàm. Giới thiệu liên quan tới thiên võ tinh, còn có hệ thống ngôn ngữ. Khương Phàm từ từ buông lỏng cảnh giác, chàng hạt vậy mà trực tiếp lấy hình thức ký ức giới thiệu với hắn tình huống thiên võ tinh, cùng phương thức ngôn ngữ đặc biệt. Lưu lại ký ức, thì tương đương với chăm chú học qua, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động ra. Ngôn ngữ đều có thể thông qua liên hệ đơn giản, nhanh chóng trưởng khống. Diện tích thiên võ tinh tương đương với 1/5 thế giới Khương Phàm, bên trong tổng cộng có 3 đại lục, một chủ đại lục, tên là thiên võ đại lục. Rộng nhất có thể đạt tới 2 triệu dặm, hẹp nhất đều là 130 vạn dặm, do 3 vị đế quân thống ngự, phân tán cường tộc cùng bí cảnh đến hàng vạn mà tính. Hai tiểu lục địa tên là Thiên Tuyền Đại Lục cùng Thiên Mộ Đại Lục, mỗi tòa đều có phạm vi đạt tới 890 vạn dặm, đều do một vị đế quân thống trị. Hệ thống tu luyện nơi này không giống với thế giới của hắn, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Bọn hắn thông qua linh lực diễn biến linh phù, sau đó diễn biến chiều sâu ra thế công đặc biệt cường hãn. Tuy nhiên nơi này có một thứ rất đặc thù, tụ linh pháo. Tương đương với phù trận, có thể ngưng tụ ra minh mông linh lực, phóng xuất ra uy lực cực lớn. Có thứ này, xem như người bình thường đều có thể phóng thích thế công cường hãn. Điều kiện tiên quyết là, phải có tiền. Tựa như tinh thạch vừa mới nghe qua, chính là tiền tệ dùng để giao dịch được công nhận nhất ở thiên võ tinh, thậm chí trong phạm vi vũ trụ. Tinh thạch là tinh thể đặc thù do thiên thạch cô đọng. Ẩn chứa tinh không lực lượng nồng đậm, là năng lượng chủ yếu để những thuyền vũ trụ hoành hành thâm không phát ra, cũng là vật phẩm để một ít thâm không dị thú dùng bổ sung năng lượng, bên trong tinh thạch đặc biệt, thậm chí có thể điều trị thân thể, kéo dài tuổi thọ. Vầng trăng tròn trước đó là một trong tam đại đế tộc thiên võ đại lục, kim nguyệt đế tộc, bọn hắn chảy xuôi huyết dịch màu vàng, có được dung nhan không bao giờ già cùng tuổi thọ bất hủ. Bọn hắn, lấy máu tươi làm thức ăn. Viên tinh cầu áp giải tù phạm là tam sinh đế tộc, cũng thuộc về thiên võ đại lục, bọn hắn. Bọn hắn vậy mà có thể chuyển đổi giữa kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau. Đây là huyết mạch quỷ dị gì? Khương Phàm đưa chàng hạt cho bọn người hướng vãn tình. Tam sinh chuyển hoán, bọn hắn có thể biến thành kiếp trước cùng tương lai của mình. Chẳng phải biết kiếp trước cùng kiếp sau của mình, còn có năng lực như vậy. Bọn người hướng vãn tình nhìn chàng hạt một chút, chần chờ ngậm vào trong miệng. Thể hiện lập tức từ cảnh giác biến thành chấn kinh. Còn có thể chơi như thế này. Một quả bóng đã. Đây là cách chơi năng lượng loại linh hồn đến cực hạn A. Chu Thanh Thọ đụng đụng Hàn Ngạo, nói nhỏ. Người có một loại ảo giác hay không, chúng ta. Rất lại phía sau. Hàn Ngạo nói. Không phải là ảo giác, là sự thật. Người ta phát triển bao nhiêu năm, chúng ta phát triển bao nhiêu năm. Người ta hoàn toàn mở ra, chúng ta giấu ở trong mây thiên thạch. Chu Thanh Thọ nhìn về tinh cầu nơi xa, thì thào khẽ nói. Mở ra tốt, không biết nữ tử nơi đó, có mặc y phục hay không? Đứng đắn một chút. Hàn Ngạo quất tay vào đầu Chu Thanh Thọ. Hắc hắc,
Chu Thanh Thọ không có buồn bực, ngược lại nở nụ cười xấu xa. Làm gì? Hàn Ngạo cảnh giác. Nữ tử nơi này nếu như rất khai phóng, nói không chừng lần đầu tiên của ngươi có thể giải quyết ở chỗ này. Ta cho ngươi biết, mùi vị đó quả thực là... Được rồi, được rồi. Khương Phàm tranh thủ thời gian chặn ngang, nói. Đi thôi, vào xem. Chỉ mong mấy người như ảnh ở chỗ này. Lỗ đen cuồn cuộn, từ trước mặt biến mất. Chu Thanh Thọ khống chế tinh thần kiếm, xông về Thiên Võ Tinh. Chương 3246 không được như mong đợi. Hướng Vãn Tình chăm chú cảm giác tình huống giới thiệu bên trong chẳng hạt. Nếu như bọn hắn cao điệu tiến đến, ngược lại rất tốt điều tra, nếu như bí mật ẩn giấu đi vào, chỉ sợ cần chúng ta xuất lực, dung nhập vào bên trong thế lực nào đó, thông qua thế lực kia, từ từ trải rộng ra, cẩn thận điều tra. Khương Phàm nói. Chàng hạt giới thiệu nhìn toàn diện, kỳ thật đều là biểu tượng, là Thiên Võ Tinh muốn cho chúng ta nhìn thấy. Ví dụ như, lưu lại ký ức phết tích mặc dù là thuận tiện hiểu rõ Thiên Võ Tinh, nhưng ảnh hưởng đặc thù có thể làm cho chúng ta sinh ra kính sợ từ ký ức đến linh hồn đối với thần tộc cùng đế tộc nơi đó. Tinh thần kiếm phá vỡ tầng tầng thiên mạc, giáng lâm đến Thiên Võ Tinh. Bởi vì chủ đại lục kéo dài hơn 1 triệu dặm, dài nhất đều đến 2 triệu dặm, mới vừa vào. Vậy mà cảm giác càng mênh mông hơn so với thế giới bọn hắn. Bắt mắt nhất chính là tụ linh pháo phân tán ở các nơi, giống như cự nhạc đột ngột nhảy lên vạn trượng, chỉ phía xa bầu trời, tụ linh pháo không chỉ có khảm nạm lấy tinh thạch dày đặc, còn trải rộng pháp trận phức tạp, có thể trong thời gian ngắn nhất bộc phát tại thời khắc tất yếu, lại có thể hấp thu năng lượng từ trong địa tầng, tiếp tục không ngừng phóng thích. Dựa theo chàng hạt giới thiệu, những siêu cấp tụ linh pháo dùng bảo vệ tinh cầu, uy lực có thể so với thánh hoàng bộc phát. Nếu như toàn diện phóng thích, uy lực không thể tưởng tượng. Thu lại tinh thần kiếm, áp chế cảnh giới. Đến Tam Sinh Đế Thành, nơi đó là đệ nhất đại thành Thiên Võ Tinh Cầu, 5 triệu năm sừng sững không ngã, nhất định rất huy hoàng, cũng nhất định ngư long hỗn tạp. Khương Phàm chỉ về phía xa, đi Tam Sinh Đế Thành. Tam Sinh đế tộc mạnh nhất Thiên Võ Đại Lục, không chỉ có mạnh ở thực lực, càng mạnh ở truyền thừa. Bọn hắn là một trong đế tộc ban sơ Thiên Võ Đại Lục, ở giữa mặc dù suy sụp mấy lần, đặc biệt là tam sinh chuyển hoán lại làm cho bọn họ chưa bao giờ ngã xuống thần đàn. Nhất là sau khi tinh cầu của bọn hắn bị di chuyển tới gia nhập Liên minh Thiên Nguyên Tinh Vực, theo vũ trụ quan mở ra toàn diện, tam sinh đế tổ hướng vũ trụ phát khởi chinh chiến. Thời kỳ đỉnh phong nhất, tam sinh đế tổ thậm chí xuất hiện qua cục diện 2 vị đế quân cùng tồn tại. Về phần bây giờ mấy người, Khương Phàm cũng không biết. Bên trong chàng hạt, Khương Phàm thậm chí hoài nghi có chút hiểm nghi đây là khoác lác. Tam sinh đế thành, giống như thiên khuyết rộng rãi, đứng vững trên cánh đồng hoang rộng lớn. Tường thành cao tới vạn trượng, thẳng vào mây chi ơi, dày đến 100 trượng, có thể cung cấp mãnh thú trấn thủ, trên tường thành mắc khung số lượng lớn tụ linh pháo, uy hiếp cường giả các tộc tràn vào đế thành. Nơi cực sâu đế thành treo cao một vòng xoáy thần bí, bên trong bắn ra cường quang, giống như hỗn độn cuồn cuộn. Giống như con mắt to lớn đang quan sát lấy đế thành rộng rãi phồn hoa. Lúc này ở ngoài mấy ngàn dặm đông bộ đế thành, số lượng lớn cường giả tụ tập, kích động nhìn qua lồng giam tinh thần từ trên trời giáng xuống. Huyết sắc tinh thần bọn người Khương Phàm gặp phải trong thâm không đang sôi trào huyết quang ngập trời, ù ù giáng lâm đến giữa không trung, nương theo tiếng kim loại oanh minh đinh tai nhức óc, số lượng lớn con đường bằng kim loại cưỡng ép diễn biến, trải dựng thành con đường rộng lớn từ bầu trời kéo dài xuống. Bên trong tinh thần gầm thét như thủy triều, gần mấy triệu dực nhân đang giãy giụa kịch liệt, điên cuồng xé rách xiềng xích, đụng chạm lồng giam, phát ra gầm thét tuyệt vọng tức giận. Tam sinh cường giả chấn thủ chấn áp thô bạo, cua nắm đấm đánh tung đập loạn, mặc dù tận lực tránh cho giết chết những nô lệ quý giá này, nhưng hỗn loạn cực độ vẫn không ngừng tạo thành tử vong. Tinh thần lắc lư kịch liệt, vẩy xuống dòng máu đầy trời. Nhưng sinh linh tụ tập ở phía dưới lại kêu gọi càn rỡ, tận tình gieo hò. Đến từ sâu trong đế thành, các thương nhân kinh doanh buôn bán nô lệ đầy cõi lòng mong đợi nhìn tinh thần xa xa. Lần này là sinh linh gì, là chưa thấy qua sao? Tốt nhất là tinh vực lạ lắm, trước khi chi đội săn giết giữa các hành tinh xuất chinh, ta đã xuất ra trọng kim giúp đỡ, nếu như mang về chút thứ không đáng tiền, ta sẽ không chấp nhận. Chi đội săn giết xuất chinh 23 năm, hẳn là đến chỗ rất xa. Thời gian càng dài, đường xá càng xa xôi, nguy hiểm càng lớn. Đội săn giết bình thường cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. 23 năm, tương đương với 10 năm lộ trình, hẳn là đến bên trong bên ngoài 1,5 tỷ.
Thống lĩnh chi đội săn giết này là Dairon, lúc ấy mang đi 3 vị thần tướng. Không biết sống sót mấy người. Giờ đến mép vũ trụ nên có những tên tiếng Anh, mình sẽ giữ nguyên cho đúng nguyên tắc nhé, MN đọc không xuông, muốn chuyển nó qua hết tên Hán Việt thì vui lòng CMT để nhóm dịch biết chỉnh sửa theo ý MN nhé. Thời điểm đám chủ nô đang mong mỏi trông mong, trong tinh cầu đột nhiên có xô ra một vũ dực nhân tráng kiện đầy máu, huy động 6 cánh, ôm một dực nhân mảnh mai chạy ra ngoài. Một màn này lập tức gây nên từng trận kinh hô, nhưng trong tinh cầu đánh ra một đạo cường quang sáng chói, theo đó là đầu dực nhân vỡ nát. Dực nhân ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền gào thét rơi xuống, nện xuống đất. Va chạm kịch liệt để thi thể vỡ nát, bên trong lăn ra một nữ dực nhân tiểu xảo đẹp đẽ. Người xung quanh nhanh chóng an tĩnh, từng đôi ánh mắt sáng ngời tập trung vào nàng. Nữ dực nhân hoảng sợ tuyệt vọng, thân thể không cầm được mà run rẩy. Cái này không phải liền là dực nhân sao? Nơi này đầy đường. Dairon xuất trinh thâm không 23 năm, chỉ mang về một đám dực nhân. Nói đùa cái gì thế? Lão tử muốn mắng chửi người. Không phải Dairon không tìm được tinh cầu mới, từ nơi nào giao dịch tới đây đó chứ? Mẫu thân nó, Dairon ngu ngốc. Lão tử khổ sở đợi chờ 23 năm, cha bắt những tên này về cho ta. Người điên rồi, Dairon thế nhưng là thống lĩnh đế tộc. Lão tử đầu tư hắn 3 triệu viên tinh thạch, nếu như không kiếm về được, lão tử không chỉ sắp điên, còn muốn chết. Đám chủ nô đều từ chờ mong biến thành tức giận. Chương 3247 náo động lớn, hồng hoang tổ thần. Dực nhân mặc dù bộ dáng đẹp đẽ, rất phù hợp thẩm mỹ đại chúng, mà thực lực phổ biến rất mạnh. Mặc kệ dùng để xem nhà hộ viện, sắp xếp chiến đội, hay đưa đến hoa lâu, đều rất được hoan nghênh. Nhưng, huyết mạch dực nhân từng cái tinh cầu khắp thiên nguyên tinh vực, tổng số sớm đã vượt qua 100 triệu, thiên mạch tinh nơi đó thậm chí còn có dực nhân thần tộc. Bọn hắn mong đợi giống loài mới lạ, chưa thấy qua, như thế mới có thể bán đi cái giá trên trời, kiếm lời lớn. Sâu trong huyết sắc lao ngục, Dairon mang theo mặt nạ tử thiết được bọn thị vệ chen chúc, đi tới một cái lồng giam đặc biệt được gia cố. Lồng giam tương đối rộng rãi, bên trong là 3 dực nhân đặc thù. Màu sắc cánh chim bọn hắn là màu trắng lộng lẫy, không giống với phía ngoài mà đều đạt đến thập dực 10 cánh cũng chính là thần cấp. 3 vị thần cấp dực nhân. Phải biết đưa nhìn khắp thiên nguyên tinh vực, nguồn lực lượng dực nhân tộc mạnh nhất cũng mới chỉ có 3 vị thần linh. Bọn hắn liên tiếp mở hai mắt ra, nhìn về hướng Dairon khôi ngô. Dairon người khoác trọng giáp, cầm trong tay chiến kích. Đôi mắt sau mặt nạ lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, hắn theo thứ tự nhìn qua 3 vị thập dược thần linh. Nơi này là thiên võ tinh cầu thuộc thiên nguyên tinh vực, cũng chính là gia viên mới của các ngươi. Các ngươi bây giờ đã là nô lệ, nhưng tương lai vận mệnh như thế nào, muốn nhìn chính các ngươi biểu hiện. Dairon ta chinh chiến vũ trụ 2000 năm, trước sau kéo về 9 tốp nô lệ mới, có hướng đi hủy diệt, có đời đời làm nô, có lại trở thành thần tộc tại thiên võ tinh cầu. Ta dùng kinh nghiệm của ta nói cho các người biết, tiền kỳ càng dãy giụa, thương vong càng nặng, tình cảnh càng cực khổ. Các ngươi muốn tộc đàn mình sống càng tốt hơn, chịu khổ ngắn hơn, liền ngoan ngoãn phối hợp với ta. 3 sinh linh sau lưng mọc lên 10 cánh không chỉ là thần cấp đơn giản như vậy. Bọn hắn đến từ tân sinh tinh cầu vừa mới bắt đầu giống loài đại bạo phát, nơi đó vừa bước lên thời kỳ hồng hoang, trải qua bạo loạn kéo dài. Trước khi bị bắt, viên tinh cầu kia vừa mới tạo thành dực nhân làm chủ thống trị cục diện, dực nhân tộc và tam tộc tạo thành thế chân vạc, đang muốn bắt đầu một vòng tranh bá mới. Đang tại thời điểm đặc thù, một tinh cầu màu đỏ ngòm đột nhiên đánh tới thế giới của bọn hắn, đã dẫn phát thế giới dung chuyển cùng sụp đổ. Địa tầng đứt gãy, dung nham tàn phá bừa bãi, vạn cổ hỏa sơn phun trào, hạo hãn huông dương chảy ngược, thế giới lâm vào kiếp nạn vô tận. Nhưng càng kinh khủng chính là bên trên từ tinh cầu màu đỏ ngòm đi xuống cường giả thể hiện ra thực lực kinh khủng khó có thể tin, triển khai đồ sát vô tình đối với bọn hắn. Kiếp nạn không có dấu hiệu nào phá hủy nhà của bọn hắn, cuốn đi mấy trăm vạn sinh linh. Lang thang thâm không dài đến 10 năm, để số lượng lớn sinh linh chết thảm thâm không, để vô số sinh linh nhận hết cực khổ. Thâm không dài đến 10 năm khuất nhục, để từng tiếng kêu rên tuyệt vọng vang dội bên tai bọn hắn ngày đêm không nghỉ. Bọn hắn rõ ràng là tổ thần thế giới mới, là hộ giả chúng sinh, lại trở thành nô lệ khuất nhục, trơ mắt giận kẻ xâm lược nhìn đáng tùy ý chà đạp con dân của bọn hắn, lại bất lực. 3 vị tổ thần là 2 tôn giống đực, 1 tôn giống cái. Giống cái ở giữa, là vị thần linh đầu tiên thần cấp tinh cầu bọn hắn sinh ra.
Cục diện trước đó tạo thế chân vạc sắp đánh vỡ, chiến tranh hết sức căng thẳng, nhưng bây giờ, bọn hắn bị vây ở cùng một chỗ, bọn hắn thành một thể, bọn hắn cùng nhau đối mặt khốn cục của thế giới. Bên trong lang thang dài đến 10 năm, ba vị tổ thần bọn hắn cơ bản xác định quan niệm kết minh. Vân Liên tổ thần nói, dẫn đường. Vân Hoa, Vân Tuyệt hai vị tổ thần đồng thời giơ tay lên. Giải trừ xiềng xích. Theo ba vị thập dực thần tổ quấn lấy xiềng xích, đi ra lồng giam, đám người dực nhân trong lồng giam xung quanh đang giãy giụa bắt đầu an tĩnh lại. Ba vị tổ thần ai cũng không có mở miệng, chỉ yên lặng đạp vào con đường, đi ra bên ngoài. Vẻ mặt đám người dực nhân trong tất cả lồng giam đều bi thương, trong mắt chứa nước mắt. Theo mấy cường giả tám cánh đuổi theo, dực nhân trong lồng giam khác liên tiếp đẩy ra lồng giam, đi theo bước chân thần tổ của bọn hắn, đi ra tinh cầu. Khi mấy triệu dực nhân thân quấn xiềng xích dương cánh xuất hiện bên ngoài lồng giam, lít nha lít nhít đè ép bầu trời, đám chủ nô phía dưới phát ra giận mắng như thủy triều. Cái này mẫu thân nó tất cả đều là dực nhân. Hơn trăm vạn dực nhân. Không phải đùa giỡn đó chứ. Mặc dù dực nhân nô lệ vẫn rất được hoan nghênh, nhưng bọn hắn muốn là oanh động. Muốn là giá trên trời. Muốn là hồi báo phong phú. Muốn là thu hồi vốn khi đầu tư cách xù tiền kỳ của bọn hắn. Khương Phàm, bọn người Chu Thanh Thọ đứng ở phương xa, đều nhíu mày. Nếu như bọn hắn không thể bảo vệ được thế giới mình, có lẽ không chỉ là hệ thống thế giới thác loạn cùng sụp đổ, còn có ức vạn dân chúng biến thành nô lệ, bị đưa vào mấy trăm hơn ngàn lồng giam, chuyển sang các tinh vực khác nhau. Dairon đi ra khỏi lồng giam, nhìn quanh toàn trường. Lần xuất chinh này, đột phá cực hạn biên giới 1,5 tỷ dặm, phát hiện tinh cầu tân sinh tại một mảnh hắc ám thâm uyên. Tinh cầu vừa mới mở đến thời kỳ hồng hoang, dực nhân đi đến đỉnh thế giới, thống ngự vạn tộc, ba vị này đều là tổ thần nơi đó, nhóm thần linh đầu tiên tinh cầu sinh ra. Bầu không khí thoáng an tĩnh, bầu không khí tức giận dần dần trở nên lửa nóng. Thời kỳ hồng hoang, giai đoạn giống loài đại bạo phát, nhóm kẻ thống trị đầu tiên quật khởi trong vô tận chiến tranh trấn áp ngàn vạn cường tộc. Thế giới diễn biến sinh ra nhóm tổ thần đầu tiên, nhóm tổ thánh đầu tiên. Mặc dù vẫn là dực nhân, nhưng ý nghĩa thay đổi hoàn toàn. Những người này không phải dùng để hưởng dụng, cũng không phải dùng để nô dịch, đây là dùng để chinh chiến. Đây là nhóm siêu cấp chiến binh. Bầu không khí lập tức táo bạo, số lượng lớn chủ nô hô to tên Dairon. Chiến binh giá trị cao hơn. Huống chi còn là chiến binh tổ mạch. Có giá trị, có mánh lới, nhất định có thể gây nên oanh động. Nhất là ba vị kia tổ thần kia. Nhất định có thể bán được giá trên trời. Chương 3248 Lý Dần. Cái này còn không phải quan trọng nhất, nếu Dairon chinh phạt viên thần cấp tinh cầu kia, khẳng định thu được nhiều tài nguyên hơn từ nơi đó. Tài nguyên nguyên thủy, tài nguyên quý giá. Tuyên cáo thiên nguyên tinh vực, 5 tháng sau, công khai đấu giá mấy triệu dực tộc. Bao gồm 3 vị tổ thần, còn có tài nguyên nguyên thủy thần cấp thế giới. Dairon giơ cao tam xoa kích, phát ra gào thét hồng liệt. Tuyên cáo mình xuất chinh đại hoạch toàn thắng. Đối với tất cả chiến đội xuất chinh mà nói, có thể tìm kiếm được một thế giới tân sinh thần cấp từ trong vũ trụ mênh mông, quả thực là kỳ tích. Mà lấy được tài nguyên hồi báo, càng có thể chấn hưng một đế tộc. Hắn hoàn toàn có thể tin tưởng, khi tin tức truyền khắp thiên nguyên tinh vực, tên Dairon của hắn sẽ vang vọng tất cả tinh cầu tinh vực, thời gian 5 tháng đầy đủ để các tộc chuẩn bị tinh thạch, tích xúc phong vân, đến lúc đó hội đấu giá càng mang theo số lượng lớn thần tộc. Thậm chí là đế tộc. Dairon, Dairon. Đám chủ nô hoan hô, xôi trào. Cái gì gọi là vui mừng? Cái này mẫu thân nó gọi là vui mừng. Nguyên thủy thế giới vừa mới bước lên hồng hoang. Tài nguyên khắp nơi trên đất, tùy tiện đào khối đất, đều có thể đào thấy bảo vật, tùy tiện đào ngọn núi liền có thể là núi tổ tông. Bọn hắn đều là người đầu tư cho Dairon lần này viễn chinh, đến lúc đó tất cả ích lợi, đều sẽ có một phần của bọn hắn. Phỏng đoán cẩn thận, đầu tư 100.000 tinh thạch, nhất định sẽ có hồi báo mấy triệu tinh thạch, thậm chí càng nhiều. Đầu tư mấy triệu tinh thạch thì sao? Ha ha, đây chính là mị lực đầu tư chinh chiến giữa các hành tinh. Cược thắng, đó chính là một đêm chợt giàu. Phất nhanh. Tin tức đưa cho Kim Nguyệt đế tộc, ta nghĩ bọn hắn hẳn sẽ cảm thấy hứng thú đối với ba vị tổ thần nhất. Dairon trên đường gặp được Kim Như Ngọc của Kim Nguyệt đế tộc, vậy mà chẳng thèm ngó tới hắn. Ha ha. Hắn cũng phải để Kim Như Ngọc kia hiểu rõ cái gì gọi là chênh lệch. Thuộc hạ chắc chắn tự mình đưa đến. Thị vệ bên cạnh lộ ra nụ cười. Kim Nguyệt đế tộc danh xưng huyết mạch không già, thần cấp đã có thể sống đến trên vạn năm,
đế cấp có thể sống đến trăm ngàn năm, nhưng bọn hắn tu luyện không thể rời bỏ huyết dịch, càng là huyết mạch đặc thù, càng tác dụng đối với bọn hắn. Tu luyện càng có chỗ tốt, huyết dịch cấp tổ thần, nhất định có thể để bọn hắn điên cuồng, không tiếc cái giá bắt lấy. Đến lúc đó lại có cường tộc khác cạnh tranh, nhất định có thể xào đến giá trên trời. Sau khi Dairon ngắm nhìn chủ nô gieo hò xung quanh, nhìn về đế thành phương xa, lại ngoài ý muốn thấy được đang năm bóng người đi về hướng đế thành. Năm bóng người kia rõ ràng đang áp chế cảnh giới, có thể tất cả đều là thần cấp. Thiên võ tinh ẩn nấp rất nhiều cường giả, nhưng đoàn thể năm vị cường giả thần cấp giống như vậy lại vô cùng hiếm thấy. Nhưng cái này không quan trọng. Quan trọng là, thời điểm hắn nhìn sang, vậy mà không thấy được kiếp trước cùng kiếp sau người phía trước nhất kia. Tam sinh đế tộc bọn hắn có năng lực đặc thù, nhìn thấy bất kỳ sinh linh gì, đều có thể nhìn thấy hư ảnh thân thể phiêu đãng mơ hồ ở hai bên. Hai đạo hư ảnh phân biệt đại biểu cho kiếp trước của cùng tương lai bọn họ. Mặc dù chưa hẳn có thể nhìn thấu, nhưng có thể thông qua hư ảnh mạnh yếu phán định kiếp trước cùng tương lai mạnh yếu. Ngẫu nhiên gặp được một ít người, chỉ có thể nhìn thấy kiếp trước, không nhìn thấy kiếp sau, mang ý nghĩa người này kiếp này sẽ gặp phải kết quả thần hồn câu diệt. Nhưng, người đi phía trước nhất kia vậy mà không có bất kỳ hư ảnh gì. Ý vị này, không có kiếp sau. Tình huống này như thế nào? Mà mấy người khác mấp, kiếp trước đều rất suy yếu, kiếp sau lại cực kỳ huy hoàng, thậm chí là lóa mắt. Thị vệ bên cạnh nói, bọn hắn hẳn là năm tôn thần chúng ta trước đó gặp phải khi tiến tinh vực. Dairon nhíu mày dò xét, chăm chú tiếp cận người phía trước nhất, nhưng bất luận nhìn như thế nào, đều không nhìn thấy dấu hiệu kiếp sau, thật giống như sinh mạng thể này trống rỗng xuất hiện. Nhưng, trống rỗng xuất hiện làm sao có thể đến thần cấp? Lúc này, một vị cường giả tam sinh đế tộc đi đến trước mặt bọn hắn, hướng về phía Dairon cung kính hành lễ. Đại thống lĩnh, đế tổ thức tỉnh, xin ngài nhanh chóng về tộc nghị sự. Đế tổ dò xét ta trở về. Dairon lạnh lùng tiếp tục dò xét, kỳ quái, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp. Mà bốn người khác, kiếp sau đều huy hoàng sáng chói, bây giờ cũng là thần cấp, kiếp sau là cái gì? Chẳng lẽ còn muốn xưng đế? Dairon nhắm lại hai mắt. Yên lặng điều trị khí tức, chẳng lẽ hắn dò xét xảy ra vấn đề? Đế tổ thức tỉnh nửa năm trước, sau khi dò xét thấy ngài tiến vào tinh vực phạm vi, để cho ta ở chỗ này chờ, chỉ cần ngài trở về, lập tức trở về tộc, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Vẻ mặt cường giả đế tộc nghiêm trọng. Chuyện gì? Dairon lúc này mới chú ý sắc mặt tộc nhân. Thuộc hạ không biết, nhưng đế tổ rất gấp. Theo thuộc hạ biết, mấy vị đế tổ thiên võ tinh đều tỉnh dậy. Đế tổ những tinh vực khác cũng đều tỉnh. Cường giả đế tộc hạ giọng. Dairon cau chặt lông mày, toàn tỉnh. Từ khi hắn bắt đầu hiểu biết đến bây giờ, đừng nói đế tổ toàn tinh vực, xem như toàn bộ đế tổ thiên võ tinh thức tỉnh đều không có gặp được. Đây là xuất hiện đại sự gì? Khương Phàm chưa từng có chú ý cảnh tượng nơi đó gieo hò, mang theo bọn người Chu Thanh Thọ đi về phía tam sinh đế thành. Thiên võ tinh là tinh cầu hỗn loạn nhất thiên nguyên tinh vực. Nơi này có thể nói là tụ tập rất nhiều cường tộc, loại hình giống loài có thể xưng số một tinh vực. Trong này có những tinh cầu khác của thiên nguyên tinh vực tới, có chút là những tinh cầu khác sâu trong vũ trụ đi tới. Mục đích có người là tị nạn, còn có người là tìm kích thích, ngoài ra còn có vài nô lệ di tộc trải qua vô số thời gian phát triển, biến thành bộ tộc hoặc thế lực nơi này. Tam sinh đế thành làm đế thành đầu tiên của thiên võ tinh, không chỉ có náo nhiệt hỗn loạn, tiếng huyên náo tưng bừng. Càng là khắp nơi có thể thấy được các loại sinh linh mới lạ. Chương 3249 Hồng Thiên Lâu 1. Có hồng sư mãnh thú đứng thẳng hành tẩu, có người khổng lồ toàn thân năng lượng xanh thẳm, có quái vật nửa người trên khoác áo bào đen thân thể như con người nhưng hạ thân đều là xúc tu. Tuy nhiên đại đa số vẫn là hình thái nhân tộc, chỉ là hình thể và hình dạng có chỗ khác biệt mà thôi. Một cỗ xe kéo từ phía trước đi qua, hai đầu hung thú dữ tợn kéo xe. Một vị cường giả nhân tộc là Sa Phu, trước sau càng đi theo rất nhiều hộ vệ. Rèm xe kéo lấy ngọc thạch đan thành, khó mà che lại cảnh vật trong xe, vậy mà có một hắc cẩu tráng kiện đứng đấy, hình thể lớn như báo săn, trên trán lấp lóe tử quang, như là con mắt đóng mở. Người không bằng chó. Chu Thanh Thọ nói thầm. Đừng nói lung tung. Hướng Vãn Tình lập tức ngăn lại. Hung thú cùng người hầu nhân tộc xung quanh đoàn xe lập tức quăng tới ánh mắt bén nhọn. Họa từ miệng mà ra, vả miệng. Sa Phu đứng dậy, toàn thân tản mát ra khí thế cường đại, lại là Thánh Linh. Thánh Linh làm Sa Phu, có thể thấy được thân phận hắc cẩu có bao nhiêu tôn quý.
chúng ta không gây chuyện, các ngươi cũng đừng gây chuyện. Khương Phàm lườm vị sa phu kia một chút, phóng xuất ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hàn Ngạo, Hướng Vãn Tình đồng thời phóng thích khí thế, không có hoàn toàn triển lộ ba động thần cấp, nhưng tuyệt đối không kém. Sa phu khẽ nhíu mày, mặc dù bọn hắn địa vị tôn quý, nhưng khí thế năm người này quá mạnh. Hắc Cẩu đánh giá bọn người Khương Phàm vài lần, ra hiệu tiếp tục đi đường. Cũng không phải e ngại, mà không cần thiết bởi vì mấy câu, làm lớn chuyện. Bọn người Khương Phàm vừa đi về phía trước không bao lâu, đường đi đột nhiên chuyển đến hỗn loạn, một thiếu niên bị thô lỗ đánh ra khỏi một cửa hàng. Biến ra ngoài, còn dám gây sự, lột da của ngươi ra. Hai người khổng lồ cao 5 mét ngăn ở trước cửa, chỉ vào thiếu niên gầm thét. Dựa vào cái gì, ta đều cho tinh thạch, giao dịch coi như hoàn thành, các ngươi dựa vào cái gì đổi ý. Công khai ghi giá nên công bằng mua bán, là các ngươi không nhìn ra đó là bảo bối thật, trách ta. Lâm thời tăng giá, uổng cho các ngươi nghĩ ra được. Các ngươi là làm ăn hay là thổ phỉ? Với thái độ của các ngươi, sớm muộn gì cũng phá sản. Thiếu niên đứng lên, tức giận đáp lễ. Chán sống. Hai người khổng lồ sải bước đi tới, toàn thân khuấy động khí thế hùng hậu, dọa các sinh linh trên đường kinh hãi nhanh chóng lui lại. À, đó là cái gì? Thiếu niên đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía xa. Hai người khổng lồ theo tiếng dừng lại, cũng trông qua theo. Thiếu niên trong nháy mắt bạo tạc, một chân đạp ở trên đầu cự linh, toàn thân nở rộ linh phù, xen lẫn thành hai cánh lộng lẫy, phóng lên tận trời. Hỗn đản! Người khổng lồ biết mình bị lừa, tức giận quát tháo, nhưng người này đã rơi xuống trên đỉnh cửa hàng, xì ngụm nước bọt cho bọn hắn, nghênh ngang rời khỏi. Bọn người Khương Phàm thấy cảnh này, lắc đầu cười khẽ, không để ý đến, nhưng... Thời điểm đám người khổng lồ muốn đuổi theo, thiếu niên đột nhiên hô câu. Đừng đuổi theo, Lý Dần ta sẽ còn trở lại. Thể hiện Khương Phàm cười khẽ cứng ở trên mặt, trái tim vậy mà rụt rụt. Kêu cái gì? Chu Thanh Thọ khẽ nhíu mày. Lý Dần. Hàn Ngạo trông qua. Đến nơi đây vậy mà có thể đụng tới trùng tên. Hướng Vãn Tình khẽ nói, nhẹ nhàng cầm tay Khương Phàm. Lý Dần, hẳn là đau đớn vĩnh viễn trong lòng Khương Phàm. Khương Phàm lắc đầu, khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục đi trên đường ồn ào hỗn loạn. Xuyệt. Chu Thanh Thọ cùng Hàn Ngạo đồng thời làm khẩu hình lẫn nhau, kết quả cách quá gần, vừa nghiêng đầu huýt miệng, suýt chút nữa đã chạm vào một chỗ, hai người nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Chúng ta đến phía trước nhìn, tìm thương hội cỡ lớn, hồi đoái chút tinh thạch. Hướng Vãn Tình nắm tay Khương Phàm, di chuyển lực chú ý. Đổi tinh thạch, đổi tinh thạch. Sau khi nghe ngóng tin tức, không thể thiếu cần hối lộ, trước làm cái 180 vạn tinh thạch. Chu Thanh Thọ nhanh chân về phía trước. Sinh động bầu không khí. Đối với Lý Dần, cũng là đau nhức trong lòng bọn hắn rất hy vọng Khương Phàm có thể làm cho Lý Dần trở về. Nhưng, bọn hắn biết tình cảm Khương Phàm dành cho Lý Dần, nếu như có thể phục hồi trở về thật sẽ nghĩ biện pháp, từ đầu đến cuối không có làm như vậy, hẳn là thật không thể. Ai, thật sự là, vừa tới Đế Thành đã gặp được người trùng tên, đây không phải cố tình cho Khương Phàm một ngạt. Bọn người Khương Phàm ở trong thành đi dạo hồi lâu. Đi đến một chỗ thương hội vàng son lộng lẫy phía trước, Hồng Thiên Lâu. Nơi này người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, nhìn ra được tinh thạch dự trữ, sẽ rất khá. Khương Phàm khẽ vuốt nhẫn không gian, ở trong đó không chỉ có bạch hổ đế cốt, cũng có chút thần cốt, hỗn độn thạch, ngũ hành thổ các loại hình bảo vật. Nhưng, tại thời điểm bọn hắn muốn đi vào, một thiếu niên y phục lộng lẫy đi qua từ bên cạnh bọn họ, dáng người thẳng tắp, phong độ nhẹ nhàng, giống như công tử ca nhà nào đó. Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo, đồng thời trừng to con ngươi. Ngọa tào, đây không phải là tiểu tử kia sao? Mặc dù thay đổi ăn mặc, bộ dáng cũng thay đổi, nhưng bọn hắn thế nhưng là thần linh, có thể thông qua khí tức phán đoán thân phận. Huống chi bọn hắn bây giờ nhìn giống như nhẹ nhõm, kỳ thực đang cảnh giác cao độ, khẩn trương tra xét rõ ràng toàn bộ sinh linh đi qua bên cạnh. Hướng Vãn Tình bất đắc dĩ, vừa di chuyển lực chú ý của Khương Phàm, kết quả tiểu tử này lại xuất hiện. Khương Phàm nhìn bóng lưng thiếu niên một chút, vậy mà đi theo. Đây coi là cái gì? Chu Thanh Thọ cùng Hàn Ngạo đụng đụng ánh mắt, kỳ quái vừa bất đắc dĩ. Hướng Vãn Tình nhỏ giọng nhắc nhở. Các ngươi đổi chút tinh thạch. Chu Thanh Thọ vội vàng nói. Lấy cái gì đổi? Hướng Vãn Tình im lặng. Lúc các ngươi rời khỏi, không mang đồ theo sao? Mang theo chứ. Đi đổi đi. Nói đùa gì thế,
nam tử của ngươi muốn cái gì có cái đó, ta có chút vốn liếng thôi mà. Các ngươi người giàu có thông cảm người nghèo chúng ta bên dưới hay không, còn như vậy không chơi với vợ chồng các ngươi nữa. Chu Thanh Thọ nói lời này rất được Hàn Ngạo cùng Tặc Điểu tán thành, phối hợp trịnh trọng gật đầu. Các ngươi, Hướng Vãn Tình chỉ mấy người bọn hắn, bất đắc dĩ lấy ra một khối thần cốt từ trong nhẫn không gian của mình. Đổi bao nhiêu tinh thạch cho ta thì đưa bấy nhiêu tinh thạch, các nếu ngươi dám cắt xén, các ngươi không xong đâu. Chúng ta giống người tiện nghi ham món lợi nhỏ sao? Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian bắt lấy, khoát khoát tay rời khỏi. Chương 3250 Hồng Thiên Lâu 2. Coi chừng nam tử nhà ngươi, thành thiên mà làm sao còn đa sầu đa cảm. Đừng nghe cái tên mà xem như người thân, thiên nguyên tinh vực này trùng tên hơn mấy ngàn vạn, chẳng lẽ hắn đều mang về nuôi? Gặp được 30-50 người trùng tên ngươi, đều muốn kéo về đi nhét trong chăn. Làm chính sự của ngươi đi. Hướng Vãn Tình bước nhanh đuổi theo Khương Phàm, lại nắm tay hắn. Lý Dần đi trong đại sảnh náo nhiệt, phong độ nhẹ nhàng, phóng khoáng tự nhiên, trong tay còn lắc lư quạt xếp, đến quầy hàng này nhìn, lại đến quầy hàng kia ngó ngó, ngẫu nhiên còn ném mị nhãn cho bọn thị nữ trong quầy. Bọn thị nữ cười nhẹ nhàng, nhiệt tình giới thiệu cho vị công tử ca anh Tuấn này. Khương Phàm yên lặng theo ở phía sau, đánh giá gia hỏa này. Trước đó rõ ràng không phải bộ dáng này, bây giờ không chỉ bộ dáng khí chất thay đổi, thân cao đều kéo dài thêm mấy phần. Đây là võ pháp gì sao? À, Lý Dần đột nhiên dừng ở trước một cái quầy, chú ý tới một khối đá sáng rực bên trong, hai mắt tỏa sáng, cũng rất nhanh làm bộ tùy ý chỉ tảng đá màu vàng bên cạnh, nói. Đây là đá gì, lại tốn 80 khối tinh thạch. Thị nữ xinh đẹp cao gầy sau quầy mặc váy dài thiếp thân, gót sen uyển chuyển, phong tình vạn trùng, âm thanh càng xốp giòn mị chọc lòng người. Đây là kim loại nguyên thạch, đào móc từ trên một tinh cầu cấp 3 đường kính đến 2 vạn dặm, tinh cầu cấp 3 kia là thuộc tính thuần kim. Tinh cầu, trọng lực tràng vực mặt ngoài có thể đập vụn thánh vương. Không đến cảnh giới thánh hoàng, không ai dám đến gần. Viên nguyên thạch này mặc dù không lớn, nhưng mặc kệ dùng rèn đúc vũ khí hay dùng tới tu luyện, đều là vật liệu thượng giai. Nếu như là kim loại móc ra từ bên trong tinh cầu, ngược lại giá trị trên dưới 100 tinh thạch, nếu như chỉ là ở ngoài tùy tiện nhặt, cũng 30-50 tinh thạch. Trước đó có 30 khối, đều là định giá 100 trở lên, đây là một khối cuối cùng, giá đặc biệt mềm. 80. Người khác chọn mà còn lại, khẳng định có chút vấn đề, càng không đáng 80. Lý Dần lắc đầu, làm bộ tùy ý liếc mắt hòn đá màu đen bên cạnh. Đây là tài liệu gì, có thể bán đến giá 50 tinh thạch. Hồng Thiên Lâu các người bán đồ càng ngày càng đắt. Thị nữ nói. Khối này à, bày ở đây đã rất lâu, nghe nói là bay ra từ trong một phế tích tử tinh sụp đổ. Lý Dần không chờ nàng nói xong, lên đường. Phế tích tử tinh sụp đổ chẳng phải đều là tảng đá, tùy tiện nhặt tới liền bán, Hồng Thiên Lâu các người thực sự là. Ai, dùng số tiền này đều kiếm lời, cũng không sợ đập chiêu bài. Đây cũng không phải là tảng đá bình thường, cái này phát sáng đây. Phát sáng thì như thế nào? Nếu thật sự là bảo bối, dám bảo sư các ngươi có thể tùy tiện ném tới tầng đầu tiên. Nếu như không phải bảo bối, cũng không có tư cách đặt ở Hồng Thiên Lâu. Như vậy đi, ta muốn lấy hết hai khối đá này, nhưng giá cao nhất ta ra là 100 tinh thạch. Tiểu ca ca, ngươi thực sự biết mua đồ, trực tiếp giảm 30 tinh thạch. 30 viên tinh thạch đó. Đều bù đắp được tiền lương 3 năm của ta. 110 tinh thạch, nếu như có thể, ta mua. Thế nào? Ta cũng không có quyền hạn lớn như vậy đi, ta đi xin phép một chút. 120 tinh thạch, quyền hạn giảm 10 tinh thạch, người dù sao cũng nên có chứ. Tiểu ca ca đánh giá cao ta, ngài chờ một lát, ta đi xin chỉ thị. Thị nữ lộ ra ý cười vũ mị, không để ý Lý Dần khuyên can, quay người về tới trong điện. Lý Dần thoáng động người, hắng giọng một cái, nhìn hai bên một chút, mỉm cười với Khương Phàm bên cạnh, tiếp tục chờ đợi. Đồ tốt? Khương Phàm mỉm cười hỏi. Đây là lầu 1, nào có đồ tốt đều ở lầu 3 trở lên. Lý Dần tùy ý đáp. Lầu 1 cũng là có thể xuất hiện bảo bối, viên đá phát sáng, giống như có đồ tốt. Dừng lại, ta xem trọng trước. Chớ khẩn trương, ta không đoạt, ta chỉ hiếu kỳ. Làm sao ngươi biết bên trong có đồ tốt? Lý Dần đánh giá Khương Phàm, lại liếc mắt nhìn Hướng Vãn Tình bên cạnh, mặc dù Hướng Vãn Tình mang theo mạng che mặt, cũng mang theo lên trường bào,
nhưng cỗ khí chất đặc biệt cũng không phải mạng che mặt và trường bào có thể che khuất, nhiều thêm mấy phần cảm giác mông lung, quả thật đánh vào lòng người, rất nhiều nam tử xung quanh đều không tự chủ được nhìn sang bên này. Khụ khụ. Lý Dần đụng đụng Khương Phàm bên cạnh, mỉm cười. Giữ bí mật. Ha ha. Khương Phàm cười, Hướng Vãn Tình bên cạnh lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Tên này rõ ràng không phải Lý Dần, nhưng Khương Phàm giống như chìm vào. Khương Phàm không biết sao. Khương Phàm hẳn phải biết, chỉ là Khương Phàm biến thành thiên, càng tin tưởng số mệnh cùng nhân quả, lần này ngẫu nhiên gặp nhau, tựa hồ lay động trái tim hối hận cùng đau đớn kia của hắn. Lý Dần nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, nằm nhoài trước quầy chờ đợi. Chỉ là đợi lại đợi, thị nữ không tiếp tục tới, bên cạnh lại có mấy tên thị vệ. Cầm đầu thị vệ hừ một tiếng. Lý Dần, quả nhiên lại là tên hồn đản ngươi, mưu kế này của ngươi quá quen thuộc. Lý Dần một mặt kỳ quái. Ai là Lý Dần, ngươi nhận lầm người rồi. Thị vệ cầm đầu dữ tợn nói. Ta nhớ đã cảnh cáo ngươi 3 lần, còn dám đến Hồng Thiên Lâu, chặt đầu của ngươi. Thị vệ hai bên nắm chặt vũ khí. Thức thời một chút, chớ quấy rầy đừng làm rộn, cùng chúng ta đi về phía sau. Con mắt Lý Dần đảo lòng vòng. Các ngươi nhận lầm người. Cái gì Lý Dần, các ngươi khẳng định nhận lầm người. Thị vệ đầu lĩnh quát tháo. Lâu chủ hạ lệnh, thà giết lầm, sẽ không bỏ qua. Mang đi. Ngón tay Lý Dần lặng lẽ sờ lên nhẫn không gian, ngoài mặt vẫn không hoảng không loạn mà nói. Ta đến mua tảng đá mà thôi, các ngươi thật sự là. Ông. Nhẫn không gian bộc phát ánh sáng, cuồn cuộn ra năng lượng cường thế, nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay đặt ở trên vai của hắn, ngay sau đó một nguồn năng lượng thuận cánh tay của hắn trùng kích nhẫn không gian, vậy mà dập tắt cổ ánh sáng kia. Khương Phàm đi đến phía trước, mỉm cười nói. Không biết vị tiểu huynh đệ này phạm vào chuyện gì, vậy mà có thể trêu đến Hồng Thiên Lâu nóng tính như thế. Khi đang nói chuyện, Khương Phàm thoáng tiết lộ khí thế, mang cho thị vệ trước mặt cảm giác áp bách mãnh liệt. Bọn thị vệ khẽ nhíu mày, giống như bị tảng đá đè ở trên người, hô hấp không khoái, thể hiện đau đớn. Chương 3251 trừng phạt. Thị vệ thống lĩnh khẽ nhíu mày, nói. Liên quan gì tới ngươi? Khuyên ngươi không cần gây phiền toái cho mình. Hồng Thiên Lâu là nơi làm ăn, hắn chỉ tới mua đồ mà thôi, sao lại bị uốn éo đầu. Nếu như Hồng Thiên Lâu chỉ xem ai không vừa mắt thì tùy tiện xoay đầu, sau này ai còn dám tới nữa. Khương Phàm thoáng cất cao giọng, đưa tới sự chú ý cho rất nhiều người xung quanh. Thị vệ thống lĩnh không muốn gây nên oanh động, cau mày nói. Hắn là Lý Dần. Lý Dần vội vàng nói. Ta không phải Lý Dần. Mẫu thân nó, ngươi chính là Lý Dần. Con mắt nào của ngươi thấy ta là Lý Dần? Vì để đề phòng ngươi, nơi này không chỉ có đều phổ cập cùng tất cả thị nữ mưu kế kia của ngươi. Còn nuôi linh thú, chuyên môn tìm kiếm khí tức của ngươi. Ta, ngươi, còn muốn rảo biện, ngươi chính là tên hỗn đản kia. Chờ một chút, rốt cuộc hắn đã làm chuyện gì? Khương Phàm kỳ quái. Con mắt gia hỏa này có vấn đề, có thể dò xét linh bảo. Hắn di chuyển khắp nơi trong Tam Sinh Đế Thành, đụng phải người không có kiên định sẽ mua bảo bối, chuyển tay ra bên ngoài bán giá cao. Chỉ là ở Hồng Thiên Lâu này, hắn đều đã kiếm lời 5 lần. Đây không phải chuyện tốt à, nói rõ Hồng Thiên Lâu các ngươi có thể bán được bảo bối. Chúng ta là Hồng Thiên Lâu, không phải tiệm tạp hóa, không cần mánh lới như thế này. Hồng Thiên Lâu là siêu cấp thương hội xếp hạng trong 10 vị trí đầu tại Tam Sinh Đế Thành, thuê tất cả đều là đỉnh cấp giám bảo sư. Coi trọng chính là bất cứ bảo bối gì giá cả cũng đều công bằng công chính. Kết quả ở trên tay một mình hắn đã bị thua 5 lần, đây là đang đánh vào mặt các giám bảo sư, càng là đang chất vấn năng lực giám bảo của Hồng Thiên Lâu. Thị vệ thống lĩnh chỉ vào Lý Dần gầm thét, chỉ là người xung quanh đến quá nhiều, hắn không dám la quá lớn tiếng. Hướng Vãn Tình gật đầu, cũng là lý này. Tiệm tạp hóa cần loại mánh lưới này, siêu cấp thương trường cần chính là công chính. Nếu không, tiểu tử đều có thể nhìn nhầm, đánh dấu lại những cái cực cao kia, liền dễ dàng để cho người ta hoài nghi giá trị chân thực. Khương Phàm nhìn Lý Dần ở bên cạnh, mỉm cười nói. Nếu hắn linh như vậy, các ngươi có thể tìm hắn giám bảo. Tìm hắn, hắn chính là đạo tặc, cho hắn giám bảo. Đồ tốt qua tay của hắn, còn có thể tiến vào Hồng Thiên Lâu. Sớm đã bị hắn trộm đi. Đừng nói nhảm, nếu ngươi đến mua đồ, tùy tiện mua. Đừng nhúng tay chuyện không liên quan gì đến ngươi. Mặt mũi thị vệ thống lĩnh tràn đầy sát khí,
gia hỏa này chỉ mới xuất hiện 2 năm ngắn ngủi mà thôi, đã để giám bảo sư toàn thành rất mất thể diện, bây giờ giám bảo sư liên danh truy nã, muốn mạng chó của hắn. Ta thấy đứa nhỏ này có tiền đồ, ta thu, các ngươi ra cái giá. Có ý gì? Mua mệnh của hắn, các ngươi ra cái giá. Thật có lỗi, hắn phải chết. Ta bảo đảm hắn không còn vào Hồng Thiên Lâu, cũng bảo đảm hắn sau này không còn cần thông qua đãi làm chênh lệch giá. Thị vệ thống lĩnh một lần nữa đánh giá đến Khương Phàm. Lý Dần cũng cảm thấy kỳ quái nhìn hắn, lời này có ý gì? Khương Phàm nói, 10.000 tinh thạch, thả hắn đi. 10.000, thị vệ thống lĩnh cùng Lý Dần đều la thất thanh. 10.000 tinh thạch, ngươi là ai, ngươi có thể lấy ra 10.000 tinh thạch. Cho ngươi thêm 100 tinh thạch, coi như cảm tạ ngươi khai ân. Khương Phàm quay đầu ra hiệu với Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình quan sát khắp nơi, vừa hay nhìn thấy bọn người Chu Thanh Thọ đang chen tới nơi này. Nhanh lên, nơi này. Đến rồi, bọn người Chu Thanh Thọ bước nhanh chạy tới. Đổi xong rồi sao? Đã xong. Đổi bao nhiêu? 300.000. 300.000, cái gì 300.000? Tinh thạch sao? Lý Dần suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Thị vệ thống lĩnh một lần nữa đánh giá đến những người này, thứ gì lại có thể đổi thành 300.000 tinh thạch? Khương Phàm nói. Đếm ra cho bọn hắn 10.100 tinh thạch. Thị vệ thống lĩnh kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Ngươi làm thật. Đổi không? Cái này. Nếu như hắn lại đến, các ngươi lại giết cũng không muộn, như thế nào? Hừ, 10.100, bài học cũng không thể thiếu. Rời khỏi Hồng Thiên Lâu, Lý Dần theo sát Khương Phàm, hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Ca, đại ca, các ngươi vừa mới lấy cái gì để đổi được 300.000 tinh thạch? Đám người này có lai lịch gì, vậy mà lại có thể mang đi 300.000 tinh thạch từ Hồng Thiên Lâu? Hướng Vãn Tình nói. Một khối thần cốt. Lý Dần tranh thủ thời gian che miệng lại, thấp giọng nói. Thần cốt, các ngươi lại có thần cốt, lấy được từ chỗ nào? Thần cốt bao lớn, là từ đâu móc ra, hay là tươi mới? Tùy tiện một khối thần cốt giá quy định đều là 500.000, các ngươi bán 300.000. Rõ ràng bị, hố rồi, ta nói với các ngươi, đen nhất ba thế bên trong đế thành chính là nhà Hồng Thiên Lâu này. Giá quy định 500.000. Hướng Vãn Tình liếc mắt Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ làm bộ không có chú ý tới, cùng Hàn Ngạo kề vai sát cánh chỉ trỏ nữ tử mỹ lệ ở xung quanh. Ngươi nhìn nữ tử kia xem, cao 3 mét kia, ngươi nhìn ngực kia, oa. Đều cao hơn ngươi 2 cái đầu. Ai, loại này không thích hợp ngươi, hình thể chênh lệch quá lớn, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể ở phía sau từ từ, với không tới. Hướng Vãn Tình bất đắc dĩ lắc đầu, đến lúc này đều hố nàng, thật phục cái tên này. Khương Phàm đi đến một chỗ tử lâu. Sau khi ngồi xuống, nhìn Lý Dần nói. Ta mới tới Thiên Võ Tinh, đối với chuyện nơi này không phải hiểu rất rõ, muốn thuê một người đi theo. Ta thấy người thật giống như rất quen thuộc đối với nơi này, có hứng thú hay không? Lý Dần nhìn bọn người Chu Thanh Thọ, ngồi thẳng người, ho nhẹ vài tiếng, rất tự hào nói. Không phải ta tự thổi, người phải nói ai hiểu rõ nhất đối với thương hội tại Tam Sinh Đế Thành, không phải Lý Dần ta thì không ai có thể hơn. Thương hội to to nhỏ nhỏ ở nơi này ta đều vào xem qua, cũng đều. Ha ha, nhặt qua thứ để lọt. Chương 3252 Lục Đại Bí Cảnh 1. 2 năm, chỉ ít ta từ trong thương hội Tam Sinh Đế Thành kiếm lời hơn 1.500.000 tinh thạch. 15.000, tất cả đều là giá kiếm lời chênh lệch. Ngươi tới nơi này mới 2 năm. Ta đến Tam Sinh Đế Thành 2 năm, trước đó ở Đế Thành khác. Tại sao tới nơi này? Chuyển sang nơi khác, người không thể đều lăn lộn trong một cái đế thành. Lý Dần hơi có vẻ xấu hổ. Lúc trước hắn lăn lộn ngoài đời tại Kim Nguyệt Đế Thành không nổi, bị phơi bày ra truy nã, mới chạy đến đế thành kế tiếp. Người lần lượt đổi tới đổi lui, đế thành hẳn là kiếm lời không ít tinh thạch, theo lý mà nói hẳn là mua không ít bảo bối, cảnh giới của ngươi giống như. Ta muốn tích lũy tiền, không vội tu luyện. Tích lũy tiền làm gì? Đi Thiên Tổ Tinh. Đáy mắt Lý Dần hiện lên chút ảm đạm, nhưng tiếp đó lại biến mất, hắn đụng đụng phía trước. 2 năm ta tùy tiện có thể kiếm lời hơn 1.500.000 tinh thạch, nếu như ngươi thuê ta. Khương Phàm nói, trước tiên thuê 5 tháng, tiền đặt cọc 10.000 tinh thạch, nếu như biểu hiện tốt, sau này tiếp tục tăng, giá cả chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. 10.000, há miệng liền 10.000, hào khí thật. Lý Dần hít vào một hơi, nhìn Khương Phàm thật sâu.
không cho phép đổi ý. Khương Phàm nháy mắt với Chu Thanh Thọ. 5.000 tinh thạch đặt cọc. Chu Thanh Thọ cau mày, quái dị nhìn Khương Phàm. Khương Phàm gõ bàn một cái. 5.000 tinh thạch. Ngươi mời người nào không được, không phải mời cái. 5.000 tinh thạch. Chu Thanh Thọ nhìn Hướng Vãn Tình một chút, Hướng Vãn Tình đưa tay ra hiệu, đưa tiền. Chu Thanh Thọ thở dài, không phải không nỡ tiền, là không hy vọng Khương Phàm lại đắm chìm trong loại tâm tình này. Hắn thấy, đây không phải an ủi bản thân, càng giống như là trừng phạt bản thân. 5.000. Lý Dần xoa xoa tay, không ức chế được kích động, 5.000 tinh thạch. Đám người này thật hào khí. Vừa rồi hắn chỉ là khoác lác, lăn lộn 2 năm tại tòa đế thành này, đều không có tích lũy đủ 10.000 tinh thạch, giá chênh lệch thật sự rất khó kiếm lời. Chu Thanh Thọ luồn ý thức vào nhẫn không gian, sau khi cẩn thận đếm xong, dùng cái túi loại cực lớn sắp xếp gọn lại. Lý Dần không đợi túi rơi xuống trên mặt bàn, vung tay thu vào nhẫn không gian, nhắm mắt lại tỉ mỉ đếm đi đếm lại. Khương Phàm yên lặng nhìn, cho đến khi Lý Dần mở mắt ra. Đếm xong rồi. Lý Dần cười. Đếm xong, chính là 5.000. Đại ca ngươi cứ việc yên tâm, năm tháng này, ta chính là phu xe của các ngươi chỉ hướng nào, ta sẽ liền đi hướng đó, các ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói với các ngươi cái đó. Cam đoan các ngươi chỗ siêu giá trị. Ngươi có thể dịch dung. Hắc hắc, ta có thể khống chế xương cốt. Lý Dần kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ra hiệu đối với Hướng Vãn Tình cùng bọn người Chu Thanh Thọ, rất là tự hào. Còn có thể khống chế xương cốt. Xong con bê. Chu Thanh Thọ, bọn người Hàn Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Phàm hỏi. Ngươi có thể dám bảo. Lý Dần tự hào nói. Ta rất mẫn cảm đối với năng lượng đặc thù. Ngươi có thể nhìn thấu lòng người sao? Lòng người, cái kia không đến mức. Chu Thanh Thọ thở phào, còn tốt là không thể. Nếu không phải vậy thì sẽ thật sự, mê hoặc được Khương Phàm mất. Lý Dần nhìn bọn hắn, nhỏ giọng nói. Các ngươi là từ hành tinh nào tới? Chúng ta không thuộc về Thiên Nguyên tinh vực. Ồ, những tinh cầu khác trong vũ trụ, các ngươi tìm tới nơi này như thế nào? Ta nghe người ta nói, tinh cầu gần nơi này đều muốn 500 triệu dặm, 500 triệu đó. Ta không quan tâm bay, một ngày cũng chưa tới 1 vạn dặm, 500 triệu dặm, chính là hơn 5 vạn trời, hơn 100 năm. Các ngươi đi được bao lâu? Lý Dần rung động, đừng nói phía ngoài vũ trụ, xem như những tinh cầu khác tại Thiên Nguyên tinh vực, hắn đều không có đi qua. Chúng ta đến từ chỗ rất xa, đến Thiên Nguyên tinh vực là muốn tìm thứ gì đó. Thứ gì đáng giá để các ngươi vượt qua vũ trụ tới đây? Rất có thể bọn hắn đang ở Thiên Võ Tinh. Các ngươi có thể tính là tìm đúng người rồi, đối với tất cả thương hội nơi này ta đều nắm như lòng bàn tay. Trước tiên các ngươi nói một chút là dạng đồ gì, bảo bối vấn đề gì, ta xem một chút ta đã nghe nói qua chưa. Vật chúng ta muốn tìm, chưa hẳn giấu trong đế thành, cũng chưa chắc giấu ở trong thương hội, người đạt được bọn hắn, rất có thể giấu ở nơi bí ẩn nào đó. Thế này sao, vậy thì phiền phức thật, chỗ giấu người rất nhiều, chủ yếu nhất chính là bí cảnh. Nhưng Thiên Võ Đại Lục lại quá lớn, danh hào bí cảnh đã có trên 100 cái, mà nói không chừng trong đó còn cất giấu quái vật ẩn thế. Một ít bí cảnh đặc thù, ngay cả thần tộc cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Có bí cảnh mà đế tộc cũng không dám đụng hay không? Chính là loại bí cảnh phong cấm vô số thời gian kia. Ai cũng không biết tình huống nơi đó, cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Khương Phàm nói ra hoài nghi của mình. Nếu như chiến đội sát thiên muốn bí mật ẩn nấp, rất có thể chọn những bí cảnh đặc thù kia, thần không biết quỷ không hay lặng lẽ khống chế cường giả ở bên trong lại, sau đó trốn ở trong đó. Có chứ, Thiên Võ Đại Lục có 6 bí cảnh cực kỳ đặc thù. Tất cả đều là tồn tại mấy trăm ngàn năm, bên trong nguy hiểm lại khủng bố. Nghe nói thời gian ít nhất đều có 10 mấy vạn năm, thậm chí bí cảnh cổ xưa nhất đạt đến 100 vạn năm. Lời Lý Dần nói để bọn người Khương Phàm rất giật mình, những tin tức này bên trong chàng hạt không có. Dạng bí cảnh gì có thể giữ vững 100 vạn năm? 100 vạn năm, đó là toàn bộ thời gian thế giới của hắn phát triển cường thịnh. Lục đại bí cảnh đều rất khủng bố. Rất nhiều thần tộc đều đã từng muốn khiêu chiến bọn hắn, thậm chí xuất hiện qua tình huống thần tộc liên hợp tiêu trừ, kết quả. Những thần tộc kia cũng bị mất rất nhiều, lục đại bí cảnh chính ở chỗ này. Ví dụ như bí cảnh thứ 6, bí cảnh tinh hải, chỉ cần đi đến, liền biến thành con rối, bao gồm cả thánh hoàng. Nơi đó, con rối ngẫu nhiên sẽ còn ra ngoài săn mồi, tạo nên con rối mới, mấy trăm ngàn năm trôi qua,
nơi đó không biết đã chiếm cứ bao nhiêu cường giả ác thú. Chương 3253 Lục Đại Bí Cảnh 2. Ví dụ như bí cảnh thứ 5, cứu thục gốc để. Nơi đó là nơi ở của vong linh, cơ thể tế dâng ra, linh hồn liền có thể ở nơi đó đạt được vĩnh tồn. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, số lượng linh hồn chiếm cứ ở nơi đó đã rất khủng bố, cũng ra đời rất nhiều cường giả linh hồn. Bí cảnh thứ 4, Tự Do Thành, nơi đó danh xưng là vùng đất tị nạn của Thiên Võ Tinh, tụ tập lấy số lượng người tị nạn nhiều nhất, lúc bình thường nội bộ vô cùng hỗn loạn, nhưng nếu là hoàng tộc cùng đế tộc nghĩ đến nơi đó bắt người, nhất định nhận các phương ngăn cản. Nếu như ai dám hủy nơi đó, các lão quái vật ẩn tàng khẳng định sẽ xuất hiện toàn bộ. Ta vừa mới nói, chuyện hoàng tộc liên hợp tiễu trừ, chính là phát sinh ở Tự Do Thành. Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói năm đó tam đại hoàng tộc cưỡng chế nộp một tên tội phạm truy nã phi pháp, tội phạm truy nã chạy đến Tự Do Thành tị nạn, hoàng tộc dưới cơn thịnh nộ không kiêng nể gì mà xông vào, kết quả. Kinh ra ba lão quái vật ẩn thế. Mà, Lý Dần thoáng hạ giọng. Nơi đó có một lực lượng thần bí, có thể sử dụng tuổi thọ hối đoái thời gian. Cũng có thể dùng tuổi thọ hối đoái sinh mệnh. Có ý gì? Người có thể dùng 10 năm tuổi thọ, đổi lấy có thể tinh thạch bí mật giam cầm thời gian 1 phút đồng hồ, cũng có thể dùng 10 năm tuổi thọ, hối đoái một ngày an toàn tuyệt đối. Lý Dần nói mà chính mình cũng nhếch miệng, chỗ kia không dám đi, thật không dám đi. Bí cảnh khác thì sao? Chu Thanh Thọ đều trở nên hứng thú. Bí cảnh thứ 3, Địa Tông Mê Xào. Ban đầu là siêu cấp cung điện dưới đất do Nghĩ tộc tạo dựng. Đó cũng không phải là Nghĩ tộc bình thường, mà là Thái Thản Cự Nghĩ. Đế tộc đến từ Thiên Nguyên Tinh, lớn như núi cao, trời sinh cuồng lực, còn có thể di động trong thâm không. Nghe nói là hơn 300.000 năm trước, Thái Thản Cự Nghĩ lọt vào tai họa ngập đầu, số ít kẻ sống sót chạy trốn tới Thiên Võ Tinh, ẩn núp đến dưới đất bí mật phát triển, kiến tạo siêu cấp mê thành tung hoành mấy vạn dặm dưới mặt đất. Lít nha lít nhít con đường răng khắp nơi, giống như là mê cung, nghe nói tất cả con đường ngay cả đứng lên cũng có thể quấn Thiên Võ Tinh 3 vòng. Sau này Thái Thản Cự Nghĩ lại một lần nữa giết trở lại Thiên Nguyên Tinh, để lại sao huyệt bị một ít võ giả không gian chiếm lấy, tiến hành cải tạo chiều sâu, không chỉ có ẩn giấu đi rất nhiều mật đạo không gian, ở giữa con đường khác biệt sẽ còn đỡ tiếp lẫn nhau, biến thành thánh địa tị nạn thần kỳ lại đặc thù. Chỉ cần tiến vào nơi đó, cơ bản chẳng khác nào tiến vào lồng giam. Lúc nào đi ra, toàn bộ là nhờ vào may mắn. Cho nên, chỉ cần người tị nạn chạy đến nơi đó, kẻ thù cũng không dám đuổi. Mặt mũi Chu Thanh Thọ tràn đầy hưng phấn. Thú vị đó chứ, tiếp tục. Hàn Ngạo cũng đều hứng thú, không hổ là tinh cầu tị nạn, khắp nơi đều là nơi tị nạn. Hướng Vãn Tình lại âm thầm lắc đầu, bốn cái bí cảnh này mặc dù rất đặc biệt, nhưng giống như đều không thích hợp để chiến đội sát thiên ẩn núp. Bí cảnh xếp hạng thứ hai, là Di Thất Thâm Uyên. Nghe nói, thời điểm Thiên Nguyên Tinh vực đang gây dựng, Thiên Võ Tinh là tới cuối cùng, cũng là bị ép buộc tới. Lúc đó Thiên Nguyên Thiên Đế đánh ra năm quyền đối với Thiên Võ Tinh, để Thiên Võ Đại Lục lúc ấy vẫn là đại lục hoàn chỉnh băng thành ba khối. Một quyền sau cùng, trực tiếp hủy diệt đế tộc mạnh nhất lúc ấy, để lại hố trời mấy vạn dặm, trong hố trời không có một ngọn cỏ, năng lượng khô kiệt, tựa như là một cái vết sẹo. Cho đến trăm vạn năm trước, một loại lực lượng thần bí từ bên trong đó tiêu tán đi ra, bao phủ cả hố trời, bất kỳ cái gì hay người nào xông đến nơi đó, linh lực đều sẽ nhận ảnh hưởng mãnh liệt, cảnh giới càng mạnh, áp chế càng mạnh. Ngay cả thần linh đến nơi đó, đều sẽ nhận áp chế. Sau khi tin tức truyền ra, Thiên Võ Tinh oanh động, mặc dù nghe rất nguy hiểm, nhưng đối với những kia kẻ chạy nạn đứng trước cường tộc đuổi bắt cái mà nói, không thể nghi ngờ là một sự phản kháng tốt. Sau này sẽ càng ngày càng nhiều người đến nơi đó, cũng bắt đầu xây dựng lại vực sâu. Huy hoàng trăm vạn năm, nơi đó đã tạo thành hệ thống sinh tồn đặc biệt. Không chỉ có hoàng tộc không dám mạo phạm, đế tộc cũng không nguyện ý nhúng tay. Cho nên được xưng là Di Thất Thâm Uyên của Thiên Võ Tinh. Sau khi Lý Dần nói xong, Khương Phàm cùng Hướng Vãn Tình đều lộ ra nhiều thể hiện ý vị sâu xa. Trăm vạn năm trước, chẳng phải là thời điểm Thương Thiên vừa mới xâm nhập vũ trụ. Đây là trùng hợp sao? Nhưng Yêu Đồng giới thiệu, Thương Thiên là thế lực được ba ngôi sao thiên mạch, thiên tổ cùng thiên nguyên bên trên chủ hoạch kiến lập, không có nói tới Thiên Võ Tinh. Bí cảnh đầu tiên thì sao? Chu Thanh Thọ có hứng thú hơn, đệ nhị cấm khu đều đã như thế này, bí cảnh đặc thù nhất thì sẽ thế nào đây chứ? Bên trong lục đại bí cảnh đầu tiên là kinh khủng nhất, nghe nói là phiêu đãng ở trong hư không,
không định kỳ xuất hiện ở một nơi nào đó, tồn tại một thời gian sẽ lại biến mất, nhưng bất kỳ sinh linh nào xông vào cũng đều biến mất không thấy. Không có bất kỳ người nào biết tình huống ở trong đó rốt cuộc là như thế nào. Đế tộc đâu, đế tộc không hiếu kỳ bên trong có cái gì à? Lý Dần nhún vai lắc đầu. Vậy cũng không biết, có lời đồn nói đế tộc và bí cảnh đầu tiên đều có liên hệ, cũng có lời đồn nói bí cảnh đầu tiên quá cường đại, nếu như đế tộc nhúng tay sợ sẽ làm bị thương gân động xương. Còn có người nói, bí cảnh đầu tiên căn bản chính là trống không, là thiên võ tinh đế tộc cố ý tạo nên để đe dọa các tộc khác. Dù sao bí cảnh tồn tại ở thiên võ tinh cầu cũng là một thứ đặc sắc, có thể tiếp tục hấp dẫn người tị nạn ở các nơi đến tụ tập, cũng có thể tăng cường thực lực cho thiên võ tinh. Người tị nạn càng ngày càng nhiều, cường giả ẩn nấp sẽ càng nhiều, tích lũy tháng ngày xuống tới, thiên võ tinh cầu sẽ trở nên càng ngày càng thần bí, càng ngày càng cường đại, cũng không có ai dám tùy tiện mạo phạm nơi này. Chương 3254 bán mạng với giá 30.000. Nếu bàn về danh khí, thiên võ tinh cầu cuối cùng tới tinh cầu đã vượt qua thiên mạch tinh, muốn vượt qua thiên tổ tinh. Khương Phàm thoáng suy nghĩ, sau đó lại nói. Mang bọn ta đến Di Thất Thâm Uyên nhìn. Đi đâu, Di Thất Thâm Uyên? Lý Dần kinh hãi mở to hai mắt nhìn, vô ý thức lùi ra sau. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với nơi đó. Khương Phàm cảm giác mấy cái bí cảnh phía trước mặc dù đặc thù, nhưng hẳn là không giấu được chiến đội sát thiên, duy chỉ có Di Thất Thâm Uyên có chút khả năng. Có hứng thú nghe một chút thì được, nhưng thật sự muốn đi sao? Ở trong đó khả năng có chúng ta đổ muốn. Nhưng, ngươi cho rằng 5.000 tinh thạch kia là tùy tiện cầm. Ta là muốn kiếm tiền, nhưng phải có mệnh xài. Nếu như nơi đó thật sự tìm tới vật chúng ta muốn tìm, dù là chỉ vết tích, ta cho ngươi thêm 5.000 tinh thạch. 5.000. 5.000. Lý Dần mặt lộ đắng chát, xoạch hạ miệng, nói. Di Thất Thâm Uyên quá xa, cách nơi này hơn 500.000 dặm, vừa đi vừa về chỉ sợ đều muốn hơn 3 tháng, nếu như gặp phải chút phiền phức, chỉ sợ sẽ càng lâu. Ta vừa mới nghe được một tin tức kích thích, 5 tháng sau. Ba thế đế tộc muốn công khai đấu giá chiến lợi phẩm mà lần này đại thống lĩnh Dairon viễn chinh vũ trụ, bên trong không chỉ có bảo vật nguyên thủy của thế giới mới, còn có 3 vị tổ thần. Đến lúc đó, không chỉ có toàn tinh cầu, xem như những tinh vực khác, nhân vật có mặt mũi đều sẽ tới. Trước đó ta không có tư cách, chỉ tùy tiện nghe một chút, nếu các ngươi có tiền như vậy, nếu không. Đến lúc đó vào xem, coi như đập không đến bảo vật, nhìn náo nhiệt cũng đáng. Chúng ta sẽ tham gia. Thật, ha ha, quá tốt rồi. Mang ta đi đến, nhất định phải mang ta đi đến. Còn có 5 tháng, thời gian rất sung túc. Chúng ta cam đoan sẽ về tới đây trước khi đại hội đấu giá bắt đầu. Khương Phàm không có hứng thú đối với đại hội đấu giá, đối với những tổ thần kia cũng không có hứng thú, hắn xem trọng là sự vang dội của chuyện này. Nếu như chiến đội sát thiên không có tận lực ẩn tàng, đến lúc đó nói không chừng sẽ đến tham gia náo nhiệt. Xem như tận lực giấu giếm. Còn hỗn độn cự bằng kia bị thiên hậu đánh trọng thương, cần khôi phục gấp, viên nguyên thủy trong tinh cầu hỗn độn bảo vật kia có lẽ có lực hấp dẫn sát thiên chiến đội. Khương Phàm phân phó nói. Hàn Ngạo, người ở lại, bất cứ lúc nào chú ý tình huống hội đấu giá của đế tộc. Lý Dần thận trọng nói. Nếu không, ta cũng ở lại, loại đấu giá cấp bậc này, là cần kiểm tra mức tinh thạch, nhất định phải đầy đủ tinh thạch, mới có tư cách tham gia. Ta đoán chừng. Lần này tam sinh đế tộc sẽ làm lớn. Cho nên tư cách chuẩn nhập thấp nhất, chỉ sợ muốn mấy triệu. Trên tay các ngươi còn có đồ không? Ta có thể thay các ngươi cầm, bảo đảm bán đi giá cao nhất. Chúng ta gom góp đầy đủ tinh thạch, đến lúc đó cũng có thể đập được bảo bối. Khương Phàm nói. Vãn Tình, nàng ở lại, chuẩn bị 5 triệu tinh thạch. Lý Dần suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi. Bao nhiêu? Khương Phàm đều chuyển giao thần cốt linh tủy cùng thần dương huyết trong nhẫn không gian cho Hướng Vãn Tình. Giá trị của thần cốt linh tủy không thể nghi ngờ là cao hơn thần cốt rất nhiều, một khối thần cốt đều có thể hối đoái 500.000, một viên thần cốt linh tủy hẳn là có thể đến 800.000 tinh thạch trở lên. Đại ca, rốt cuộc các ngươi là ai? Lý Dần ngồi cũng ngồi không vững, đám người này rốt cuộc là thổi ngưu bức hay là thực sự ngưu bức, tiện tay chính là thần cốt, há miệng chính là mấy triệu tinh thạch. Chu Thanh Thọ cứ như tên trộm nói. Nếu không, ta ở lại hối đoái. Hướng Vãn Tình nói. Ta ở lại đi, nhiều bảo bối như vậy không thể nào tập trung hối đoái, dễ dàng gây nên hoài nghi. Ta đến 2 tòa đế thành khác đi dạo, chờ trước khi các ngươi trở về, nhất định kiếm đủ 5 triệu.
Lý Dần nhìn bọn hắn chăm chú một chút, đột nhiên nghiêm túc nói. Đại ca, mạng này của ta đều cho ngươi. Ngươi muốn dùng thế nào thì dùng như thế đó. 5 tháng sau, có thể, cho ta, 30.000 tinh thạch hay không? Khương Phàm thuận miệng nói. Muốn tinh thạch, ta có rất nhiều, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải phát huy ra đầy đủ tác dụng của ngươi. Lý Dần ngồi nghiêm chỉnh. Nếu ngươi có thể cho ta 30.000 tinh thạch, xem như tiến đến bí cảnh đầu tiên, ta đều đi cùng ngươi. Khương Phàm cười. Vừa rồi không phải nói mệnh so với tiền còn quan trọng hơn sao? Lý Dần nói. Nếu ngươi có thể cho ta 30.000, tiền liền nặng hơn so với mệnh. Chu Thanh Thọ im lặng. 30.000 liền bán mệnh. Cái mạng này của ngươi quá không đáng tiền. Hướng Vãn Tình chú ý tới cảm xúc của Lý Dần rõ ràng có thay đổi, hiếu kỳ hỏi một câu. Trước đó ngươi nói, tích lũy tiền là vì đi thiên tổ tinh. Muốn từ một tinh cầu đến một tinh cầu khác, người bình thường chúng ta chỉ có thể thông qua con đường giữa các hành tinh. Nhưng không phải ai muốn đi đều có thể đi, cần thông quan phí. Rời khỏi bên này, cần giao 20.000 tinh thạch, bên kia tiếp thu, còn phải giao 30.000 tinh thạch. Từ thiên võ tinh đến thiên tổ tinh, 50.000 tinh thạch. Ta đã để giành được tinh thạch, chỉ cần lại lấy tới 30.000 tinh thạch, thì sẽ đủ phí thông quan. Thiên tổ tinh tốt như vậy, để cho ngươi đành phải bỏ 50.000 tinh thạch đi qua. Bây giờ Hướng Vãn Tình đã có chút khái niệm đối với giá trị của tinh thạch, 50.000 tinh thạch không sai biệt lắm, tương đương với một khối thánh linh cốt của thế giới bọn hắn. Thánh cốt, mặc dù đối bọn hắn bây giờ mà nói không tính là gì, nhưng tưởng tượng năm đó Kiều Vô Hối mới ra khỏi Cổ Hoa Hoàng Triều, vậy cũng là mạng liều lấy. Vẻ mặt Lý Dần ảm đạm, hơi chần chờ, nói. Muội muội ta bị bắt đi, hình như bị đưa đến thiên tổ tinh, ta muốn tích lũy tiền, ta muốn đi thiên tổ tinh tìm muội ấy. Bọn người Khương Phàm có chút nhíu mày. Các ngươi chọc tới người khác. Không có. Vậy làm sao lại bị bắt đi? Chương 3255 thần tộc thiên mạch dực. Chúng ta gặp phải thợ săn nô lệ. Lý Dần lắc đầu, không muốn nhiều lời. Ngươi nói mà muốn tới thiên tổ tinh, nhưng ngươi không chắc chắn lắm. Ừm, nếu như không ở đó thì sao? Vậy thì lại đến những tinh cầu khác tìm, ta nhất định phải tìm được muội ấy. Nếu như chúng ta không có phát hiện ở nơi này, có khả năng sẽ đi thiên tổ tinh. Thật, Lý Dần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Phàm. Nếu như chúng ta muốn đi, ngược lại là có thể thay ngươi bớt đi phần tiền này. Khương Phàm xác thực muốn đi thiên tổ tinh, nếu như nơi này không có phát hiện, tiếp theo sẽ muốn đến thế lực mà Thương Thiên bí mật đến đỡ nhìn tình huống. Lý Dần kích động đến mức mặt đỏ dần, không phải ta đang nằm mơ đấy chứ. Ta có may mắn như vậy sao? Ngươi chỉ cần làm tốt công việc của ngươi, ta không chỉ có thể mang ngươi tới, còn có thể giúp ngươi điều tra thêm. Khương Phàm đứng dậy, nói. Đi thôi, đến Di Thất Thâm Uyên nhìn. Lúc này, tại tầng cao nhất tại một tửu lâu khác đối diện tửu lâu bên này, vài đôi mắt đã tập trung vào nơi này. Gia Gia nói không có người kiếp trước cùng kiếp sau, liền ở đó sao? Một nữ tử có khí tức rất oai hùng, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn tửu lâu ồn ào náo nhiệt trách phía đối diện. Đại thống lĩnh nói, bọn hắn là 5 vị thần linh, từ tinh vực bên ngoài tới. 2 vị khôi ngô nam tử cường tráng, xuyên thấu qua cửa sổ dò xét lấy tửu lâu nơi đó. Người không có kiếp sau, khắp nơi có thể thấy được, người không có kiếp trước. Trống rỗng xuất hiện sao? Lại còn là cảnh giới thần linh, có phải Gia Gia nhìn lầm rồi hay không? Nữ tử là tộc nhân của tam sinh đế tộc, Dinia, cũng là cháu gái của đại thống lĩnh Dairon. Nàng mãi mới chờ đến lúc Gia Gia trở về, là người đầu tiên đi ra ngoài nghênh đón, muốn đòi hỏi đồ tốt hơn, kết quả đối diện bị an bài đến giám sát mấy người xa lạ, thật sự quá mất hứng. Đại thống lĩnh trở về đã bị gọi đến tổ từ, chưa hề nói quá nhiều, chúng ta cũng không rõ ràng. 2 vị nam tử đều là cường giả đế tộc, không rõ là bọn hắn nghe lầm, Hia là đại thống lĩnh nhìn lầm. Nhưng trọn vẹn 5 vị thần linh áp chế cảnh giới bí mật bái phỏng đế thành, vẫn đáng để giám sát. Gia Gia lại tìm được tinh cầu tân sinh thần cấp, thật sự là đế tổ bảo hộ. 3 vị thần tổ, dưới hoàn cảnh thiên nguyên tinh vực như vậy, không biết có thể kích phát ra tiềm lực đế cảnh hay không. Khẳng định là Gia Gia đã móc giống viên tinh cầu kia, không biết có bảo vật thích hợp để ta tu luyện hay không. Bây giờ đầu Dinia đều đầy là thu hoạch của Gia Gia sau khi viễn chinh thâm không. Tinh cầu vừa mới mở ra thời đại hồng hoang, khẳng định khắp nơi đều có bảo vật nguyên thủy.
nói không chừng nàng có thể bắt lấy cơ hội, đột phá hàng rào, trùng kích cảnh giới Thánh Hoàng. Đối với Kim Nguyệt Đế tộc mà nói, ba vị tổ thần khẳng định là nhất định phải được. Bọn hắn nghĩ hay thật, đến lúc đó cường tộc toàn tinh vực đều tới, bọn hắn có thể được đến một tên cũng không tệ rồi. Hai vị cường giả đế tộc đều rất xung động, so ra mà nói, viên tinh cầu thần cấp vừa mới mở ra thời đại hồng hoang này so với một ít tinh cầu phát triển đế cấp đều quý giá hơn. Ninia nói, thiên mạch tinh không phải có thần tộc dược nhân sao, chờ bọn hắn nhận được tin tức, cũng sẽ tận hết sức lực đến đây cạnh tranh. Ta rất chờ mong, ba vị tổ thần kia có thể bán ra dạng giá trên trời gì. Đi ra, mau nhìn. A, à, sắc mặt hai vị cường giả đế tộc trong lúc bất chợt đại biến. Ninia tùy ý nhìn sang, vốn là không có hứng thú gì, nhưng khi nhìn thấy đám người kia, lại giống như là thấy được từng vòng mặt trời, lại khiến nàng mở mắt không ra. Đây không phải là ánh sáng mà người bình thường có thể nhìn thấy. Mà là hiển hiện, kiếp sau, của bọn hắn, chỉ có tam sinh đế tộc mới có thể nhìn thấy. Thực lực kiếp trước cùng kiếp sau càng mạnh, địa vị càng cao, ánh sáng hiển hiện trong mắt bọn hắn càng cường thịnh. Ninia và bọn hắn nghiêm nghị, tranh thủ thời gian cẩn thận dò xét. Sáu người chạy ra trong tử lâu đều hiện ra hình dáng đặc thù ở trong tầm mắt bọn hắn. Phía trước nhất, xác thực là hư ảnh không có kiếp trước cùng kiếp sau, nhưng năm người khác, ánh sáng kiếp trước đều không ngoại lệ đều ảm đạm phiêu miểu, nhưng ánh sáng kiếp sau lại hừng hực chói mắt. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, quang hoàn kiếp sau, mãnh liệt như thế. Không phải năm tên sao, đó là ai? Cường giả bên trái tập trung vào Lý Dần. Kiếp này cảnh giới cũng chưa tới bán thánh, kiếp trước càng là yếu ớt ảm đạm, nhưng ánh sáng kiếp sau vậy mà lại có thể cùng vài tôn thần khác kịch liệt tranh nhau phát sáng. Quả nhiên không có kiếp trước. Ninia dùng sức nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm Khương Phàm ở phía trước nhất. Xảy ra chuyện gì, chưa từng gặp được loại tình huống này. Hai vị cường giả nhìn về phía nhau, đều thấy được chấn kinh trong mắt đối phương. Năm người kiếp sau toàn bộ huy hoàng hừng hực, một người thì hoàn toàn không có kiếp trước cùng kiếp sau. Bọn hắn tách ra. Ninia đột nhiên nói. Chúng ta tách ra đuổi theo. Hai vị cường giả đều nghiêm túc lên. Nhiệm vụ đại thống lĩnh tự mình an bài quả nhiên không tầm thường. Điều những người khác tới, nhìn chằm chằm nữ tử và các nam tử kia, chúng ta đi cùng người không có kiếp trước cùng kiếp sau kia. Ninia bắt đầu cảm thấy hứng thú. Khương Phàm cùng bọn người hướng Vãn Tình tách ra, tiến về Di Thất Thâm Uyên. Kim Nguyệt Đế tộc. Tin tức tổ thần truyền đến nơi này, chấn động toàn bộ đế tộc. Kim Nguyệt Đế tộc trưởng thành không thể rời bỏ máu tươi. Bọn hắn không cần hấp thu năng lượng tự nhiên, không cần hấp thu năng lượng bảo vật, bọn hắn cần chính là máu tươi. Bọn hắn tu luyện, trưởng thành, nhất là trường sinh bất hủ, đều không thể rời bỏ máu tươi. Huyết dịch càng mạnh, càng đặc biệt, đối với bọn hắn mà nói, trợ giúp càng lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Kim Nguyệt Đế tộc là thế lực cần nô lệ cấp thiết nhất, khát vọng đối với chiến tranh là cường liệt nhất. Chương 3256 các tộc sao động. Bọn hắn gần như không chỉ đều an bài thợ săn ở tất cả tinh cầu tại Thiên Nguyên tinh vực, Kim Nguyệt Đế thành bọn hắn cũng là chợ giao dịch nô lệ khổng lồ nhất toàn tinh vực, bọn hắn càng quanh năm duy trì năm chiến đội vũ trụ, lùng bắt cùng tìm kiếm tinh cầu ẩn nấp. Khi tin tức truyền đến, Kim Nguyệt Đế tộc gần như sôi trào. Tinh cầu vừa mới mở ra hồng hoang, huyết mạch không chỉ có nguyên thủy, mà là tinh khiết, tràn đầy năng lượng đặc biệt, đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Đừng nói là tổ thần, chính là những thánh linh kia, đều đáng để bọn hắn tranh thủ. Đế tổ, một nữ tử tóc vàng mỹ lệ tôn quý quỳ một gối xuống ở phía trước tổ tư. Nàng chính là nữ tử bên trong vầng trăng tròn trước đó gặp phải Khương Phàm tại thâm không kia, Kim Như Ngọc. 20 năm trước, nàng mang theo chi đội viễn chinh thâm không, nhưng quét sạch hơn 1 tỷ dặm, chẳng những không có tìm ra tinh cầu thích hợp, còn suýt nữa đã bị lỗ đen nuốt hết, cuối cùng bị trọng thương, bất đắc dĩ trở về. Nàng thất bại, trước thắng lợi của Dairon càng thêm lộ ra chật vật. Đế tộc chuẩn bị ngàn vạn tinh thạch, tham gia hội đấu giá tam sinh đế thành 5 tháng sau. Ngươi, toàn quyền phụ trách, đế tộc yêu cầu là, 1 tổ thần, 3 thánh hoàng, 5 thánh vương, cùng 10 thánh linh. Trong tổ từ truyền đến thanh âm để Kim Như Ngọc khẽ nhíu mày. Tam sinh đế thành chủ động đưa tới tin tức, chính là muốn, lấy máu lớn, của Kim Nguyệt Đế thành bọn hắn. Thời kỳ bình thường. Một thần linh sống giá trị có thể đạt tới 3 triệu tinh thạch, thần linh đỉnh phong thậm chí có thể tới hơn 5 triệu,
nhưng tổ thần bất luận là tiềm lực hay là ý nghĩa cũng đều vô cùng đặc biệt, nhất định có thể xào đến giá trên trời. Nếu như đế tộc khác âm thầm nhúng tay, còn có thể ép bọn hắn trực tiếp mở ra ngàn vạn giá trên trời, đi tranh thủ một tổ thần. Vậy mà đế tổ chỉ nguyện lấy ra ngàn vạn, ngoài ra còn muốn thánh hoàng, thánh vương cùng thánh linh. Nói bóng gió, chính là muốn mình nàng chuẩn bị càng nhiều tinh thạch. Đây coi là cái gì? Trừng phạt sao? Hay là chuộc tội? Nàng ở đâu chuẩn bị được đầy đủ tinh thạch? Đây là làm cho tất cả vốn liếng của nàng, toàn bộ bán thành tiền sao? Tính cả những tổ thần kia, chỉ sợ cũng không đủ. Chẳng lẽ còn muốn nàng đi mượn khắp nơi? Kim Như Ngọc không dám có lời oán giận, ai bảo nàng Viễn Trinh không có bất kỳ thu hoạch gì chứ? Mỗi lần Viễn Trinh thâm không, đều cần chuẩn bị tài nguyên rộng lượng, bảo đảm bọn hắn di chuyển tại thâm không, cùng năng lượng tẩm bổ, đương nhiên còn có khả năng hy sinh trong chiến tranh. Cho nên, mỗi lần xuất chinh, đế tộc đều tương đương với lấy máu lớn, sẽ còn tụ tập một ít đầu tư của đám cự đầu thương hội. Nếu như thu hoạch to lớn, cùng nhau chia sẻ tài nguyên. Nếu như không có thu hoạch, cùng nhau gánh chịu nguy hiểm. Lần này nàng chia sẻ không có thu hoạch, còn tổn thất to lớn, không chỉ có đế tộc có ý kiến cực lớn đối với nàng, thậm chí đám cự đầu thương hội đầu tư bên ngoài kia hận không thể xé nàng ra. Thiên Mạch Tinh, Dực Thần Tộc, Dực Nhân Ban Sơ không thuộc về thế giới này, là trong mấy trăm vạn năm lần lượt từ những tinh cầu khác bị di chuyển tới. Bởi vì tốc độ nhanh, thực lực mạnh, bộ dáng tốt, được các tộc yêu thích, một lần dẫn phát đấu giá đều dậy sóng. Bọn hắn không phải bị dùng để làm người hầu, chính là tổ kiến chiến đội. Sau này dứt khoát để bọn hắn tự do sinh sôi, để thu hoạch được lợi ích càng lớn hơn. Đến mức sực số lượng nhân tộc đã đạt được phát triển tấn mãnh, cuối cùng bạo phát quét sạch tinh vực phản loạn. Mặc dù trên tất cả tinh cầu đều bị trấn áp tàn khốc, nhưng cường tộc tất cả tinh cầu vẫn không giảm yêu thích đối với dực nhân tộc, số lượng giảm mạnh vẫn giữ vững tại số lượng tương đương. Cho đến hơn 800.000 năm trước, Thiên Mạch Tinh dực nhân tộc đạt được cường giả bí ẩn tương trợ, cưỡng ép đặt chân vững vàng, cũng sáng lập thần tộc thuộc về mình. Mấy chục vạn năm xuống tới, dực thần tộc vững bước phát triển, cũng không ngừng mời chào càng nhiều dực nhân tộc, cuối cùng thay đổi địa vị dực nhân tộc trên tất cả tinh vực. Chỉ là rất nhiều thần tộc, đế tộc, vẫn ưa thích mua sắm dực nhân tộc làm nô lệ. Khi tin tức, tổ thần, tại thiên võ tinh truyền đến, dực thần tộc đã lập tức oanh động. Một cái thế giới mới hoàn toàn là dực nhân thống trị. Một cái thế giới nguyên thủy vừa mới mở ra hồng hoang. Đến mấy triệu dực nhân nguyên thủy. Lại còn có ba vị tổ thần. Toàn bộ cao tầng dực thần tộc nhanh chóng tập kết. Cường giả ngủ say nhao nhao xuất quan. Bây giờ dực thần tộc có tổng cộng ba vị thần linh, thần tộc trong tất cả tinh vực đều là xếp tại hàng đầu, Thiên Mạch Tinh càng là tôn vị đầu tiên. Tam sinh đế tộc thật ác độc, lại có thể đồ cả một tinh cầu. Trên viên tinh cầu kia tuyệt đối không chỉ là dực nhân tộc, nhưng bọn hắn chỉ tới dực nhân tộc. Tam sinh đế tộc công khai đấu giá trước toàn tinh vực, còn cố ý trì hoãn thời gian 5 tháng, chính là muốn gây nên oanh động, xào giá cả đến trên trời. Chúng ta phải cứu bọn hắn. Chúng ta phải cứu tất cả dực nhân ra. Đừng xúc động, nơi đó là thiên võ tinh, nơi đó càng là đế thành. Tới đó cứu người chính là muốn chết. Mua, thời gian 5 tháng, đầy đủ chúng ta siêu tập ngàn vạn tinh thạch, đến lúc đó coi như đều xào đến giá trên trời, chúng ta đều có thể bọn hắn mua về. Không thể nào, vẻn vẹn là ba vị tổ thần kia thì đã là tình thế bắt buộc đối với rất nhiều thần tộc đế tộc, mà là không tiếc cái giá. Đến lúc đó chỉ là ba bọn hắn đã có thể hao hết tất cả tinh thạch của chúng ta. Bầu không khí bên trong dực thần điện dần hỗn loạn nhiệt liệt. Mặc dù cái mấy triệu dực nhân kia không phải sinh linh tinh cầu của bọn hắn, nhưng dù sao cũng là dực nhân tộc. Mấy chục vạn năm qua bọn hắn đều tận sức cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của dực nhân tộc tại toàn tinh vực, thật vất vả mới có hiệu quả, kết quả đột nhiên lại tới mấy triệu nô lệ. Chương 3257 hộ giả dực thần tộc 1. Nếu như tùy ý để mấy triệu dực nhân kia bị đấu giá, không khác gì chà đạp tôn nghiêm của dực thần tộc bọn hắn. Đến lúc đó mấy triệu dực nhân ở các nơi tinh vực, lý niệm, dực nhân làm nô, sẽ lần nữa lưu truyền tinh vực, rất có thể sẽ còn kích thích một ít cường tộc lần nữa sinh ra ý nghĩ mua sắm dực nhân làm nô lệ, như thế chắc chắn sẽ tăng lên chuyển biến xấu về hoàn cảnh sinh tồn của dực nhân tộc bọn hắn tại toàn tinh vực. Nhưng trong này lại là đế tộc. Mấy triệu dực nhân càng là tài sản của đế tộc. Coi như bọn hắn liều mạng diệt tộc, cũng cứu không ra.
Bây giờ điều duy nhất có thể làm chính là tham dự hội đấu giá, tận hết khả năng cứu càng nhiều. Ba vị thần tôn cao cứ trên đài, vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn đương nhiên muốn cứu vớt mấy triệu dược nhân kia, nhưng đó là mấy triệu dược nhân, đang trong cạnh tranh kịch liệt không biết sẽ xảo đến giá bao nhiêu. Coi như đều bán sạch tài nguyên toàn tộc, bọn hắn đều bắt không được mấy triệu dược nhân kia. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, thần tộc khác có thể tiếp nhận bọn hắn đạt được nhóm dược nhân này sao? Thần tôn đầu tiên của dược thần tộc, Dược Lâu, trầm giọng nói. Theo chính chúng ta xem ra, đây là cứu vớt tộc nhân, là đạo lý rõ ràng, nhưng ở trong mắt người ngoài nhìn vào, xem ra, nếu chúng ta đạt được nhóm dược nhân này thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Bọn hắn cũng đều là nguyên thủy huyết mạch, tiềm lực cực lớn, nhất là ba tôn tổ thần kia, ai cũng không biết sau khi từ tinh cầu thần cấp chuyển rời đến loại này tinh cầu đế cấp, cuối cùng trưởng thành cực hạn sẽ là cái vấn đề gì. Thần tôn thứ hai, Dược Diễn nói. Chúng ta muốn có được ba tôn tổ thần kia, chắc chắn sẽ nhận cản trở rất lớn. Nói câu tàn khốc, coi như chúng ta thật sự đạt được bọn hắn, nhưng có thể mang về thiên tổ tinh hay không đều là một vấn đề lớn. Thần tôn thứ ba, Dực Huyên, cũng là người chủ trì Dực thần tộc đương thời, hắn nghiêm túc. Cứu, là nhất định phải cứu, nhưng tình thế so với chúng ta tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Đề nghị của ta là, bước đầu tiên, lập tức liên hệ cùng Tam Sinh đế tộc, trực tiếp mở ra giá trên trời, hy vọng có thể mua đi một nhóm dược nhân. Có thể mua đi bao nhiêu, liền mua đi bấy nhiêu. Bước thứ hai, khẩn cấp gom góp tinh thạch, có thể gom góp bao nhiêu thì gom góp bấy nhiêu. Bất kể như thế nào, chúng ta đều khó có khả năng cướp đi đám dược nhân kia từ Tam Sinh đế tộc, mặc kệ là bây giờ mua, hay là cạnh tranh hội đấu giá sau đó, đều cần đầy đủ tinh thạch. Bước thứ ba, làm tốt chuẩn bị tử chiến, chỉ cần chúng ta mua dược nhân. Đều phải không tiếc cái giá mang về thiên mạch tinh. Thái độ của Dực Huyên lập tức đạt được số lượng lớn thống lĩnh ủng hộ. Vừa vặn mượn cơ hội này hiện ra thực lực của Dực thần tộc chúng ta, cùng tư thái tôn nghiêm bảo vệ Dực thần tộc. Thần tôn đầu tiên, Dực Lâu trầm giọng nói. Muốn đập xuống mấy triệu Dực nhân tộc kia, khó. Muốn mang về, khó. Muốn bảo trụ, càng khó. Thần tôn thứ hai, Dực Diễn đập bàn. Mặc kệ có thể đập xuống hay không. Đều phải dùng toàn lực đi đập, mặc kệ có thể giữ được hay không, cũng phải dốc hết toàn lực đi làm. Sự kiện lần này, không chỉ liên quan đến sống chết của mấy triệu dực nhân kia, cũng liên quan đến hưng suy của dực nhân tộc chúng ta. Chỉ cần chúng ta chuyển rời số lượng lớn bọn hắn về đến, không chỉ có đánh ra danh uy, mà thực lực sau này cũng khẳng định sẽ tăng nhiều. Đầu tiên thần tôn Dực Lâu đưa tay. Đừng ồn ào, ta chưa nói xong, đập xuống, khó, mang về, khó, bảo trụ. Càng khó. Nhưng, lần này đúng là cơ hội tốt ngàn năm một thuở của dực nhân tộc chúng ta. Nếu chúng ta không tiếc cái giá bảo vệ bọn hắn, nhất là ba tôn tổ thần kia, một người cũng không thể để rơi xuống trên tay cường tộc khác. Nhưng vấn đề là, đến lúc đó chúng ta phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhất là Kim Nguyệt đế tộc. Coi như cuối cùng chúng ta đạt được toàn bộ, nhưng cũng không thể nào thuận lợi mang bọn hắn về thiên mạch tinh. Coi như cuối cùng cũng mang về được. Nhưng đế tộc cùng thần tộc của thiên mạch tinh cũng sẽ không để cho chúng ta an bình. Cho nên, chúng ta phải xin mời giúp đỡ. Giúp đỡ. Dực Diễn, Dực Huyên, các thống lĩnh dực nhân tộc đều nhìn về thần tôn đầu tiên. Mặc dù dực nhân tộc bọn hắn có chút cường tộc giao hảo, nhưng sự kiện lần này là muốn khiêu chiến số lượng lớn thần tộc cùng đế tộc, càng là lớn mạnh hơn dực nhân tộc bọn hắn, những cường tộc kia có thể đồng ý không? Vẻ mặt Dực Lâu từ từ trở nên nghiêm túc lên. Tỉnh lại hộ giả của chúng ta. Đám người hơi biến sắc, nghĩ đến vị trong truyền thuyết kia đều là nổi lòng tôn kính. Dực nhân tộc bọn hắn có một hộ giả thần bí. 80 vạn năm trước, chính là vị hộ giả kia trải qua tinh vực này, chú ý tới tình huống của dực nhân tộc bọn hắn, trợ giúp bọn hắn vượt qua gian nan, sáng lập thần tộc. Sau đó mấy chục vạn năm, nhiều lần dực nhân tộc gặp phải nguy cơ, đều là nhờ vị hộ giả thần bí kia trợ giúp nên mới kiên trì được. Bây giờ mặc dù không phải sinh tử tồn vong, nhưng lại liên quan đến tương lai của dực nhân tộc bọn hắn. Nếu như có thể vượt qua lần này, dực nhân tộc chắc chắn sẽ trở thành thần tộc đầu tiên của thiên nguyên tinh vực, có được quyền nói chuyện cường đại, thậm chí hoàn toàn thay đổi địa vị của dực nhân tại tinh vực. Thật muốn làm phiền ngài ấy sao? Thần tôn thứ ba, Dực Huyên còn chưa từng thấy vị hộ giả trong truyền thuyết kia. Nếu ta nhớ không lầm. Bên trong tổ huấn nhắc đến không phải nguy cơ sinh tử tuyệt đối không thể quấy nhiễu ngài. Thần tôn thứ hai khẩn trương lại chờ mong, hộ giả trong truyền thuyết,
không có người nào biết hắn là cảnh giới gì, nhưng mỗi lần xuất hiện, nhất định sẽ hóa giải nguy cơ. Thời điểm Ban Sơ trợ giúp Sực Thần tộc đặt chân, từ bên trên liệu lịch sử càng là ghi chép văn tự rung động, trùng thiên giận dữ, thất đế bái phục. Vở kịch lớn đặc sắc như vậy, ta cho rằng hắn sẽ không từ chối. Thần tộc đầu tiên cũng là nắm chặt nắm đấm lại, hạ quyết tâm rất lớn. Chương 3258 hộ giả Dực thần tộc 2. Các tộc nhân ở phía dưới lặng lẽ nghị luận, đối với chuyện thần tộc có bọn hắn hộ giả, bọn hắn dù sao cũng chỉ là nghe thấy, nhưng... Thần tôn đầu tiên vừa mới nói cái gì? Tỉnh lại! Vị hộ giả kia còn ở nơi này. 800.000 năm. Ngay cả đế quân cũng đều khó có khả năng còn sống lâu như vậy. Hai người các ngươi, theo giúp ta đi qua, những người khác, toàn bộ ở lại nơi này. Thần tôn đầu tiên đứng dậy, rời khỏi thần điện, kim dực vô song lộng lẫy, bay lên không sâu trong cùng, chạy tới thần tộc tế đàn cổ. Thần tôn thứ hai cùng thần tôn thứ ba đều theo sát đi qua. Để lại các thống lĩnh chờ mong vừa khẩn trương. Hộ giả, lại còn ngủ say tại thần tộc của bọn hắn. Hộ giả, một mực không có biến mất. Hộ giả, sẽ là cảnh giới gì? Hộ giả, thật có thể vì bọn họ mà ra mặt sao? Cấm khu thần tộc. Bảy tòa tổ từ bảo vệ tế cổ lão lấy một tòa đàn, nhìn từ bề ngoài không có gì, kỳ thật gây dựng pháp trận thần bí mà cường đại, phong cấm lấy bên dưới tế đàn mặt hộ giả. Dực thần tộc, thần tôn đương thời đầu tiên, Dực Lâu, mang theo thần tôn Dực Diễn đương thời thứ hai, thần tôn thứ ba Dực Huyên, cầu xin thần tộc hộ giả, xuất quan tương trợ. Dực Lâu đi đến tế đàn phía trước, cung kính lễ bái, cắt trong lòng bàn tay, vẩy xuống thần huyết. Dực Diễn cùng Dực Huyên cũng hạ xuống thần huyết. Thần huyết khuếch tán tại đàn tế cổ lão, lan tràn, dần dần thẩm thấu, biến mất, giống như bị hấp thu. Bọn Dực Lâu đã đợi lại đợi, không có bất cứ động tĩnh gì. Lại mở ra đang khép bàn tay trong lòng, vẩy xuống càng nhiều thần huyết. Thần huyết khuếch tán, thẩm thấu, biến mất, vẫn không có động tĩnh. Dực Lâu tiếp tục phun máu. Thần huyết tiếp tục biến mất. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Bọn Dực Lâu muốn hỏng mất. Thần huyết đều gắn nhanh một nửa, bọn hắn không chỉ có tái nhợt sắc mặt, thân thể đều ngăn không được run rẩy, sắp ngất. Có phải hộ giả chết rồi hay không? Dực Huyên nói nhỏ. Làm càn. Dực Lâu thấp giọng quát khiển trách, trong 800.000 năm, hộ giả trước sau xuất hiện 10 lần, mỗi lần đều có thể tỉnh lại, mỗi lần đều có thể bộc phát uy lực và năng lượng cường đại, đến bọn hắn nơi này sao có thể? Có thể. Làm sao bây giờ? Dực Diễn vịn trên trán, choáng, quá choáng. Ăn đan dược, bổ huyết khí, tiếp tục kêu gọi. Còn có, cho ta bãi bình tâm tính, giữ vững kính sợ. Dực Lâu sâu hít một ngụm khí lạnh, ăn vào đan dược, đơn giản điều trị sau khi, tiếp tục rỉ máu. Máu tươi không ngừng liên tục vẩy xuống tế đàn, thuận tế đàn thẩm thấu xuống trong bí cảnh phong cấm dưới mặt đất. Máu tươi giống như lít nha lít nhít mạch máu, trong bóng đêm tung hoành xen lẫn. Khuếch tán ra phù trận phức tạp mà huyền diệu. Một quan tài đồng đen kịt lơ lửng ở chính giữa phù trận. Mặt ngoài quan tài đồng vuông vức, không có bất kỳ đường vân gì, phong bế vô cùng nghiêm mật, âm u đầy tử khí. Khi thần huyết càng ngày càng nhiều, cuối cùng thuận theo phù trận kéo dài đến quan tài đồng. Trong quan tài đồng, lại là phiến tinh vân giống như vòng xoáy, không một tiếng động cuồn cuộn, xoay tròn, đang ở nơi cực sâu kia, nổi lơ lửng thân thể nam tử giống như một bộ tử thi. Khô quát, khô gầy, giống như bộ đầu lâu. Khi thần huyết thẩm thấu quan tài đồng, thấm vào vòng xoáy thần bí, vòng xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, từ mông lung đến rõ ràng, từ phiêu miểu đến mênh mông, vòng xoáy ù ù chuyển động, khuấy động quan tài đồng, phát ra oanh minh trầm muộn. Có động tĩnh, có động tĩnh. Dực Lâu mẫn cảm đã nhận ra tế đàn ba động yếu ớt, nhanh chóng lui lại, hai đầu gối quỳ xuống đất, chuẩn bị cung nghênh hộ giả. Thật còn sống. Dực Diễn cùng Dực Huyên kích động đến toàn thân run rẩy, không lo được suy yếu, hai đầu gối quỳ xuống đất, chờ đợi hộ giả giáng lâm. Quan tài đồng tiếp tục phóng đại vòng xoáy, khuấy động bí cảnh, trùng kích tế đàn cổ xưa. Tế đàn mãnh liệt lắc lư, khiên động rộng lớn đại địa thần tộc đều phát ra tiếng vang ù ù, như đất rung núi chuyển. Cường giả Dực tộc thất kinh, không biết xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, ầm ầm. 18 pho tượng lớn thập dực vây vần quanh tường thành ngoài hoàng thành liên tiếp lắc lư, nở rộ cường quang vạn trượng, giống như muốn phục sinh. Nội bộ hoàng thành, 18 pho tượng lớn trấn thủ các nơi chậm rãi giơ lên đầu lâu to lớn,
ôm lấy hai tay, biểu hiện ra tư thái cung kính. Dưới mặt đất hoàng thành, 36 pho tượng lớn bí mật ngủ say phát ra nỉ non nhỏ xíu, giống như đang kêu gọi cái gì. Ầm ầm. Quan tài đồng phiêu đãng bên trong hắc ám vô tận đột nhiên phát ra tiếng vang lớn kinh thiên động địa, tế đàn cổ xưa lập tức xông ra vòng xoáy to lớn, kịch liệt cuồn cuộn giống như nổ tung, như mây tựa như biển, khuấy động tám phương, bao phủ cả Dực thần tộc. A! À, 2 triệu tộc nhân Dực thần tộc bên ngoài hoàng thành đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn hắn đều không hiểu xảy ra chuyện gì, máu tươi toàn thân bắt đầu ngược dòng, thẩm thấu làn da, bốc hơi bay lên trời. Bọn hắn đau đớn giãy giụa, chật vật nhấc lên, loại cảm giác này giống như muốn chết. Ngay cả bọn người Dực lâu cũng bị vòng xoáy nuốt hết, cưỡng ép xé rách huyết khí cuồn cuộn, thân thể bọn hắn mệt mỏi nhanh chóng khô quắt, nhưng sau khi rung động hoảng sợ, không dám mảy may chống cự, mặc cho máu tươi bốc hơi. Một cỗ huyết hải to lớn quét sạch mấy trăm dặm hoàng thành ầm vang thành hình, sôi trào mãnh liệt, khuấy động tám phương. Cỗ khí tức này quá kinh khủng, cơ hồ muốn hút khô toàn tộc. Tại thời điểm rất nhiều người muốn hôn mê ngã xuống, huyết hải mãnh liệt cuồn cuộn, nhanh chóng biến mất, toàn bộ hội tụ đến trong tế đàn, trùng kích đến sâu trong quan tài đồng. Trong quan tài đồng, vòng xoáy biến thành màu đỏ tươi, ngưng luyện ra sinh cơ mênh mông, rót vào cỗ thi thể khô già. Làn da khô quắt bắt đầu tràn đầy, khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt. Dực thần tộc, thần tôn đương thời đầu tiên, Dực lâu, dân thần tôn đương thời thứ hai Dực diễn, thần tôn thứ ba Dực huyên, cầu xin thần tộc hộ giả, xuất quan tương trợ. Thanh âm già nua như ẩn như hiện bay vào quan tài đồng, tỉnh lại thi thể phủ bụi ý thức. Két, thi thể vặn vẹo cổ, thân thể phát triển, đáy mắt dần dần nổi lên sáng rực. Chương 3259 hộ giả Dực thần tộc 3. Dực thần tộc, thần tôn đương thời, Dực lâu, Dực diễn, Dực huyên cung thỉnh hộ giả Dực thần tộc. Mấy người Dực lâu quỳ gối trước tế đàn, cố nén suy yếu, khàn giọng hô to. Đi ra, thật đi ra, đây rốt cuộc là cường giả như thế nào, vậy mà có thể ngủ say 800.000 năm bên trong Dực thần tộc bọn hắn. Ầm ầm, bệ đá đổ sụp, huyết quang ngập trời, giống như gió lốc mãnh liệt bạo kích trời cao, kích lên mây mù, cuồn cuộn mênh mông mấy trăm dặm. Không chỉ có thiên Dực thành bị kinh động, tất cả yêu thú cùng tán tu trong rừng rậm xung quanh đều nhìn lên bầu trời, ngạc nhiên nhìn một màn rung động. Quan tài đồng rời khỏi bí cảnh, treo cao ở trong thiên địa. Một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài bị thô bạo phá tan, một nam tử tóc tai bù xù hoảng hoảng du du đi ra từ bên trong. Lại gặp được chuyện gì rồi? Nam tử giãy giụa người cứng ngắc, thanh âm khàn khàn trầm thấp, ở giữa tóc dài rối tung ẩn hiện đôi mắt tinh hồng. Thân thể gầy gò lại tản ra cỗ sát khí kinh khủng bạo ngược. Dực lâu âm thầm hồi hộp, đây là hộ giả bọn hắn. Có thể sai hay không, khí tức này làm sao giống như là một đầu cự thú hoang cổ vừa thức tỉnh. Nói chuyện, nam tử dùng sức mở rộng thân thể, nắm kéo đầu, sát khí bạo ngược càng ngày càng đậm hơn, ba động khủng bố tràn ngập đất trời bao phủ hoàng thành, thần tộc ép tới vô số cường giả không thở nổi. Dực lâu bừng tỉnh, vội vàng nói. Tam sinh đế tộc viễn trinh vũ trụ, tại khoảng cách 1,5 tỷ dặm bên ngoài thâm không phát hiện một viên tinh cầu ẩn nấp. Tinh cầu là tinh cầu thần cấp, vừa mới mở ra thời đại hồng hoang, kẻ thống trị chính là Dực nhân tộc. Đại thống lĩnh tam sinh đế tộc Dairon đạp diệt thần cấp tinh cầu, cướp bóc vô số linh bảo, càng bắt được mấy triệu Dực nhân, bao gồm cả 3 vị hồng hoang tổ thần. Chúng ta muốn cứu vớt mấy triệu Dực nhân kia, nhưng thực lực không đủ, lọt vào cường tộc tập kích. Đặc biệt sớm xin mời hộ giả thức tỉnh, giúp bọn ta vượt qua nan quan. Dực nhân tộc, hắc dực tộc, bảo vệ chiến tộc. Nam tử lung lay đầu, khôi phục ký ức đã phủ bụi. Lần trước bị tỉnh lại, đó là 11 vạn năm trước. Thời gian quá lâu quá lâu. Bọn người Dực lâu cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, khí thế bạo ngược để trong lòng bọn hắn bất an, bộ dáng tóc tai bù xù càng làm cho bọn hắn hồi hộp. Hồi lâu, hồi lâu. Nam tử rốt cuộc cũng khôi phục tỉnh táo, đôi mắt ngưng tụ, thể hiện dữ tợn. Tam sinh đế tộc sao? Dẫn đường. A, à, không không không, chúng ta không phải muốn đi tiến đánh tam sinh đế tộc. Tam sinh đế tộc công khai tuyên cáo tinh vực, muốn 5 tháng sau cử hành đại hội đấu giá. Đến lúc đó sẽ đấu giá mấy triệu Dực nhân cùng viên bảo vật tinh cầu kia. Chúng ta đang tập kết tinh thạch, tham gia hội đấu giá. Chúng ta sẽ hết khả năng, dùng đường tắt bình thường cứu bọn hắn. Nhưng sau đó sợ lọt vào tập kích, cho nên xin ngài ra mặt. Dực lâu âm thầm nhếch miệng, dẫn đường.
Đây là muốn giết Tiến Tam Sinh đế tộc à? Ngữ khí nam tử bất thiện. Đã bao nhiêu năm, Dực nhân tộc vẫn không thoát khỏi được tình cảnh nô lệ sao, các ngươi thực sự là vô năng đến cực điểm. Dực Lâu lúng túng nói. Nơi này là tinh vực do 6 tinh cầu tạo thành, làm theo ý mình, hoàn cảnh phức tạp, tuy nhiên tình cảnh Dực nhân tộc đã được đến cải thiện cực lớn. Lần này là Tam Sinh đế tộc đến những tinh cầu khác cướp bóc tới, lại là một hồng hoang kỳ tinh cầu, cho nên. Kiếm đủ tinh thạch cho ta, một cái Dực nhân tộc cũng không thể vứt xuống, đập trở về hết cho ta. Lại tuyên cáo tất cả tinh cầu thiên nguyên tinh vực, lần này mấy triệu Dực nhân, Dực thần tộc chắc chắn phải có được. Ai dám tranh, vĩnh thế là địch, không chết không thôi. Ai dám đoạt, ta huyết đồ toàn tộc hắn, một tên cũng không để lại. A cái dám, xuất ra khí thế thiên Dực chiến tộc cho bản đế tử. Khí thế nam tử đột nhiên nóng nảy, quả thực hù dọa mấy người Dực Lâu. Dực thần tộc bọn hắn mặc dù cường thế hiếu chiến, nhưng bình thường vẫn tự cao rất cao, nội tâm kiêu ngạo, cho nên làm việc coi trọng lễ nói. Bọn hắn đều cho rằng hộ giả bọn họ là cường giả rất cường đại, tôn quý, cao ngạo, uy nghiêm, kết quả. Đó là tên điên sao? Đều thất thần làm gì? Thả lời ra cho ta. Lại tập kết Dực thần tộc cho ta, toàn tộc tiến công. Không cần lo cái thành rách nát này, 5 tháng sau, toàn tộc giáng lâm Tam Sinh đế thành. Coi như chết hết ở đó, cũng phải đánh ra khí thế cho ta. Hiểu chưa? Mó anh, rõ ràng, đã hiểu. Dực Lâu, Dực Diễn, Dực Huyên hốt hoảng lui lại. Trước đó có rất nhiều chờ mong, giờ lại có bấy nhiêu sợ hãi, thời điểm tới đây kích động bao nhiêu, bây giờ lại có chật vật bấy nhiêu. Toàn tộc tiến công, thành đều từ bỏ, vĩnh thế là địch, huyết đồ toàn tộc, đó là Tam Sinh đế thành, nơi đó tụ tập đa số cường tộc thiên nguyên tinh vực. Nếu náo lên, quả thật có thể đánh ra khí thế, náo không tốt chính là trò cười, chết chính là bọn hắn. Nhưng Dực thần tộc bọn hắn có tổ huấn không thể ngỗ nghịch, một khi tỉnh lại hộ giả, trên dưới toàn tộc thể chết đi theo, tiếp nhận toàn bộ sai khiến, không được bất kỳ ngỗ nghịch gì. Chơi lớn rồi. Đầu Dực Lâu đều muốn nổ tung, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Trách không được bên trong tổ huấn yêu cầu khắc nghiệt, chỉ có thời khắc sinh tử tồn vong mới có thể tỉnh lại hộ giả. Tính tình người bảo vệ này quá phát nổ, thời khắc sinh tử kêu gọi đi ra, nhất định có thể thay đổi càn khôn. Nhưng không phải thời khắc sinh tử kêu gọi đi ra, hắn trực tiếp tạo nguy cơ sinh tử cho ngươi chế. Lão tổ, chúng ta thật muốn làm sao như vậy? Dực Diễn vừa muốn hỏi thăm, phương hướng tế đàn đột nhiên phát ra gào thét bạo ngược, chấn động đến đại thành lay động, thiên địa gào thét. Toàn thân nam tử căng cứng, gầm thét bầu trời, phát ra sóng âm hùng vĩ đối với vũ trụ mênh mông, liên miên bất tuyệt. Tiếp tục không ngừng. Dực thần tộc trong bóng tối phong tồn 70 pho tượng ngàn trượng. Cũng toàn bộ giống như sống lại phát ra gào thét to lớn bao la hùng vĩ hướng về hạo hãn vũ trụ, thâm không vô tận. Bọn hắn, đang triệu hoán cái gì? Chương 3260 cự linh trong đỉnh. Di thất thâm uyên, tọa lạc tại cực Tây Thiên Võ Đại Lục, không chỉ là siêu cấp hố trời tung hoành 2 vạn dặm, xung quanh còn lan tràn ra khe nứt lớn răng khắp nơi kéo dài hơn vạn dặm, hướng Tây khe nứt lớn trực tiếp liên tiếp đến Tân Hải, xuyên suốt cùng đại dương mênh mông. Đây là dáng vẻ mấy trăm vạn năm sau, khó có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc trước là phá toái cùng hỗn loạn bực nào. Từ trên cao quan sát, hố trời bị mê vụ bao phủ, giống như tầng mây dày đặc bao phủ hố trời thâm thúy. Xung quanh hố trời xây dựng rất nhiều thiên cầu, bên ngoài thì trải rộng cổ thành to to nhỏ nhỏ. Xung quanh cổ thành náo nhiệt ồn ào, nhưng trong hố trời lại an tĩnh khiếp người, giống như địa ngục không có sinh cơ. Tinh thần thần kiếm mở ra bầu trời. Chỉ dùng 2 ngày thời gian đã đến nơi này. Lý Dần đứng trên thần kiếm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng hốt. Đến rồi. 2 ngày, đã đến. Hơn 500 ngàn dặm, siêu siêu lại tới. Tinh thần kiếm to lớn này là thánh khí sao? Thánh khí giống như không có tốc độ như vậy. Chu Thanh Thọ vỗ nhẹ mặt Lý Dần. Tỉnh táo chút, đây là thần khí. Lý Dần hít một hơi. Thần khí. Chu Thanh Thọ im lặng. Nhìn dáng vẻ chưa thấy qua việc đời của ngươi, nếu như không phải thần khí, chúng ta có thể vượt qua mấy tỷ dặm vũ trụ lại tới đây. Vậy còn không phải chết trên đường. Gương mặt Lý Dần lần nữa có phản ứng. Vài tỷ, không phải, vài ức, các ngươi từ chỗ nào tới. Bộ dáng thân thể các ngươi đều nhìn rất giống ta, không có nơi gì không giống. Khương Phàm ở trên cao quan sát, thần thức như ngàn vạn tơ mỏng, xông vào sương mù dày đặc.
Nhưng, chiều sâu hố trời còn sâu hơn xa so với tưởng tượng, càng là hướng xuống, hắc ám càng nặng, giống như vực sâu vô tận, thôn vệ hết thảy phía dưới. Lý Dần gian nan nuốt ngụm nước bọt, phải đi đến thật sao? Nơi này chính là được xưng thế giới khác. Ý thức Khương Phàm tiếp tục hướng xuống kéo dài. Mê vụ phía trên hố trời vậy mà 9 tầng, tựa như cửu trọng thiên mạc trong thế giới của hắn. Nhưng càng hướng xuống, ý thức bị ngăn cản càng nghiêm trọng, thật giống như kéo dài trong vực sâu đáy biển. Thẳng đến khi ý thức Khương Phàm đột phá tầng thứ 9, hướng xuống phía dưới dọc theo dòng dã 9 vạn mét, mặc dù ý thức nhận lấy mãnh liệt mâu thuẫn, cơ hồ muốn tán loạn, nhưng hình dạng hố trời vẫn mơ mơ hồ hồ xuất hiện trong ý thức hải của hắn. Không đổ nát hoang vu như tưởng tượng, cũng không phải thành trì san sát trong tưởng tượng, dưới đáy hố trời mênh mông vạn dặm tựa như một mảnh rừng rậm mênh mông mà nguyên thủy, còn vô cùng tươi tốt. Số lượng lớn núi đá bao phủ trong rừng rậm, có thấp bé, có hùng vĩ, mỗi ngọn núi đá đều bị đào bới thành phòng ốc pháo đài. Giữa trời là một vòng huyết nguyệt, rừng rậm chiếu rọi âm trầm khủng bố, tất cả mọi thứ đều bịt kín một tầng huyết quang. Trong rừng rậm có yêu thú hoành hành, cũng có cường giả ẩn hiện, nhưng chỉnh thể vô cùng an tĩnh, bên trong an tĩnh lộ ra kiềm chế. Ý thức Khương Phàm tập trung đến bên trên vầng huyết nguyệt, lại là một bảo đỉnh, đang không ngừng liên tục hấp thu huyết khí tất cả yêu thú cùng cường giả trong rừng rậm. Bảo đỉnh không biết hấp thu bao nhiêu huyết khí, lại chứa hàng bao nhiêu năm, bên trong phun trào năng lượng vậy mà để Khương Phàm đều cảm thấy khủng bố, thật giống như bên trong đang dựng dục một loại huyết linh đáng sợ nào đó. Ý thức Khương Phàm thoáng cảnh giác, ánh mắt hướng về bên trong bảo đỉnh, kết quả. Bảo đỉnh đột nhiên lay động, bộc phát ra huyết khí ngập trời, che đậy màn trời, bên trong bị đánh thức, cách 9 tầng trời cao nhìn hằm hằm người mạo phạm phía ngoài. Huyết khí thậm chí thuận theo ý thức Khương Phàm, trùng kích đến ý thức hải của hắn. Trong chốc lát, đầu hắn đau nhức muốn nứt, như bị dìm ngập bên trong chiến trường giết chóc vô tận. Xuống dưới sao? Lý Dần cẩn thận từng ly từng tí hỏi Khương Phàm. Chờ lấy. Chu Thanh Thọ âm thầm cảnh giới. Chờ cái gì? Chờ lấy là được. Ánh mắt Khương Phàm có chút nghiêm túc, ý thức như sấm, tràn ngập đất trời, liên tiếp phá cửu trọng thiên mạc, thẳng tới sâu trong bảo đỉnh. Bảo đỉnh không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, chứa hàng bao nhiêu huyết khí, bên trong quả thực là tinh cầu huyết khí, mênh mông đến không có giới hạn. Sau khi ý thức cưỡng ép xâm nhập, lại bị quỷ dị luyện hóa. Khương Phàm không cam tâm, ý thức kéo dài ngưng tụ, không ngừng liên tục mà bạo kích. Mặc dù thân thể của hắn là thần linh cảnh giới, nhưng bên trong linh hồn khí tức, lại là Khương Phàm dẫn dắt vạn đạo pháp tắc ngưng tụ, ý thức càng tương thông cùng chân thân Khương Phàm. Trong lúc đang kéo dài bạo kích, ý thức cuối cùng vẫn xuyên thấu ngăn trở, xông vào nơi cực sâu của huyết khí. Huyết sắc thế giới vậy mà ngưng tụ ra sơn lĩnh uốn lượn, phía trên dãy núi còn khắc thần bí. Không đúng. Đây không phải là sơn lĩnh. Ý thức Khương Phàm thoáng kéo duỗi, khuếch tán phạm vi lớn. Khương Phàm âm thầm hít một hơi, trong mênh mông huyết hải vậy mà quay quanh lấy một đầu huyết mãng to lớn. Huyết mãng lớn không biết mấy ngàn dặm, giống như dãy núi màu đỏ ngòm uốn lượn, lân phiến nặng nề áp sát vào trên thân thể, tràn ngập kim quang thản nhiên. Lại nhìn về phía trước, cự mãng vậy mà mọc ra dòng dã 18 huyết dực, mỗi cái triển khai mấy trăm dặm, vị trí huyết dực càng hướng phía trước càng lớn. Khương Phàm được chứng kiến siêu cấp cự vật, nhưng bất luận là hỗn độn cự bằng hay tiểu kim hầu, cũng phải cần tiêu hao năng lượng, thiêu đốt tiềm lực, để thân thể tạm thời bành trướng, lớn đến vài trăm dặm hơn nghìn dặm. Như loại trạng thái bình thường chính là mấy ngàn dặm, còn là lần đầu tiên gặp được. Mà, khiến Khương Phàm ngạc nhiên nhất chính là, đầu huyết mãng kia lại bị giam cầm ở nơi đó. Phần đuôi, chỗ bảy tấc, 18 huyết dực toàn bộ bị cự kiếm cứng cỏi phong cách cổ xưa đánh xuyên, gắt gao đính bên trong bảo đỉnh. Khương Phàm khẽ nhíu mày, đây coi là cái gì? Bảo đỉnh không ngừng liên tục hấp thu huyết khí trong bí cảnh, sau đó tẩm bổ đầu huyết mãng kia. Vẫn đang luyện hóa đầu huyết mãng kia. Thời điểm Khương Phàm đang tra xét rõ ràng, huyết mãng kia ngủ say không biết bao lâu vậy mà chậm rãi mở mắt ra, vậy mà. Bắt được sợi ý thức kia của Khương Phàm. Hai cỗ ý thức va chạm bên trong huyết hải cuồn cuộn, đều trầm mặc cực kỳ lâu. Ngươi bị nhốt rồi. Ngươi là thứ gì? Hai cỗ ý thức lại đồng thời phát ra hỏi thăm. Chỉ là Khương Phàm rất ôn hòa, huyết mãng thì rất lễ phép. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bị nhốt? Chương 3261 Địa Tông Mê Sảo 1. Bên trong bảo đỉnh lần nữa truyền đến ý thức của huyết mãng. Đồ vật trên cánh ngươi là vật phẩm trang sức hả? Rất độc đáo,
Khương Phàm cũng không khách khí. Ngươi chỉ là con rối, biết cái gì? Ngữ khí huyết mãng táo bạo. Ngươi có thể nhìn ra ta là con rối. Khương Phàm hứng thú. Không phải người trên tinh cầu này, có thể sử dụng hỗn độn tạo nên thần khu, xem ra không đơn giản. Là thiên đế. Ngươi cũng là linh thể bên trong thế giới hỗn độn sinh ra, vậy mà rơi xuống tình trạng như thế, thật đáng thương. Khương Phàm đã hiểu, chỉ có sinh linh nương theo thế giới diễn biến mà xuất hiện mới có thể có thân thể khổng lồ như thế. Thật sự là thiên đế. Chuyển cáo chủ tử ngươi, thả ta ra. Ta tất có thâm tạ. Toàn thân huyết mãng tràn ngập ra khí tức kinh khủng, ý thức phủ bụi thật lâu mãnh liệt nhấc lên, đáy mắt càng bắn ra hào quang rừng rực. Ai vây ngươi ở chỗ này? Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện cùng ta. Ta chính là hắn, hắn chính là ta, ngươi cùng ta bàn bạc, chính là cùng hắn bàn bạc. Lần đầu gặp mặt đã bảo ta mang ngươi bỏ trốn, dù sao cũng phải cho ta cái lý do. Chí ít, giới thiệu chính ngươi. Thả ta ra, ngươi sẽ biết tất cả mọi chuyện. Thái độ ngươi như thế này là cầu người hỗ trợ. Thật có lỗi, ta tới làm việc, không tranh vào vũng nước đục. Cáo từ. Chậm đã. Cự mãng mãnh liệt đong đưa cái đầu lớn đến mức để cho người ta hít thở không thông, xé rách cự kiếm, lung lay bảo đỉnh, lực lượng kinh khủng giống như muốn lật tung huyết sắc thế giới. Tình huống bảo đỉnh kinh động đến cường giả sâu trong hố trời. Lần lượt từng bóng người rời khỏi thạch ốc, mệt mỏi nhìn lên, huyết nguyệt, trên bầu trời. Đa số bọn hắn đều ở nơi này rất lâu, có vượt qua mấy trăm năm, có thậm chí xuất sinh ở chỗ này, nhưng vòng huyết nguyệt trên trời một mực đang hấp thu khí tức sinh mệnh bọn hắn cho tới bây giờ đều yên lặng treo ở nơi đó, chưa từng có xuất hiện qua lắc lư. Hôm nay làm sao vậy, cẩn thận nghe một chút, còn giống như có tiếng gào thét của yêu thú. Sâu trong dãy núi, một lão giả lưng gù nâng quải trượng đi tới, ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt mo tang thương hiện lên tia nghiêm trọng cùng tức giận. Oanh! Lão giả đập quải trượng xuống mặt đất, trong chốc lát đất rung núi chuyển, hố trời lắc lư vẩy xuống đá vụn đầy trời. Ngươi muốn chết! Lão giả lạnh lùng nói nhỏ giống như thiên lôi cuồn cuộn, thiên âm minh mông thẳng tới bảo đỉnh. Huyết hải bên trong bảo đỉnh cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, vô biên vô tận huyết chiều giống như tuyệt thế luyện ngục vô tình tàn phá thân thể cự mãng. Toàn bộ cự kiếm chân áp thức tỉnh, bộc phát ra vô tận kiếm khí, như ngàn vạn gió lốc bao phủ cự mãng, vỡ nát lân phiến, xé rách da thịt, mang đến đau đớn to lớn. Cự mãng gào thét, táo bạo giãy giụa, hắn bị chọc giận, 18 huyết dực chấn động kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào đều muốn nhắc đến, nhưng cự kiếm chân áp, cùng bảo đỉnh một thể mặc cho nó giãy giụa như thế nào, đều khó mà nhấc lên mảy may. Sau khi giãy giụa dài đến mấy canh giờ, cự mãng từ bỏ, hạ đầu xuống. Nhưng ý thức vẫn xuyên thấu qua huyết hải, truyền đến bên ngoài. Cứu ta ra ngoài, cứu ta ra ngoài. Ai đang quấy nhiễu gì thất thâm uyên? Không biết nơi này là nơi nào sao? Sau khi lão nhân trấn áp bảo đỉnh, thanh âm lạnh lùng đánh xuyên cửu trọng thiên mạc, thẳng tới bên ngoài hố trời. Đó là ai? Chủ nhân di thất thâm uyên sao? Khương Phàm không để ý đến, ý thức rút khỏi từ bên trong bảo đỉnh, không chút kiêng kỵ dò xét đáy hố trời. Thứ không biết sống chết. Lão nhân giống như bắt được sợi ý thức này của Khương Phàm, quải trượng giơ lên cao cao, bỗng nhiên va chạm mặt đất, quải trượng mảnh khảnh giống như thiên nhạc tuyệt thế, va chạm hố trời bộc phát ra oanh minh kinh khủng. Địa tầng yên lặng lắc lư kịch liệt, hiện ra đường vân màu máu quỷ dị, khuấy động vạn dặm đáy hố, tạo thành pháp trận quỷ bí mà thật lớn. Cửu trọng thiên mạc ầm vang hạ xuống, cùng pháp trận giao hòa, triệt để phong bế hố trời. Nơi này không chào đón ngươi, lăn. Lão nhân phong cấm hố trời, thanh âm giá lạnh quanh quẩn thiên địa, chấn động đến cổ thành xung quanh hố trời đều nhanh chóng an tĩnh lại. Xảy ra chuyện gì, hắn đang kêu ai? Màng nhĩ Lý Dần oanh minh, kinh hãi sắc mặt tái nhợt. Khương Phàm thể hiện lãnh đạm, nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng đến một khắc hố trời thay đổi khi ý thức bị đuổi tản ra. Phía dưới hẳn là một loại pháp trận phong cấm cùng chấn áp, không phải ẩn tàng. Mà chấn áp hạch tâm, chính là bảo đỉnh kia. Pháp trận mở ra trong chốc lát, năng lượng địa tầng kịch liệt cuồn cuộn, có đế uy cường thịnh tràn ngập. Đế uy không chỉ một cỗ, mà là dòng dã năm cỗ. Năm cỗ không giống nhau, nhưng cũng không phải đế uy của sát thiên chiến đội. Trong đầu Khương Phàm đột nhiên toát ra ý nghĩ, mục đích thật sự của hố trời thật ra là chấn áp đầu huyết mãng kia. Áp chế cảnh giới hẳn là thuộc về kèm theo tổn thương, cũng là vì hấp dẫn càng nhiều người tị nạn đi đến ẩn thân, sau đó hấp thu huyết khí của bọn hắn,
duy trì pháp trận vận chuyển, cam đoan huyết mãng còn sống. Đây chính là bí mật bí cảnh thứ hai. Khương Phàm có chút nghiêng đầu, năm cỗ đế uy sẽ không phải tất cả đế tộc đến từ thiên võ tinh cầu đó chứ. Tựa như Lý Dần nói như vậy, bí cảnh đầu tiên rất có thể là do đế tộc thiên võ tinh vực bọn họ bí mật bố trí, bí cảnh thứ hai này cũng có khả năng. Tra được cái gì không? Chu Thanh Thọ cẩn thận hỏi. Phía dưới có bảo bối. Khương Phàm muốn tiếp tục dò xét, kết quả hố trời đã triệt để phong bế, sau khi ý thức xông vào năm tầng thiên mạc, rốt cuộc không vào được nữa. Bảo bối gì? Hai mắt Chu Thanh Thọ tỏa sáng. Một đầu linh vật hỗn độn thai nghén. Hỗn độn linh vật, giống như tiểu kim hầu. Có thể, cũng có khả năng không phải. Có ý gì? Tinh cầu cấp 4, là thế giới hỗn độn vừa mới diễn biến ra, nhưng không phải tất cả diễn biến đều có thể thuận lợi xuất hiện thiên địa sơn hà, hồng mông pháp tắc, linh trí sinh vật, đa số đều là bị sụp đổ bên trong ba động kịch liệt. Cũng có chút tình huống vô cùng cực đoan, hỗn độn không phải diễn biến ra thế giới, mà là trực tiếp xuất hiện linh vật. Đầu cự mãng phía dưới kia chính là cái hỗn độn linh vật. Nhưng ta không biết là loại tình huống nào xuất hiện. Khương Phàm lắc đầu, hỗn độn linh vật cực độ hiếm thấy, đưa mắt nhìn khắp vũ trụ, còn muốn hiếm thấy hơn so với thần cấp tinh cầu cùng đế cấp tinh cầu. Chương 3262 Địa Tông Mê Xảo 2. Nhưng tóm lại cũng là hỗn độn linh vật, cảnh giới như thế nào? Chu Thanh Thọ rất khiếp sợ, đây là bí cảnh thứ hai, liền có hỗn độn linh vật rồi. Bí cảnh đầu tiên thần bí như vậy, bên trong sẽ là cái gì? Hắn rất suy yếu, không biết bị trấn áp ở chỗ này đã bao nhiêu năm. Khương Phàm lắc đầu, năng lượng huyết triều bên trong bảo đỉnh quá mạnh, ảnh hưởng nghiêm lấy dò xét. Phóng xuất. Chu Thanh Thọ như tên trộm mà hỏi. Chúng ta là tìm đến người, không phải đến gây chuyện. Trước khi tìm được người, không nên đánh cỏ động rắn. Khương Phàm mặc dù cảm thấy rất hứng thú đối với cự mãng, nhưng nếu như dính đến ngũ đại đế tộc, bây giờ cưỡng ép phóng thích. Tất gây nên oanh động không cần thiết, đến lúc đó bị truy sát bốn chỗ, tất để những tinh cầu khác phát giác. Vậy chúng ta trở về. Lý Dần hỏi. Bí cảnh đầu tiên ẩn nấp hư không, khó tìm. Chúng ta đến Địa Tông Mê Xào nhìn. À, ta không phải đã nói sao. Ở trong đó con đường răng khắp nơi, còn ẩn giấu đi không gian mật đạo, còn khủng bố hơn mê cung, tiến vào một lát sẽ không ra được. Không phải ngươi còn muốn tham gia đại hội đấu giá 5 tháng sau sao? Ta không cần đi đến. Khương Phàm ra hiệu với Chu Thanh Thọ. Đáng tiếc, tiểu lý tử, dẫn đường. Chu Thanh Thọ quan sát vực sâu phía dưới, tế lên tinh thần thần kiếm, xông về bầu trời. Cỗ khí tức kia không có. Hắn đi rồi. Trở về, ngươi trở lại cho ta. Cự mãng nổi giận, phát ra tiếng tê khiếu thê lương, 18 huyết dực cùng cái đuôi điên cuồng giãy giụa, nhưng thủy chung không thoát khỏi cự kiếm chân áp. Lão nhân đạp không lên trời. Đi tới phía trước đỉnh lô huyết nguyệt thật lớn. Ngươi không thể rời bỏ nơi này, đừng lại làm dẫy dụa tốn công. Cự mãng gào thét. Tiểu tử, đừng để ta sống ra ngoài, nếu không ta nuốt ngũ đại đế tộc các ngươi. Đối với ngươi mà nói, đau đớn nhất không gì qua được lòng còn hy vọng. Chỉ cần đế tộc bất diệt, ngươi sẽ vĩnh viễn là lương thực của đế tộc, không ngừng liên tục nuôi dưỡng huyết mạch của bọn chúng. Đối với ta mà nói, thống khoái nhất không gì qua được nhìn những lão gia hỏa các ngươi từng tên chết ở trước mặt ta. Ta vĩnh hằng bất hủ, mà các ngươi đều là con rối thời gian. Chúng ta có thể thể nghiệm sinh lão bệnh tử, mà ngươi ngay cả chết cũng không thể. Ta cuối cùng khuyên ngươi, ngủ say, là đồng bạn tốt nhất của ngươi, không cần đụng vào, hy vọng, nó sẽ mang đến cho ngươi vô tận đau đớn cùng dày vò. Hống hống hống, cự mãng mãnh liệt giãy giụa, điên cuồng xé rách thân thể. Lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa mới đó là người nào? Vậy mà có thể gây nên cự mãng cảm ứng. Ngũ đại đế tộc thay phiên trấn thủ nơi này, đã ròng rã trăm vạn năm, giống như chưa bao giờ có ai phát hiện qua bí mật nơi đây, hôm nay là thế nào? Lão nhân có loại dự cảm không tốt. Xa xa bên trong tòa thành cổ, Dinia nhìn qua tinh thần kiếm biến mất tại không trung, kỳ quái càng cảnh giác. Người này vậy mà trực tiếp chạy tới Di Thất Thâm Uyên. Còn đưa tới hỗn loạn phía dưới. Chẳng lẽ đầu hỗn độn cự linh trong truyền thuyết kia bị đánh thức? Dinia càng hiếu kỳ lai lịch của bọn hắn. Đuổi theo bọn hắn, ta cũng muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Dinia ra hiệu hai vị cường giả theo sát. Hai vị đế tộc cường giả tế khởi xuyên thiên toa, đánh xuyên hư không, duy trì khoảng cách đầy đủ, truy tung tinh thần kiếm. Hai ngày sau,
bọn người Khương Phàm đi tới bí cảnh thứ ba, Địa Tông Mê Xào. Trên mặt đất nơi này là rừng rậm thâm thúy, bên trong trải rộng bộ lạc, cổ thành, còn có nhiều loại mãnh thú. Chân chính bí cảnh đang dưới mặt đất. Cửa vào là trong sơn cốc trong rừng rậm sâu. Sơn cốc do vài chục tòa núi lớn vạn trượng vần quanh mà thành. Muốn xông vào nơi đó, chỉ cần leo đến trên núi, thả người nhảy lên, va chạm sơn cốc trong chốc lát liền sẽ bị năng lượng nơi đó nuốt hết. Thời điểm Khương Phàm đi đến sơn cốc, vừa hay nhìn thấy một đám nam nữ y phục tả tơi, điên cuồng chạy trốn trong rừng rậm, phía sau có một đám người cưỡi mãnh thú đuổi theo. Đám nam nữ kia mặc y phục lộng lẫy, nhưng máu me khắp người, bộ dáng vô cùng chật vật. Phía trước là chút thị vệ, lo lắng la lên, thô lỗ nắm kéo công tử tiểu thư bên trong, cho dù ngã sắp xuống đều kéo đi phóng về trước. Còn có lão nhân ôm hài tử trong ngực, không ngừng an ủi, cũng không dám dừng bước lại. Đám công tử tiểu thư trừng lớn con mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Khương Phàm chú ý tới nơi đó, lại hơi liếc nhìn đám người cưỡi lân mã phóng tới kia. Phía trước liên tục kêu lên đầy sợ hãi, phía sau hét lớn cười to. Xem ra giống như là một cường tộc diệt cường tộc khác, những người may mắn còn sống sót của tộc bị diệt đang bị ép đào vong. Phía trước chính là Địa Tông Mê Xào. Không dễ dàng, các ngươi vậy mà thật chạy trốn tới nơi này. Cường giả đuổi theo phía sau làm càn cười to. Nhanh nhanh nhanh, lại nhanh, lập tức muốn đi vào. Ha ha ha. Phía trước chính là hy vọng, đi đến thì có thể sống. Tuyệt đối không nên bị chúng ta bắt lấy, nếu không hưởng dụng tại chỗ. Ha ha. Chạy đi, nhanh chút nữa, chạy nhanh. Các cường giả đuổi theo liên tục quái khiếu, tùy ý chế giễu. Các công tử tiểu thư trước mặt đám kia sắc mặt tái nhợt, bi thương tuyệt vọng, hai chân tràn đầy máu tươi. Hướng về phía trước 30 dặm sẽ đến. Leo lên ngọn núi kia. Đi lên liền nhảy xuống. Nhanh nhanh nhanh, ai cũng đừng quay đầu, chạy nhanh cho ta. Bọn thị vệ lớn tiếng gào thét, đột nhiên hất ra đám công tử tiểu thư, quay người nhào về phía cường giả truy tung. Toàn thân bọn hắn rách dưới, máu tươi chảy ngang, linh lực đều gần như khô kiệt, nhưng vẫn khởi xướng điên cuồng sau cùng, điều động còn năng lượng sót lại phản kích. Nhưng đám người truy tung bọn họ nhao nhao bay lên, thả người vọt lên từ trên lưng lân mã. Linh lực toàn thân cuồn cuộn, hóa thành linh phù dày đặc hoa mỹ, xen lẫn thành linh dực chấn động, phóng lên tận trời. Lân mã phóng tới, đạp tan mặt đất, cuốn lên bụi đất cuồn cuộn, đánh tới đám thị vệ. Mà cường giả trên lưng bọn hắn thì vạch phá bầu trời, rơi xuống trước mặt đám công tử tiểu thư, ngăn cản đường đi. Không, bọn thị vệ phản kích bị lân mã vây quanh. Tả xung hữu đột đều giết không ra. Hơn 10 vị công tử tiểu thư tóc tai bù xù thì tuyệt vọng nhào vào trên mặt đất, sợ hãi nước mắt tràn mi mà ra. Ha ha, nam thì đè lại, ngay trước mặt thị vệ của bọn hắn, chặt đầu. Nữ, ha ha, ăn cơm đi. Chương 3263 Thiên Bảo Lão Tặc. Hơn 30 vị cường giả huy động linh dực, cố ý vòng quanh bọn hắn gào thét nhấc lên. Đúng vào lúc này, cùng với một tiếng hừ lạnh, mảng lớn tinh quang từ trên trời giáng xuống, các cường giả còn không có kịp phản ứng, trực tiếp nổ thành huyết thủy đầy trời, ngay cả lân mã xa xa đều bành bành nổ tung. Hỗn loạn bỗng nhiên an tĩnh. Các công tử tiểu thư ngồi liệt trên mặt đất bị huyết thủy xối xuống người, hoảng sợ ngồi tại chỗ, đầu ông ông. Đám thị vệ thoát khốn sửng sốt thật lâu, lộn nhào nhào tới, vây quanh ở xung quanh chủ tử, khẩn trương nhìn loạn khắp nơi. Cái quái gì? Chu Thanh Thọ nói thầm. Tiếp tục xem tình cảnh phía dưới sơn cốc. Không lâu sau đó, đám công tử tiểu thư ngoài ý muốn được cứu dưới sự bảo vệ của bọn thị vệ kinh hoàng úp sấp trên núi dốc đứng. Bọn hắn quá mệt mỏi, linh lực đều đã hao hết, mấy ngàn mét núi vậy mà không ngừng có người lăn xuống, nhưng bị bầy thị vệ vây ở trung tâm, mỗi lần có tiểu chủ mất sức rơi xuống, đều trước tiên bổ nhào qua. Bọn hắn giày vò trọn vẹn nửa ngày, thật vất vả úp sấp ở phía trước sơn cốc. Ta không muốn đi. Ta không muốn đi. Chúng ta đi đến liền không ra được. Phụ vương bọn họ còn ở bên ngoài, ta đi vào sẽ không còn bọn hắn. Bên trong càng hỗn loạn nguy hiểm hơn, chúng ta đi vào vẫn chỉ là một con đường chết. Đám công tử tiểu thư đến đây lại đột nhiên sợ hãi. Đây là một trong 7 đại bí cảnh, còn xếp hạng thứ 3. Bọn hắn bình thường nghe được cũng cảm giác sợ hãi, không nghĩ tới sẽ có một ngày lại muốn đi vào. Nhưng phàm là chạy đến bên trong. Đâu không phải cùng đường mạt lộ, mà nhốt ở bên trong thời gian lâu dài, nói không chừng sẽ biến thành người điên,
bọn hắn thực sự không dám tưởng tượng bên trong sẽ là bộ dáng gì. Đừng lề mề, truy binh lúc nào cũng có thể sẽ tới. Các ngươi là hy vọng cuối cùng của Võ Vương Phủ. Vương gia không hy vọng các ngươi báo thù, chỉ hy vọng các ngươi có thể còn sống. Nơi duy nhất Thiên Võ Đại Lục có thể bảo trụ các ngươi chính là chỗ này. Các ngươi yên tâm, chúng ta đã đồng ý với Vương gia, thề sống chết hiệu chung, tuyệt đối không ruồng bỏ các ngươi. Thị vệ thống lĩnh cắn răng một cái, nắm lên bên cạnh thiếu niên, thả người nhảy xuống. Các thị vệ khác không đợi đám công tử tiểu thư kịp phản ứng, cũng nắm lấy bọn hắn nhao nhao nhảy xuống. Trong tiếng thét chói tai tràn ngập sợ hãi, bọn hắn gào thét rơi xuống mấy ngàn mét, đi xuống sơn cốc xanh tươi tốt. Sau đó, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Toàn bộ bọn hắn biến mất trong sơn cốc. Ý thức Khương Phàm thuận thế xông vào địa tông mê sào, bên trong không hổ là sào huyệt của Thái Thản Cự Nghĩ, mặc dù lít nha lít nhít con đường, lại hoàn toàn không lộ vẻ chen chúc nhỏ hẹp, mỗi lối đi đều rộng 30-50 mét, răng khắp nơi, lít nha lít nhít, mà giống như pháp trận xoay quanh, quấy nhiễu ý thức dò xét phạm vi lớn. Khương Phàm chỉ có thể thuận một đầu con đường, vào bên trong nhanh chóng mở rộng. Thời điểm vừa mới bắt đầu rất quạnh quẽ, nhưng càng đi đến, con đường càng rộng lớn hơn. Có vài con đường thậm chí có thể rộng tới mấy trăm mét, khảm nạm huỳnh quang thạch, mang đến ánh sáng yếu ớt. Rất nhiều con đường bị cưỡng ép phát triển xiên một chỗ nhỏ, bên trong là trụ sở các loại cửa hàng. Mênh mông không gian dưới đất, trải qua hơn 100.000 năm phát triển, đã tạo thành hệ thống sinh tồn của riêng mình. Chỉ là người ở bên trong đều rất cảnh giác, trong ánh mắt lộ ra u ám cùng điên cuồng, nơi này rất khuyết thiếu tín nhiệm. Khương Phàm dò xét hồi lâu, đụng phải không gian mật đạo đầu tiên. Bên trong giống như tiểu không gian bị khai phách ra, vậy mà xây lên thành trì, có lãnh chúa. Oanh! Đột nhiên, một tiếng gào thét khủng bố trầm đục rung khắp thiên địa, mênh mông dãy núi, vạn vật. Chu Thanh Thọ, Tặc Điểu, Lý Dần ôm đầu kêu thảm, ý thức Khương Phàm đều kịch liệt run rẩy, cưỡng ép rút về từ bên trong địa tông mê sào. Rừng rậm suy bại, giống như trải qua đại hạn, hoa cỏ lá cây toàn bộ cúi xuống dưới. Oanh! Oanh! Rầm rầm rầm! Trống trận kéo dài trầm đục giống như chuông tang, từ xa mà đến gần, vang vọng rừng rậm dãy núi, kinh hãi vô số ác thú sinh linh đau đớn kêu thảm, nằm dạp trên mặt đất toàn thân run rẩy. Rút lui. Khương Phàm tranh thủ thời gian mang bọn người Chu Thanh Thọ nhanh chóng rời xa. Đó là thứ quỷ gì? Chu Thanh Thọ cưỡng ép hoàn hồn, khống chế lấy tinh thần thần kiếm thẳng đến bầu trời. Mây mù cuồn cuộn phương xa, 13 chiếc chiến thuyền màu đen, mở ra không gian. Đẩy ra mây mù, xuất hiện ở giữa thiên địa. 12 chiếc chiến thuyền dài vạn mét, bảo vệ một chiếc chiến thuyền 3 vạn mét, mặt ngoài chiến thuyền trải rộng không gian pháp trận, tô điểm lấy tinh thạch hoa mỹ, giao phó cho bọn chúng thực lực ngao du không gian. Trên mỗi chiếc chiến thuyền đều tung bay chữ to cứng cáp màu vàng Thiên Vu. Một trong tam đại đế tộc Thiên Võ Đại Lục, Thiên Vu đế tộc. Phía trước chiến thuyền đều lơ lửng huyết sắc chống trận. Tiếng trống hồi hộp thần hồn vừa rồi kia chính là trống trận từ phía trên truyền đến. Không chỉ có thể trùng kích linh hồn, còn có thể đảo loạn huyết khí, để cho người ta cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Trước mặt thuyền chủ 3 vạn mét, một nữ tử lãnh diễm tôn quý, đang giơ cao tay phải mảnh khảnh, trên cổ tay treo một chuỗi linh đang tinh mịn vậy mà tất cả đều là hình dáng đầu lâu. Thanh âm ác liệt nương theo tiếng trống trận kinh hồn nhiếp phách, vang vọng đất trời. Khôi Đồ lão tặc, giao ra chi luân bờ bên kia. Nếu không tế linh hồn ngươi, luyện xương khô ngươi, vĩnh thế làm nô. Ngươi ngược lại theo đuổi ta. Đến đây, đuổi không kịp ta đâu. Một tiếng trêu tức liên tiếp vang vọng giữa rừng rậm, bỗng nhiên rõ ràng, bỗng nhiên phiêu miểu, bỗng nhiên gần ở bên tai, chợt xa ở chân trời. Sau khi Khương Phàm kéo dài khoảng cách, định thần dò xét. Một lão đầu tóc bạc khô gầy đang huy động hai cánh âm dương. Nhanh chóng lao vùn vụt trong rừng rậm. Đột nhiên xuất trên đỉnh núi, thổi lên huyết sáo với chiến thuyền, đột nhiên lại xông vào phiêu miểu thâm không, chợt vỗ cái mông đối với bên ngoài, đột nhiên lại đứng ở không trung, kịch liệt run run phần hông, đột nhiên lại đứng trong rừng cây, điên cuồng vung hồn gió về phía bầu trời. Phách lối, làm càn. Mặc dù chiến thuyền phía sau đuổi rất căng, nhưng thủy chung đuổi không kịp thân ảnh của hắn. Đó là Thiên Bảo lão đầu. Lý Dần đột nhiên kích động hô to, mắt đầy sùng bái. Cái gì Thiên Bảo lão đầu? Chu Thanh Thọ nhíu mày, lão gia hỏa kia có chút không đứng đắn. Chương 3264 Chiến Thiên Vu 1. Đạo tặc đầu tiên lưu thoán tại Thiên Nguyên tinh vực.
Lý Dần lời còn chưa dứt, lão đầu khô gầy kia lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt mo nghiêm nghị, nghiêm túc nói. Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút, ta không phải đạo tặc, ta là đạo gia tổ sư gia. Qua, ta nhìn thấy chân nhân. Lý Dần kinh hô kêu to. Tiểu tử, tuấn tú lịch sự. Lão đầu nhi trên dưới dò xét Chu Thanh Thọ bên dưới, âm dương rực phía sau chấn động mãnh liệt, biến mất trong nháy mắt. Ôi, lão đầu có ánh mắt, ngọa tào, tinh thần thần kiếm của ta đâu? Chu Thanh Thọ bạo khởi. Khương Phàm đều sửng sốt một chút, ý thức trong nháy mắt cuồn cuộn, khóa chặt ngoài 30 dặm. Lão đầu bỗng nhiên xuất hiện, ngạc nhiên nhìn thần kiếm trong tay, bảo bối tốt. Lão già, người chán sống, thần kiếm của bản tôn cũng dám đụng. Chu Thanh Thọ gầm thét, ý thức xuyên suốt cùng tinh thần thần kiếm. Trong chớp mắt, tinh thần thần kiếm chiếu ánh sáng xa vạn trượng, trải rộng ra vạn trượng tinh không, giam cầm vùng không gian kia, lão đầu đều bị định trụ. Đồ tốt! Lão đầu nhi hưng phấn hơn, tay trái giơ lên, trong tay xuất hiện một vũ khí tựa như phi kiếm, lại như phi đao, một kích trùng thiên, phạm vi trăm dặm thiên địa vậy mà phá thành mảnh nhỏ, giống như tấm gương bị đụng nát, từ ngọn núi tới mặt đất. Từ hoa cỏ cây cối đến không gian chân thực, toàn bộ nát. Tinh thần thần kiếm giam cầm bị vỡ nát. Khương Phàm đi đến trước mặt Lý Dần, hỗn độn chiều dâng bạo động, chống ra phiến thiên địa vững chắc, gánh vác không gian vỡ vụn. Mượn chút chơi đùa. Lão đầu nhi nháy mắt mấy cái với Khương Phàm nơi này, khẽ chuyển trường bào, giống như giơ lên phiến thiên mạc, cuốn đi tinh thần thần kiếm. Hai cánh phía sau chấn động, âm dương lưu chuyển, bát quái chấn động. Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ngọa tào, chơi đâu? Chu Thanh Thọ giận dữ, ý thức cưỡng ép xuyên suốt tinh thần thần kiếm. Tặc điều một mực lười nhác đột nhiên bạo khởi, vỗ cánh gáy to, vạn đạo cường quang hóa thành mặt trời hừng hực, chiếu sáng thiên địa thâm không. Uy lực thái dương mãnh liệt quấy nhiễu thiên địa âm dương đại đạo, dung chuyển toàn bộ đại thế giới. Lão đầu nhi đang rời xa lập tức chịu ảnh hưởng, âm dương mất cân bằng, bát quái sụp đổ, lúc này rơi vào thế giới thật sự. Trở về, Chu Thanh Thọ cách không gầm thét, tinh thần kiếm lần nữa tranh minh, bên trong hắc ám cuồn cuộn, như vũ trụ cuồn cuộn, bên ngoài lấp lóe tinh quang, như ngân hà lao nhanh. Trong chốc lát uy lực và năng lượng kinh khủng, mạnh bạo chấn động giam cầm của lão đầu nhi, một lần nữa về tới trên tay Chu Thanh Thọ. Trộm trên đầu lão tử, lão già không biết xấu hổ sao. Chu Thanh Thọ giận dữ, tóc dài bay loạn, chiến bào liệt liệt, trong đôi mắt trải rộng ra tinh hà vạn tướng. Gầm lên giận dữ, như ngàn vạn tinh thần bạo động, cuồn cuộn thanh chiều lay động thiên địa, cuồn cuộn càn khôn, hắn phất tay, toàn bộ thiên địa giống như cùng vũ trụ mịt mờ xuyên suốt, phất tay mang theo một tinh vực, bên trong tinh hà lao nhanh, hắc ám ẩn núp, tràn ngập ba động khủng bố không có gì sánh kịp. Tiểu huynh đệ, thật sự là hỏa khí lớn. Lão đầu nhi không hoảng không loạn, không vội không buồn, trên thân bay ra chín tượng đá. Tượng đá giống như người như thú, vô cùng quái dị. Trong chốc lát va chạm mặt đất, đại địa phạm vi ngàn dặm bỗng nhiên khô kiệt, mà chín tượng đá giống như là cự linh khôi phục, quy mô ầm vang tăng vọt, tổ kiến đại địa tuyệt đối bảo vệ. Ngôi sao đầy trời rơi xuống, mỗi viên đều to lớn như sơn nhạc, ép khắp thiên địa, đụng chạm lấy đại địa bảo vệ, chấn động chín tượng đá. Ầm ầm, không trung như bị nghiền nát, đại địa giống như bị tách rời, giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, cái gì đều không thấy được. Lý Dần trực tiếp ngây người, ta sát Thiên Bảo lão đầu là thần linh, đám người này vậy mà trực tiếp đánh rồi. Chẳng lẽ, tất cả bọn hắn đều là thần linh? Ta ngăn lại chiến thuyền, cầm thú bắt lấy lão già kia. Ăn cướp đánh tới trên đầu chúng ta không cần mặt mũi sao? Kim Ô Hoành Không, phát ra tiếng gáy to kinh hồn nhiếp phách, hoàn toàn hiện ra thần khu như hoàng kim đổ bê tông, oai hùng bá khí, thần viêm hừng hực đều muốn đốt sạch bầu trời, khí thế chí cương chí dương càng kinh động lấy thiên vu đế tộc chiến thuyền. Kim Ô, 13 chiếc chiến thuyền nhanh chóng dừng lại, cường giả trên thuyền sẵn sàng trận địa đón quân địch, cảnh giác mặt trời, xa xa. Ta, Thiên Vu đế tộc, Phù Thanh Lạc thống lĩnh đương thời. Nhanh chóng nhường đường, nếu không, giết không tha. Nữ tử cầm đầu lắc lư linh đang trên tay, chỉ Kim Ô giữa trời phía xa. Đông, 13 chiếc chiến thuyền đồng thời gõ vang chống trận, tiếng chống u ám ngột ngạt như chuông tang kinh khủng, thu hút lấy vạn vật hồn về. Giết không tha, ngươi giết cái cho ta xem một chút. Thập nhật tề xuất. Tặc điểu vỗ cánh kích thiên, kim quang cuồn cuộn giữa trời cao, vô tận sơn mạch run rẩy một trận, trong liệt diễm cuồn cuộn đầu tiên là cảnh tượng diễn biến man hoang đại địa, vạn thú bôn đằng,
tiếp đó bay lên không 10 vầng mặt trời, kịch liệt chìm nổi, như là muốn hủy diệt hết thảy. Từ khi đại vương cùng đại tặc bị bắt đi, hắn một mực tức giận. Cái quái gì động một chút lại giết không tha. Nơi xa, tinh thần bạo động, hủy diệt dãy núi, nhưng... Sau khi tầng tầng bảo vệ bị đánh xuyên, chín tượng đá vậy mà không thấy, lão đầu nhi tự nhiên cũng không thấy. Chu Thanh Thọ giận dữ quát tháo. Lão già, người mẫu thân nó là chuột sao? Lăn trở lại cho ta. Chạy, đáng chết, ta đuổi hắn 8 ngày, mắt thấy là phải đuổi tới. Phu Thanh Lạc chú ý tới tình huống xa xa, ngọc diện lạnh xuống, nghiêm nghị quát tháo. Vây quanh bọn hắn cho ta, cùng luận xử như thiên bảo lão tặc. 12 chiếc chiến thuyền hai bên nhanh chóng tản ra, muốn hình thành vòng vây. Cường giả đế tộc trên chiến thuyền nhao nhao xuất động, hai bên tế lên tụ linh pháo, thôn nạp năng lượng cường đại giữa thiên địa, chỉ bọn người Khương Phàm phía xa. Cường giả đầu thuyền cuồng động chống trận, thùng thùng tiếng vang một ngạt u ám như chuông tang huyết dài, kinh hồn càng chiêu hồn. Tiểu cô nương, chúng ta chỉ là người đứng xem. Chính ngươi mất dấu, lấy chúng ta chút giận, thích hợp sao? Khương Phàm phất tay đánh ra vạn đạo khí tức hỗn độn, diễn biến ra một mảnh kiếm hải. Keng, keng, keng. Chanh chanh kiếm minh động trời cao, vạn đạo hỗn độn kiếm tuyệt thế sắc bén, mỗi một kiếm đều chém ra đại đạo ấn ký, như thiên đạo bổ xuống. Chương 3265 Chiến Thiên Vu 2. Cường giả chiến thuyền nhao nhao có phản ứng, đây là khí thế gì? Vạn đạo hỗn độn kiếm mang, diễn hóa xuất vạn sợi đại đạo ấn ký, mà hội cùng một chỗ, tạo thành thiên đạo uy áp chân chính, như là muốn vỡ nát hết thảy sinh linh hữu hình, để mỗi người đều kinh dị. Ngươi là người phương nào? Khuôn mặt Phu Thanh là có chút động, nhưng khí tức tôn quý ngạo mạn không giảm, đứng trên đầu thuyền, quan sát nam tử phía dưới. Người lưu lạc giữa các hành tinh, vừa vào thiên nguyên tinh vực. Nếu là người lưu lạc giữa các hành tinh, nên hiểu quy củ. Mặc kệ các ngươi lang thang đến hành tinh nào, tuân thủ hàng đầu tín điều chính là. Không được trêu chọc đế tộc nơi đó. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta chỉ là người đứng xem, là lão đầu nhi kia đột nhiên ăn cướp chúng ta, bị chúng ta đánh chạy. Ánh mắt ngươi có vấn đề sao? Cái gì? Con mắt của ngươi, có vấn đề sao? Không có. Nếu con mắt không có vấn đề, nên nhìn thấy hai chữ thiên vu trên cột cờ của ta, nếu con mắt không có vấn đề, nên có thể thấy là thiên vu đế tộc ta đang đuổi bắt con mồi, thuận tiện hỏi, đầu ngươi không có vấn đề chứ? Tạm thời còn bình thường. Vậy phải hiểu nhường đường, mà không phải ngăn cản chúng ta. Hắn đoạt đồ của ta. Đồ của ngươi quan trọng, hay là chuyện đế tộc ta quan trọng? Ngươi cưỡng ép nhúng tay đế tộc đuổi bắt, chính là đang ngăn cản ta đế tộc làm việc, khiêu khích uy nghiêm đế tộc ta. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Thiên võ tinh cầu là tinh cầu có nhiều kẻ ngoại lai nhất trong thiên nguyên tinh vực, các ngươi làm đế tộc, lẽ ra giữ vững nhiệt tình cùng phong độ cơ bản nhất. Hoang đường. Tới đều là tị nạn, thiên võ tinh cầu nguyện ý tiếp nhận đã là thiên đại ân điển. Có thể sống cũng không tệ rồi, còn muốn nhiệt tình. Còn muốn phong độ. Ánh mắt ngươi có vấn đề, đầu cũng có vấn đề sao? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không nên quá phận. Ta không buông tha ngươi, thì như thế nào? Lại, như thế nào? Ngọc diện Vu Thanh Lạc âm trầm, đầy dẫy sát ý. Nàng khổ tâm truy đuổi thiên bảo lão tặc mấy chục năm, đây là một lần nhất có cơ hội bắt lấy, lại bị bọn kẻ ngoại lai này làm hỏng, tất nhiên đầy ngập lửa giận. Mẫu thân nó, tính xấu này. Chu Thanh Thọ vén tay áo lên muốn ra tay, đường đường là thần của thiên đế tinh cầu lại bị thần của đại đế tinh cầu khi dễ. Khương Phàm đưa tay ngăn lại, nói với nữ tử trên chiến thuyền. Ta chỉ nói một lần, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Hôm nay việc này không liên quan gì đến chúng ta, không tính chúng ta gây chuyện, nếu như ngươi nhất định phải dây dưa tiếp, chúng ta. Không sợ phiền phức, tư thái phách lối khá lắm. Ta cảnh cáo ngươi, mặc kệ ngươi từ đâu tới, nhưng ở trước mặt đế tộc thiên võ tinh cầu, là rồng đều muốn cuộn lại, là hổ cũng phải nằm xuống. Bây giờ. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, đầu tiên, quỳ xuống, khẩn cầu thông cảm, nếu như thái độ phù hợp, ta có thể cân nhắc thu các ngươi làm nô. Thứ hai, tiếp nhận lửa giận của thiên vu đế tộc, bị thiên võ tinh cầu toàn diện truy nã. Khương Phàm lắc đầu, chưa từng thấy lớn nữ tử lối như thế, thanh âm dần dần giá lạnh xuống. Ta ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi nghĩ ta tính khí tốt. Vừa nói ra lời này, Chu Thanh Thọ cùng Kim Ô đồng thời lộ ra sát ý, khóa chặt chiến thuyền đầy trời. Thứ không biết sống chết,
dám khiêu chiến đế tộc ở Thiên Võ Tinh cầu. Thiên Võ Tinh tiếp nhận ức vạn kẻ chạy nạn, nhưng địa vị đế tộc chưa bao giờ nhận bất kỳ khiêu chiến nào, vì sao? Thực lực, Thiên Võ đế tộc, đều có được thực lực tuyệt đối. Phù Thanh Lạc nâng tay phải đột nhiên lắc lư, thanh âm thanh linh như địa ngục chấn hồn khúc, xuất hiện ở bất kỳ nơi hẻo lánh nào trong thiên địa. Khương Phàm, Chu Thanh Thọ, Kim Ô, lập tức đầu đau muốn nứt, giống như trong lúc bất chợt rơi xuống mênh mông địa ngục, bóng tối vô tận, vô biên hoang dã, vô số cô hồn dã quỷ. Oanh! Chống trận oanh minh, toàn bộ tụ linh pháo trên 13 chiến thuyền bạo động, ngưng tụ năng lượng kinh khủng cột sáng, đánh xuyên không gian, tinh chuẩn đả kích bọn người Khương Phàm. Năng lượng quang trụ không chỉ có ngưng tụ năng lượng thiên địa, càng tràn ngập năng lượng mục nát đặc biệt của Thiên Vu đế tộc bọn hắn. Tiểu nương bì tử, người gây nhầm người. Kim Ô vỗ cánh kích thiên, hình thể tăng vọt, cánh chim màu vàng óng sán lạn như kim, vỗ ra cuồng phong mưa lửa, năng lượng đặc biệt áp chế sóng âm, gió mạnh cuồng bạo lật tung pháo năng lượng. Ngay sau đó, hắn há mồm phun một cái, Thái Dương chi tinh hóa thành một gốc Phù Tăng thần thụ màu vàng, lắc rơi ánh lửa đầy trời, như vạn tên cùng bắn, đánh về phía tất cả chiến thuyền. Đây chính là Phù Tăng thần thụ khôi phục trong thế giới Dạ An Nhiên. Sau khi ngũ hành linh châu mang khí tức tự nhiên trăm vạn năm rót vào thế giới, Phù Tăng thần thụ kịch liệt diễn biến, cuồng mãnh sinh trưởng, càng tắm rửa khí tức hỗn độn, hồng mông ánh sáng, như Thái Dương thần thụ đầu tiên mới bắt đầu xuất hiện khi khai thiên tích địa, chiếu rọi mênh mông thế giới. Sau khi cuộc chiến sát thiên kết thúc, Dạ An Nhiên trực tiếp chuyển tặng cho Tặc Điểu. Thái Dương đồ đằng của Tặc Điểu dung nhập vào Phù Tăng thần thụ, biến thành vũ khí mình. Phù Tăng thần thụ lấy hắn huyết nhục là nguyên, nguồn gốc tiếp tục sinh trưởng, Tặc Điểu lấy năng lượng Phù Tăng thần thụ làm thức ăn, không ngừng mạnh lên. Ầm ầm, hỏa vũ đầy trời, uy lực vô tận cương mãnh trực tiếp thiêu đốt thiên mạc, 13 chiếc chiến thuyền toàn bộ đều bị nuốt hết vào trong biển lửa. Toàn bộ chiến thuyền là do huyền thiết của kim loại tinh cầu rèn đúc mà thành, cứng cỏi không gì sánh được, giờ phút này lại như va vào luyện lô, nhanh chóng nóng chảy, lồng năng lượng mặt ngoài cũng bắt đầu sụp đổ. Rút lui. Sắc mặt cường giả đế tộc kịch biến, thật sự là Kim Ô bá đạo. Bọn hắn quả quyết khống chế chiến thuyền rút lui. Tinh thạch cùng không gian pháp trận chiến thuyền mặt ngoài phát ra ánh sáng, muốn mở ra liệt diễm, lui phản hư không. Muốn chạy, muộn. Chu Thanh Thọ đưa tay chỉ chiến thuyền phía xa, ý niệm như thủy triều, sát ý bạo động, tinh thần thạch mặt ngoài tất cả chiến thuyền vậy mà toàn bộ nổ tung, vỡ nát thân tàu, cắt đứt đường đi. Âm âm. Liệt diễm nuốt hết chiến thuyền, cường giả đế tộc táng thân biển lửa. Ngọa tào. Lý Dần tê cả da đầu, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Giết đế tộc rồi. Đám điên này giết đế tộc rồi. Xong, xong. Lão tử chết chắc. Chương 3266 sát phạt quả quyết. Thật can đảm. Các ngươi không phải người đầu tiên khiêu chiến đế tộc, nhưng các ngươi nhất định là chết thảm nhất. Phù Thanh Lạc phóng lên tận trời. Tự mình ra tay. Nàng mở ra hai tay, tóc dài bay lên, lít nha lít nhít linh phù giống như màn mưa bạo khởi, nhanh chóng tiêu xạ, trùng kích thiên địa, linh phù trải rộng ra phạm vi mênh mông, giao hòa cùng thiên địa, cộng minh cùng vạn vật. Đây là đế pháp. Thiên địa lập suy. Ánh sáng phù văn bành trướng bộc phát, mênh mông thiên địa lại ảm đạm phai mờ, không có màu xanh lá, không có màu đỏ, chỉ có hai màu trắng đen, vạn vật suy bại, khô héo tàn lụi, tất cả năng lượng đều khô kiệt. Bọn người Khương Phàm giống như đặt mình vào vô tận hoang mạc, thậm chí là thế giới tàn lụi, cô độc, sợ hãi, tuyệt vọng, cảm xúc nhuộm dần, chiến ý khó khăn. Đau đớn, suy yếu, hôn mê, thân thể đau đớn, sinh cơ biến mất. Phù Thanh Lạc ngạo nghễ ngẩng đầu, toàn lực khống chế, muốn xóa đi mấy thứ không biết sống chết này khỏi thế giới. Mặc dù cùng là thần linh, nhưng đế pháp cường đại, đủ để trấn áp bất kỳ thần pháp gì. Dám ở trước mặt nàng làm càn, chán sống. Nhưng, một bóng người như quỷ mị xuất hiện ở phía sau của nàng. Tiểu cô nương, nếu là mặt hướng vũ trụ tinh cầu, thì càng hẳn là đã hiểu, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Một tay Khương Phàm bóp lấy đầu Vu Thanh Lạc. Ngươi, làm càn. Vu Thanh Lạc đột nhiên biến sắc, toàn thân bạo khởi cỗ uy thế càng kinh khủng. Đế pháp, đại đạo hủ hủ. Thiên địa thất sắc, triệt để trở nên tái nhợt. Tất cả võ pháp, năng lượng, đều đánh mất ngưng tụ năng lực. Bá đạo, tàn nhẫn. Như là thiên đạo vết tích đều muốn bị xóa đi. Nhưng, Khương Phàm là hỗn độn chiến khu, là chiến khu. Năng lượng hỗn độn ứng thanh tán loạn, hỗn độn chiến khu lại không thể phá vỡ,
cuồng lực vô biên. Trong chốc lát Phù Thanh Lạc thả ra, Khương Phàm bóp chặt lấy nàng đầu, một tay khác lập tức bạo khởi, từ phía sau đánh xuyên phía sau lưng nàng, nắm trái tim mênh mông, tuôn ra từ trước ngực. A a a, ngươi dám lăng nhục thần khu của ta. Ngươi, vĩnh sinh bất tử, biến thành con rối đế tộc ta. Linh hồn Phù Thanh Lạc tê khiếu, lần nữa phản kích, lại bị Khương Phàm vô tình phá giải thân thể, cầm giữ linh hồn. Ngọa đại tào, thiên bảo lão tặc đang ẩn tàng sâu trong rừng rậm xem kịch, kết quả. Ta mẫu thân nó nhìn thấy cái gì? Bọn hắn diệt chiến đội đế tộc. Bọn hắn giết thần tôn đế tộc. Đầu thiên bảo lão tặc ông âm thanh, cảm giác muốn nổ tung. Cái này mẫu thân nó là tên điên nào? Đó là đế tộc nha. Hắn cố ý dây dưa, chỉ là muốn kích thích mấy tên này phản kích, sau đó thừa dịp loạn thoát khỏi thiên vu đế tộc. Kết quả. Bọn hắn không biết uy danh đế tộc sao. Xong, xong, xong xong. Thiên bảo lão tặc tiến vào dưới mặt đất, điên cuồng chạy trốn. Phù Thanh Lạc điên cuồng đuổi giết hắn nửa tháng, hoành hành hơn 10 vạn dặm đại lục, trên đường đi đưa tới không ít oanh động. Rất nhiều người đều biết Phù Thanh Lạc đang đuổi giết hắn. Kết quả, chết rồi. Diệt sạch. Là người bình thường đều sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Thiên vu đế tộc còn không phải nổi điên đuổi giết hắn. A a a, ta gặp vận rủi gì? Trời muốn tuyệt ta sao? Giờ khắc này, một màn tàn nhẫn cũng rõ ràng rơi vào tầm mắt bọn người Dinia ẩn núp xa xa, ba người kinh hãi vong hồn bay lên. Quá đột nhiên. Trực tiếp liền giết. Đây là khiêu chiến đế tộc. Làm kẻ ngoại lai, khiêu chiến đế tộc, chính là khiêu chiến tinh cầu này. Thế tất yếu lọt vào tất cả đế tộc liên hợp cưỡng chế. Các ngươi, chỉ có thể nhìn thấy nơi này. Một đạo âm thanh giá lạnh đột nhiên từ đằng xa truyền đến, rõ ràng lọt vào tai. Rút lui. Cường giả bên cạnh Dinia bỗng nhiên biến sắc, bắt lấy Dinia, tế lên xuyên thiên toa. Chậm đã. Dinia đột nhiên thét lên. Ngươi cùng Phù Thanh Lạc gặp phải là một trận ngoài ý muốn, không có người ngoài biết, nhưng chúng ta phụng mệnh truy tung ngươi, nếu như chúng ta chết rồi, tam sinh đế tộc nhất định hoài nghi đến trên đầu ngươi. Gia gia của ta đã bắt đầu nhìn chằm chằm các ngươi từ khi các ngươi tiến vào tinh cầu, không sai, gia gia của ta chính là Dairon, thống lĩnh lần này viễn chinh vũ trụ. Dairon gia tộc, đương thời đệ nhất thống lĩnh. Hai vị cường giả đế tộc đổ đầy mồ hôi lạnh trên đầu, khẩn trương cảnh giới, cũng gắt gao giam cấm xuyên vân toa vận sức chờ phát động. Dinia lại nói, nếu các ngươi biết chúng ta đang truy tung, lại chậm chạp không có ra tay, hẳn là không muốn trêu chọc tam sinh đế tộc. Người của các ngươi bây giờ ở lại đế thành, các ngươi càng không muốn trở mặt cùng tam sinh đế tộc. Còn có, chân chính linh hồn tất cả tộc nhân tam sinh đế tộc chúng ta đều gửi ở bên trong tam sinh thạch đế tộc, trong thân thể chỉ là phụ hồn. Nếu như các ngươi giết ta chúng ta, linh hồn chân chính của chúng ta sẽ biết được hết thảy nơi này. Dinia rất nhanh tỉnh táo lại, khẩn trương rằng có lấy nam tử trên bầu trời. Khương Phàm ngắm nhìn nơi xa, phụ hồn, đế tộc quả nhiên quỷ dị. Kim ô đốt sạch chiến thuyền đầy trời, về tới phía trên Khương Phàm, dương cánh vài trăm mét, to như mặt trời, tản ra cường quang vạn trượng, khuấy động liệt diễm khủng bố phần diệt chúng sinh. Chu Thanh Thọ một tay nắm lấy Lý Dần sụi lơ, một tay khống chế tinh thần thần kiếm, u tinh hà như ẩn như hiện, vô tận tinh quang vần quanh ở bên, chiếu ánh hắn như là bất hủ giả thần bí trong vũ trụ. Ba vị thần tôn áp bách cường đại để minh mông sơn lâm đều lâm vào tĩnh mịch. Tim Dinia đập loạn. Thể hiện lại duy trì chấn định. Ta xem như cái gì đều không nhìn thấy, các ngươi làm như không thấy ta. Khương Phàm đạp không mà đi, khí tức hỗn độn tràn ngập giữa thiên địa mục nát. Ngươi sẽ không xem như cái gì đều không có phát sinh. Ngươi chỉ là sinh mệnh nhận uy hiếp, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chương 3267 bí mật 1. Đế tộc có cao ngạo của đế tộc, ta rất rõ ràng, đế tộc cùng đế tộc nhất trí đối ngoại, ta cũng đã hiểu. Ta không sợ đế tộc các ngươi, nhưng ta xác thực cần tham gia đại hội đấu giá 5 tháng sau. Dinia nói, ngươi hẳn là sợ, chủ hồn ta mệnh lệnh một tiếng, có thể làm cho tam sinh đế tộc lập tức bắt đầu đuổi bắt hai vị đồng bạn của ngươi. Chúng ta bây giờ đều có kiêng kỵ, có tư cách đàm phán công bằng. Chúng ta, nói chuyện. Hai vị trưởng lão bên cạnh Dinia âm thầm bội phục, không hổ là cháu gái đại thống lĩnh, cục diện khẩn trương như vậy vẫn có thể bình ổn ứng đối. Khương Phàm hơi suy nghĩ, nói. Ngươi, tạm thời đi theo bên cạnh ta, ta không làm thương hại ngươi,
nhưng sẽ không dung túng ngươi. Đợi sau khi hội đấu giá kết thúc, ta trả lại ngươi tự do. Linnea nói, ta có thể tiếp nhận, nhưng ta muốn một đáp án, ngươi. Vì sao không có kiếp trước? Khương Phàm quan sát Linnea, sau một hồi lâu, hỏi ngược một câu. Đế tộc thế hệ này của các ngươi đều có kiếp sau sao? Linnea nói, có ý gì? Khương Phàm lạnh lùng nói, nếu như các ngươi đều có kiếp sau, nói rõ chúng ta cũng không phải kẻ địch. Nếu như các ngươi không có kiếp sau, nói rõ các ngươi gặp phải họa diệt tộc, mà đồ diệt toàn tộc các ngươi, rất có thể là người đứng ở trước mặt các ngươi. Chu Thanh Thọ có chút ngẩng đầu, đây cũng không phải là khoác lác. Tam sinh đế tộc nếu quả thật làm kẻ địch với Khương Phàm, tổn thương bọn người Hướng Vãn Tình, Khương Phàm cũng mặc kệ nơi này có cất giấu cái gì sát thiên chiến đội, càng bất kể tinh vực này có cấm kỵ gì, chân thân trực tiếp giết tới, đừng nói tam sinh đế tộc, chính là thiên võ tinh cầu đều có thể bị phá hủy. Linnea trầm mặc, thể hiện trở nên vô cùng quái dị. Cường giả hai bên trái phải cũng xuất hiện dị dạng. Bọn hắn không biết người này là Phô Trương Thanh Thế, hay thật biết tình huống như thế nào. Sự thực là, đại khái 5 năm trước bắt đầu, cảm giác rất nhiều người tam sinh đế tộc bọn hắn đối với, kiếp sau, xuất hiện mơ hồ, mặc dù vẫn có thể mượn dùng lực lượng kiếp sau nhưng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Thậm chí có người xuất hiện qua tình huống kỳ quái triệt để mất đi cảm giác đối với kiếp sau, nhưng không lâu sau đó lại lần nữa sinh ra liên hệ. Chuyện này một lần gây nên nội bộ đế tộc bọn hắn khủng hoảng, ngay cả đế tổ đều cưỡng ép xuất quan, bắt đầu bí mật điều tra nguyên do. Thẳng đến nửa năm trước, đế tổ khác của đế tộc bọn họ ngoài ý muốn thức tỉnh, ngay sau đó nhận được tin tức, đế tổ những tinh cầu khác giống như đều tỉnh dậy. Bọn hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nhao nhao suy đoán khả năng có liên quan rất lớn cùng tình huống bọn hắn 5 năm trước đột nhiên bắt đầu dị dạng. Giờ khắc này, người không có kiếp trước này đột nhiên nói ra lời như vậy, không thể không khiến nàng miên man bất định. Khương Phàm nói, ta khuyên ngươi, vì chính ngươi, vì tộc đàn ngươi, làm bất kỳ quyết định gì đều nghĩ đến trước đó, nghĩ lại cho kỹ. Nếu như bởi vì quyết định lanh chanh nào đó của ngươi, tạo thành cả một tộc đàn hủy diệt, ngươi chính là tội nhân thiên cổ, cho nên tuyệt đối không nên cược. Linnea lần nữa ép hỏi. Nói cho ta biết, vì sao ngươi không có kiếp trước? Ngươi cũng không có kiếp sau. Khương Phàm không có trả lời, mà tiếp tục nhắc nhở. Không cần cược, ngươi thua không nổi. Bên cạnh Khương Phàm nhiều hơn 3 tùy tùng. Một cháu gái đại thống lĩnh tam sinh đế tộc, Linnea. Hai trưởng lão đế tộc đương thời, Dirio cùng Dius. Lão đầu nhi kia vừa mới làm cái gì? Khương Phàm hỏi Lý Dần bị dọa mộng. Thiên bảo lão tặc, đạo tặc đi khắp tinh vực các nơi, không cố kỵ gì, tùy ý làm bậy, đồ ai cũng dám đoạt, là tội phạm truy nã quan trọng của tinh vực. Linnea bên cạnh mở miệng trước, nàng dáng vẻ thướt tha, phong thái hiểu điệu, bất luận là dáng người hay bộ dáng. Đều đủ để cho người ta xem qua khó quên, chỉ là nàng quá cao. Đối với tam sinh đế tộc mà nói, thân hình của nàng hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng đối với bọn người Khương Phàm mà nói thì có vẻ hơi to lớn. 3m9. Chu Thanh Thọ vừa vặn đến phần hông nàng. Dáng người tươi đẹp đến đâu, tại trước mặt chênh lệch thân cao như vậy, đều mang đến mấy phần cảm giác áp bách. Tuy nhiên, Chu Thanh Thọ lại không để lại dấu vết đứng ở phía sau bọn họ. Trong mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thứ tròn trịa to mọng trước mặt. Bị truy nã toàn tinh vực, còn bắt không được, là hắn quá mạnh, hay các ngươi vô năng. Hắn lúc bắt đầu tiếp nhận các tộc ủy thác, bí mật trộm cướp bảo vật quý giá, các tộc trong bóng tối đều cần hắn, chưa từng chân chính hạ tử thủ. Thậm chí sau khi bắt được, sẽ cùng hắn bí mật giao dịch. Nhưng, từ khi sau khi hắn thành thần, dần dần trở nên lớn lối, nhất là đạt được cặp âm dương dực, càng không cố kỵ gì. Hắn là thần, trong tay nắm chí ít 3 kiện thần khí, tất cả thần tộc tùy tiện không dám trêu chọc, làm không tốt sẽ dẫn phát họa diệt tộc. Tất cả thần tôn đế tộc phổ biến đều thăm dò vũ trụ thâm không, thần tôn lưu thủ đều có chuyện quan trọng xử trí, cũng không có mấy người nguyện ý lãng phí thời gian trên thân tên đạo tặc. Tuy nhiên, cũng có chút thần tôn chán ghét đến chấp nhất mà đuổi giết lão gia hỏa kia, Vu Thanh Lạc chính là một người trong số đó. Khi Linnea nói chuyện, nhớ tới thời điểm Vu Thanh Lạc vừa mới xuất hiện nói câu, chi luân bờ bên kia. Chẳng lẽ thiên bảo lão tặc tìm tới món bí bảo trong truyền thuyết kia? Hay Vu Thanh Lạc tìm được, bị thiên bảo lão tặc cướp? Chi luân bờ bên kia, đỉnh cấp thần khí trong truyền thuyết. Lão già. Khương Phàm muốn điệu thấp làm việc, không nghĩ tới bị một lão đầu nhi làm rối loạn kế hoạch.
Đường đường thần linh vậy mà cam nguyện làm đạo tặc, thật sự là hiếm thấy. Chương 3268 bí mật 2. Mặc dù ngươi bảo vệ linh hồn Vu Thanh Lạc, nhưng nhiều tộc nhân chết thảm, Thiên Vu đế tộc khẳng định sẽ phát giác, không bao lâu sẽ tới điều tra, ngươi. Không đi. Ninia nhìn xuống nam tử, nhỏ nhắn xinh xắn, trước mặt, vẫn đoán không ra rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy mà để hắn không có kiếp trước cùng kiếp sau, mà xem như chuyện nàng nói ra, hắn vậy mà không giật mình. Giống như biết tình huống của mình. Vì sao hai người khác đều có kiếp trước cùng kiếp sau? Một con kim ô, thần cấp đỉnh phong, một cái. A, người kia đâu? Ninia quay đầu, nhìn về hướng sau lưng. Chu Thanh Thọ đang nhìn bộ vị to mọng tròn trịa trước mặt, âm thầm rung động, tiếc nuối lắc đầu. Mặc dù hình dạng rất hoàn mỹ, nhưng, lòng có dư, mà lực không đủ. Hình thể chênh lệch quá lớn, chỉ có thể nhìn, khó mà làm thử. Người đang làm gì? Ánh mắt Ninia lạnh lùng. Suy nghĩ một chuyện. Trong lòng Chu Thanh Thọ run lên, mặt ngoài lại tương đối yên tĩnh. Ngươi có thể đừng đứng phía sau ta hay không? Ta đứng, ta lúc nào đứng ở nơi này? Chu Thanh Thọ dịch sang bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục suy nghĩ chuyện. Khương Phàm ra hiệu kim ô nhìn chằm chằm Ninia, tiếp tục định thần dò xét địa tông mê xào. Ý thức như dòng lũ lao nhanh, khuếch tán lan tràn răng khắp nơi trong mê cung. Tình cảnh bên trong liên tiếp phản hồi đến trong đầu. Hỗn loạn, vô tự, giết chóc, tội ác, mê cung dưới mặt đất nghiễm nhiên là lao ngục tội ác, các loại chuyện tàn nhẫn thời thời khắc khắc đều diễn ra, nơi đó là chân chính cường giả vi tôn, ác giả là bá. Thời điểm ý thức Khương Phàm đang mở rộng, mấy đầu con đường ù ù di chuyển, bị năng lượng không gian thần bí thao túng thay đổi vị trí. Mặc dù chỉ là mấy con đường, lại làm cho cấu tạo mê cung hoàn toàn biến hình. Những con đường này cũng không phải mấy trăm mét mấy ngàn mét, mà là vài trăm dặm mấy ngàn dặm. Đừng nói là người bình thường, xem như thánh linh, ở bên trong cũng dễ dàng mê thất, có thể đi ra hay không, hoàn toàn dựa vào vận khí. Bên trong có chút người bị nghẹn đến điên đánh mất lý trí, điên cuồng đụng chạm con đường, muốn cưỡng ép đả thông, xuất hiện mặt đất trùng lập, nhưng con đường vô cùng cứng cỏi, tựa như vũ khí bị rèn luyện, mặt ngoài đều hiện ra ý lạnh như kim loại, cũng tràn ngập lực lượng không gian yếu ớt, cho nên tốn công vô ích, cho dù cưỡng ép phá toái. Con đường giống như có một loại sinh mệnh nào đó, nhanh chóng khép lại. Ngươi đang chờ cái gì? Thiên Vu đế tộc cách đây 10 vạn dặm, một khi xác định vị trí chuẩn xác chiến thuyền biến mất, lúc nào cũng có thể sẽ giết tới. Ninia kỳ quái nhìn tiểu nam tử trước mặt, chẳng lẽ là vì mình lỗ mãng hối hận rồi, đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Khương Phàm không để ý đến, tiếp tục lấy dò xét, tìm kiếm manh mối khả nghi. Thiên Vu đế tộc nhất mang thù, một khi chọc tới bọn hắn, không hoàn thành báo thủ quyết không bỏ qua. Vu Thanh Lạc xác thực phách lối, nhưng nàng có tư cách phách lối. Nàng không chỉ có là thần linh đế tộc, càng là thê tử tộc trưởng, ngay cả con của nàng đều là thần linh, nhất mạch tam thần. Địa vị của bọn hắn gần như chỉ không thể lay động ở bên trong Thiên Vu đế tộc, đưa mắt nhìn khắp toàn bộ thiên võ đại lục, thậm chí thiên võ tinh cầu, đều là vị đầu tiên phía dưới đại đế. Ninia làm rõ thân phận Vu Thanh Lạc cho Khương Phàm hay. Khương Phàm vẫn thờ ơ, nhắm mắt lại, mở rộng dụng tâm cảm nhận. Ngươi có đang nghe ta nói chuyện hay không? Ninia muốn chụp về phía bả vai Khương Phàm, lại bị ánh mắt kim ô trên vai quét qua, cưỡng bức lui trở về. Các ngươi đến Thiên Võ Tinh, là muốn tìm người. Ninia bên phải Dius đột nhiên hỏi một câu. Mấy tháng gần đây, Thiên Võ Tinh các ngươi? Không, Thiên Nguyên Tinh vực các ngươi có chuyện gì đặc biệt phát sinh không? Chu Thanh Thọ ngẩng đầu hỏi. Khuôn mặt anh Tuấn rất chăm chú, trong đôi mắt sáng tỏ lấp lóe tinh quang, chỉ là hắn 1m8, đối phương 3m9, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt chiếu tới, đối diện với hai ngọn núi nở nang trước ngực Ninia. Từ góc độ chỗ hắn đứng đấy trông qua, đường cong quả thật hoàn mỹ. Thiên Nguyên Tinh vực mỗi ngày đều có chuyện phát sinh, chuyện đặc biệt cũng không ít. Ninia mơ hồ cảm giác ánh mắt người này là lạ, nhưng cũng không có chứng cứ. Chính là chuyện vô cùng đặc biệt, loại kia. Ngươi nói trước mục đích các ngươi đến Thiên Võ Tinh đi. Không có gì mục đích, chính là tùy tiện nhìn. Nhìn bộ dáng các ngươi, cũng không giống như tùy tiện nhìn. Ngươi xem chúng ta giống làm cái gì. Ta gặp qua rất nhiều người lưu lạc, duy chỉ có chưa thấy qua người như các ngươi. Ninia lại nói với Khương Phàm. Nếu như các ngươi muốn mua đồ gì ở trên hội đấu giá,
tốt nhất chuẩn bị đầy đủ tinh thạch. Lần này nếu quả thật có thể hấp dẫn đến số lượng lớn thần tộc cùng đế tộc như mong muốn, mỗi kiện bảo vật đều có thể bị xào đến giá trên trời. Chu Thanh Thọ cười, lần này là cười thật, chúng ta giống như là thiếu bảo bối sao, chúng ta chỉ là muốn tư cách tham dự, sau đó đến bên trong bí mật điều tra. Ninia nhìn về phía Lý Dần sắc mặt tái nhợt bên cạnh. Ngươi là ai? Ta chính là một người bình thường. Mặc dù Lý Dần rất có tính cách, nhưng chưa bao giờ quen biết với người đế tộc. Huống chi, bây giờ đầu còn ông, bọn hắn giết thần tôn đế tộc, nếu như bị bắt được, hắn có tính là tòng phạm hay không? Bọn hắn tên gọi là gì? Tên. Lý Dần sững sờ, thậm chí vẫn không biết đám người này kêu cái gì. Hồi lâu qua đi, ý thức Khương Phàm rút khỏi từ bên trong địa tông mê xào, tiếc nuối lắc đầu, mặc dù bên trong cảm xúc rất phức tạp, nhưng ẩn tàng không nổi khí tức sát thiên chiến đội. Còn đi bí cảnh thứ tư, tự do chi thành không? Chu Thanh Thọ cảm thấy rất hứng thú đối với nơi đó, nhưng không ôm hy vọng. Bên trong bí cảnh đầu tiên là cái gì? Khương Phàm đột nhiên hỏi Dinia. Chương 3269 nửa năm trước. Không biết. Ngươi khẳng định biết. Ta không biết. Liên quan đến bí mật đế tộc các ngươi. Thân phận của ta còn không có tư cách hiểu rõ. Chỉ có liên quan với tam sinh đế tộc các ngươi, hay có liên quan đến tất cả đế tộc. Ta chỉ là đồng ý ở lại bên cạnh ngươi, chưa nói qua sẽ để lộ tất cả bí mật đế tộc cho ngươi. Làm sao có thể triệu hoán đi ra bí cảnh đầu tiên?